29 là bày bãi bình luận này. Ai đây? Long. Ở cái quận gì đâu mà. Ôi da. Người nha, rồi em chào chị Hiền Phạm này, chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người, cố gắng chia sẻ like cho em nha, hôm nay lên sớm hơn xíu mọi người. Rồi ạ, đầu like sẽ tặng quà cho mọi người nha các trẻ ơi, hôm nay nói chung là xả còn gì xả nấy mọi người, xả giá cực kỳ rẻ cho các chị luôn nha. Rồi chị nào thấy em rồi mọi người chấm lên tương tác đi ạ. Em thấy là tình hình là view không lên được luôn này. Em chào chị Liên Nguyễn này, mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ like đi mọi người. Cố gắng chia sẻ like cho em đẩy mạnh view lên nha mọi người ơi. Rồi, em có một áo còn không, hạt nào không mua hả? Có một áo bên em xả đơn rồi trời ơi. À, nói chung là các chị ạ, à, chốt đơn là chốt đủ đơn trong cùng một like luôn giúp em nha mọi người nha. Chứ chị nào mà không đủ đơn là bên em xả đơn đó mọi người. Rồi ạ, à, chia sẻ like cho em nha các trẻ ơi. Rồi, chấm lên tương tác nha. Các chị vô đông đông rồi em bắt đầu em tặng quà nha. Rồi em chào chị Anh Thư Mai này. Hello tất cả mọi người nha. Chấm lên chia sẻ like cho em mọi người. Đây đầu like tặng cho các chị con này. Đây nha. Một con cổ yếm nó bị ấy mất cái dây này mọi người. Các chị về cắt luôn cho em nha. Em tặng luôn cho các chị con này không đồng. Tặng luôn cho các chị đầu like với giá này không đồng. Áp dụng chia sẻ like nha mọi người. Ô, cố gắng lại chia sẻ like cho em đẩy mạnh view lên giúp em nha mọi người. Rồi comment cho em là mã tặng không đồng kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người. Rất là đẹp luôn cho em như này các chị nhá. Lên cho em là tặng không đồng. Rồi em chào chị Trần Hằng này. Cảm ơn chị Trần Hằng đã là người chia sẻ nhá. Cố gắng hiển thị mình là người chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Rồi lên cho em là mã tặng không đồng. Rồi lại em sẽ tặng mấy con cho mọi người nhá. Rồi tặng không đồng cho em kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Phải hiển thị mình là người chia sẻ em chốt đơn nhá. À, xem mẫu áo vàng trên sàn với ạ. Rồi ok mọi người, lát nữa em sẽ lên hết nha mọi người ơi. Chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người. Chị nào thấy em rồi các chị chấm lên nha, để em đọc tên của mọi người luôn nha. Rồi ạ, lên cho em các để tặng không đồng đi ạ. Mã tặng không đồng cho em đầu like áp dụng chia sẻ like nha. Tặng không đồng kèm số điện thoại cho em mọi người, các này cỡ size S thôi nha. Size S thôi mọi người ơi, lên cho em là tặng không đồng nha. Tặng không đồng kèm hiển thị mà là người chia sẻ em chốt đơn nha. Tặng không đồng giúp em nha mọi người ơi, cố gắng lại chia sẻ like cho em đẩy mạnh view nha. Tặng luôn cho các chị con này đầu like. Đấy. Em tặng luôn cho mọi người con này đầu like này. Trời ơi một con siêu đẹp. Cái này mà các chị mặc chụp hình Tết hơi bị á. Đúng rồi mặc chụp hình hơi bị đẹp luôn. Rồi tặng không đồng cho chị Kim Hiền đã là người chia sẻ và người comment đầu tiên này. Cảm ơn chị đẹp nha. Chốt cố gắng chốt đủ đơn luôn cho em ha. Rồi ạ, con này ạ, đầu like em tặng luôn cho các chị với giá này 20.000 mọi người nha. Em tặng cho các chị với giá 20k áp dụng chia sẻ like luôn. Con này có đuôi lết nhẹ nhá, tay ngắn cho em như này mọi người. SM các chị mặc được nha. Con này có độ co giãn này, đuôi lết mọi người, cho mặc chụp hình hơi bị đỉnh luôn nha. Lên cho em con này mọi người ơi, chốt comment cho em là mã đỏ đi. Đỏ 20k kèm số điện thoại giúp em. Lên cho em là mã đỏ 20. Mã đỏ đầu like tặng các chị 20k mọi người ơi. Lên cho em là mã đỏ 20 kèm số điện thoại nhá. Đỏ 20k kèm số điện thoại và phải hiển thị mình là người chia sẻ em chốt đơn nha mọi người. Mã đỏ 20 các trời ơi, chốt comment cho em là đỏ 20k kèm số điện thoại nhá. Đây, tặng các chị con này đầu like. Rồi em tặng cho mọi người con này đầu like với giá này. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn nha, size S luôn mọi người. Nu cho em mọi người nha, nu tặng cho các chị đầu like giá này 39.000. 39k cho comment cho em có thể là mã nu đi ạ. Mã nu em xả cho tặng cho các chị đầu like 39k. Chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em đi mọi người ơi, cố gắng đẩy view lên giúp em nha. Rồi ạ, lên cho em là mã nu đi ạ. Mã nu tặng cho các chị đầu like 39.000 thôi. 39k cho comment cho em là mã nu mọi người nhá. Nu 39k
chúng ta kèm số điện thoại cho cả menu nha. Mã nu 39 mọi người. Đây, đầu la tặng hàng ren cho các chị với giá 10.000 nhá. Một con này ren xanh cho em nè mọi người. Ren xanh, size S thôi, 40-48kg. Em chào chị Thanh Mai này. Rồi ạ, à, nu hả? Mã nu em chốt chị Minh Ánh. Minh Ánh này, cho em xin một nu chia sẻ like luôn nha chị Minh Ánh nhớ. Và chốt đủ đơn. Đơn hàng 80.000 đổ lên bên em mới gửi hàng nha mọi người. Rồi ạ, à, ren xanh cho em là 10k kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên cho em là mã ren xanh 10.000. Dạ, đại cái này là em đang tặng đầu like nha mọi người nhá. Em đang tặng đầu like các chị nhá. Rồi ạ, à, lên cho em cái này mọi người ơi. Mã ren xanh 10k kèm số điện thoại giúp em. Lên cho em là mã ren xanh. Ren xanh cho em sẽ 10k mọi người ơi. Lên cho em là mã ren xanh 10.000. Ren xanh 10k kèm số điện thoại giúp em nhá. Lên cho em là mã ren xanh. Hôm nay rất là nhiều mặt hàng luôn. Nói chung là hôm nay xả hết luôn nha mọi người ơi. Rồi ạ, à, ren hồng cho em này các chị, sẽ luôn. Lên cho em là mã ren hồng tặng luôn cho các chị này, 10k. Rồi em chào chị Mùi Lưu. Cố gắng nhá, mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ like, đẩy mạnh view lên giúp em nha mọi người ơi. Rồi ạ, à, lên cho em là mọi người 4x5x hả? Đó, 4x5x sai to, bữa nay ít rồi, trời ơi, theo dõi like nhá. Rồi lên cho em là ren hồng em tặng luôn cho các chị 10k nha mọi người ơi. Lên cho em là mã ren hồng. Ren hồng em tặng cho mọi người 10k, tặng đầu like tặng mấy con đỏ đi. Đầu like tặng mấy con đỏ cho nó hên nha mọi người. Đây, một con này đỏ kim sa nha mọi người. Đầu like em tặng luôn cho các chị con này với giá này 20.000. 20k chị đã chốt comment cho em là kim sa. Nói chung là mấy cái mã mà tặng đầu like mọi người phải có chia sẻ like thì em mới chốt đơn nha. Em cảm ơn chị Minh Anh đã là người chia sẻ này. Rồi lên cho em con này là kim sa đi mọi người, mã kim sa. Rồi ạ, ren hồng em chốt chị Phạm Thu, cảm ơn chị Phạm Thu đã là người chia sẻ này. Rồi ạ, lên cho em kim sa đi mọi người. Kim sa con này sẽ luôn, đầu like tặng cho các chị 20.000 nha mọi người. 20k áp dụng chia sẻ like. Nói chung cái giá này ạ, có quá có lại nha mọi người nha. Rồi lên cho em là mã này kim sa 20k kèm số điện thoại giúp em. Lên cho em là mã kim sa. Đây ạ, con này sẽ ép thôi mọi người. Hàng 3D cho em mọi người nhá. Chất liệu cho em là vải lụa Thái rất là đẹp luôn. Rồi con này chốt comment mã vàng cho em nha mọi người. Rồi kim sa của chị Kim Hiền ok ạ. Rồi lên cho em là mã vàng mọi người nhá. Vàng tặng luôn cho các chị ạ, 69.000 con này hàng mới nhá. Con này cho em là hàng mới 100% các chị đẹp nhá. Lên cho em là mã vàng 69k. Vàng cho em 69k kèm số điện thoại size S chốt nhá. Size S cho em chị là 48kg đổ lại các chị mặc ok nhá. Lên cho em là mã vàng nha mọi người. Mã vàng 69k thôi, 69k thôi mọi người. Ở chốt thì comment vàng giúp em nhá. Vàng 69 chấm lên tương tác nhá. Kim size hết rồi, kim size chắc chị Kim Hiền rồi. Rồi ạ, à, đỏ cho em là mọi người size M. Size M một con đỏ, đầu like tặng luôn cho các chị 30.000. 30k chị nào chốt comment đỏ giúp em này. Mã đỏ 30. Đỏ cho em sẽ SM 30k mọi người nhá. Lên cho em là mã đỏ 30k kèm số điện thoại. Lên cho em là mã đỏ mọi người nhá. Đỏ 30k kèm số điện thoại cho em nhá. Lên cho em là mã đỏ các chị ơi. Mã đỏ 30 chấm lên tương tác đi ạ. Đỏ 30k. Rồi em chốt chị Lâm Ngọc Vĩ đã là người chia sẻ này. Cố gắng chốt đủ đơn cho em nha mọi người nha. Cố gắng chốt cho em đủ đơn nha. Rồi ạ, tím. Một con này tím nha. Con này là phối kiểu phối ren đó mọi người, phối ren này. Size S cho em luôn mọi người. Con này size S luôn này. 40-48kg mắc vừa lên mã tím đi. Mã tím cho em mọi người, sao các chị càng chia sẻ live view nó càng tù đấy mọi người. Rồi lại lên cho em là mã tím đi các chị ơi. Mã tím đầu like tặng chị 20.000 luôn. 20k chốt comment mã tím giúp em nhá. Mã tím em tặng 20. Tím em xả 20 luôn mọi người ơi. Lên mã tím giúp em 20k tím nhá. Tím 20k và kèm số điện thoại lên mã tím giúp em mọi người ơi. Mã tím 20. Rồi một con này hoa đen các chị, size M. Con này ạ, dành cho chị nào mặc size M mọi người nhá. 50kg đổ lại eo 72. 50kg đổ lại eo 72 chốt comment hoa đen nhá. Mã hoa đen tặng luôn cho các chị đầu like này. Đã 40k mọi người, 40k lên cho em là mã hoa đen 40. Hoa đen 40, con này size M các chị chấm lên tương tác nha mọi người. Ưng hàng thì các chị comment lên cho em để em lên nhá. Rồi ạ, lên cho em là mã hoa đen đi ạ. Hoa đen em xả 40. Hoa đen xả các chị 40k mọi người ơi, lên mã hoa đen 40.000. Hoa đen 40 cái này nặng lắm. Hoa đen 40 nha mọi người ơi. Lên cho em là mã hoa đen 40k nha mọi người ơi. Hoa đen 40. Đây em có một con này size to này các chị. Rồi con này cho em size to nè mọi người. 3XL 70kg, em chị là 90 nhá. Nói chung bữa nay là size to bên em là 3XL to nhất rồi. Không có size to hơn nữa đâu mọi người. Rồi ạ, 3XL nhá. 70kg đổ lại em 90, chị nào chốt comment cho em là mã to. To em xả 69k mọi người ơi, hàng này hàng mới cho em nhá, size to lên cho em là mã to. Mã to em xả 69 các chị ơi, chốt comment to giúp em nhá, 69k to. To 69k, chỗ trơn này, đỏ trơn, chỗ toàn size S không. Size S cho em con này mọi người, 40-48kg mắc vừa lên đỏ trơn. Đỏ trơn nhá, xả các chị 30k, lên cho em là mã
hơn 30. Đảo trơn cho em 30k kèm số điện thoại nhá. Lên mã đảo trơn cho em 30.000. Đảo trơn 30k kèm số điện thoại các chị ơi, lên cho em là mã đảo trơn 30. Đảo trơn 30 nha mọi người, lên mã đảo trơn 30k đảo trơn. Chấm lên tương tác đi mọi người, view không lên nổi luôn này. Rồi ạ, xanh đá các chị này, xanh đá, con này dành chị nào mặc size L. Xanh đá cho em size L, mấy màu vàng trên xào đi hả? Màu vàng nào ta? Chị mặc size bao nhiêu chị Minh Ánh ơi. Rồi ạ, con này chị nào chốt quả bên xanh đá này, tặng luôn cho các chị con này nhá, 39.000. 39k chị nào size L chốt cho em nhá, size L chốt này, lên mạng xanh đá 39k. Xanh đá cho em 39k kèm số điện thoại nhá, lên cho em là mạng xanh đá 39 ạ. Xanh đá em xả 39k mọi người, xanh đá 39 nha ta. Vàng thì em có vàng đá này mọi người, con này hàng mờ nhá, xả các chị giá sốc luôn. Rồi ạ, vàng đá này giờ cho chị nào mặc size này, XL. XL chốt cho em con này mọi người nhá, eo 80 độ lại mặc vừa ạ. Tặng luôn cho mọi người các chị nghe kỹ giá, à, nghe kỹ giá nhá. À, size M cũng được hả, rồi ok. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người ơi, vàng này em xả 90.000 thôi. 90k hàng này, hàng mới cho em tay bồng như này mọi người nhá. Bên này các chị chấm lên tương tác đi mọi người, các chị đi đâu hết rồi. Rồi ạ, lên cho em mọi người ơi, chốt comment vàng đá cho em 90k, vàng đá 90. Vàng đá cho em là 90k, chị nào XL chốt nha, 90k, lên cho em là mã vàng đá ha. Vàng đá em xả 90k mọi người ơi, 90k, lên cho em là mã vàng đá nhá. Vàng đá 90 mọi người ơi, vàng đá giúp em. Trời ơi, kiếm cái size mà không có luôn á mọi người. Đây, hoa nhí, ô con này sẽ ép luôn. Sẽ ép luôn cho em con này mọi người nhá, một con hoa nhí tay bồng. Xả luôn cho các chị này, 60k mọi người, con này hàng mới này, chung cái hàng phía sau em treo lên là hàng mới hết nha các chị nhá. Rồi lên cho em là mã hoa nhí 60. Hoa nhí xả các chị 60k sẽ ép mặc vừa nhá, 48kg đổ lại các chị mặc ok, lên cho em là mã hoa nhí 60. Hoa nhí cho em 60k kèm số điện thoại nha. À, xanh đá eo 76 chị Bích Liên ơi, xanh đá là eo 76 nhá, lấy thì kèm số điện thoại giúp em. Rồi em lên cho các chị mình một con này gầm nha. Con này hàng thanh lý này. Xả ép thôi, chị nào 48kg đổ lại mặc vừa lên gầm trắng này. Gầm trắng xả các chị 39k, lên cho em là gầm trắng 39 ạ. Gầm tràng 39k kèm số điện thoại, chị nào S thì chốt nhá. Sẽ S chốt này, 48kg đổi lại, con này thơ chuồn chuồn rất đẹp luôn cho em nhá. Lên cho em là mã gầm tràng đi. Gầm tràng cho em 39k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên cho em là gầm tràng 39k. Gầm tràng 39k mọi người ơi, gầm tràng 39k. Một con hoa xanh con này lẫn này. Hoa xanh con này farm lẫn cho em nha mọi người, con này farm lẫn sẽ S luôn. 40-48kg mắc ok nha, 40-48kg mắc vừa lên mạng hoa xanh. Hoa xanh xẻ các chị ạ, 50k mọi người ơi, lên mạng hoa xanh, con này còn mới tinh luôn ạ nhá. Lên cho em là mạng hoa xanh mọi người, hoa xanh các chị mặc size gì mọi người comment đi ạ. Rồi ạ, lên mạng hoa xanh đi các chị ơi, hoa xanh nhá, hoa xanh em xả 50. Hoa xanh em xả 50k mọi người ơi, lên mạng hoa xanh. Size M hả? Giờ hàng còn lẻ size rồi các chị, đây em lên size L cho mọi người. Hồng. Hồng size L cho em mọi người nhá. Một con hồng này, hồng này có cổ. Size L mặc ok cho em con này mọi người nhá. Size L, eo chị nào 76 mặc vừa. Eo 76 đổ lại mặc vừa, lên mã hồng cho em mọi người. Hồng size L em xả 69k. 69k tương tác rất là kém luôn đó mọi người. Tương tác cực kỳ kém luôn. Mọi người chấm lên tương tác giúp em đi ạ. Chấm lên tương tác đi mọi người. Rồi ạ, hồng, mã hồng nha, mã hồng cho em, vàng sẽ SM hả? Rồi ạ, hồng cho em mọi người ơi, mã hồng nha, hồng size L cho em, 69k thôi, hàng mới nha. Vàng đây, vàng đây, vàng, em để em mặc lên tam tay thi. Rồi áo em đang mặc cho em là size S mọi người, cái này mặc Tết thì hơi bị đẹp luôn này nhá. Chị nào chốt thì comment cho em là mã bi đảo, bi đảo cho em 69k mọi người nhá, bi đảo 69 sẽ S mặc ok. Và em lên cho các chị con tay thi này. Cảnh sát cái hàng này là hàng bom về á mọi người, hàng bom về. Xả luôn cho mọi người. Đây nha. Xả ép cho mọi người tay thi vàng. Tay thi vàng cho em xả ép mặc ok nha, chỉ là 48kg trở lại. 40-48kg mặc ok nha. Lên cho em là mã tay thi vàng, cái chất này hơi bị xịn luôn nha mọi người. Rồi ạ, tay thi vàng cho em xả luôn cho các chị này, 89k. 89k lên cho em là mã tay thi vàng mọi người nha, tay thi vàng xả 89. Tây thi vàng xả 89 mọi người ơi, lên cho em là mã tây thi vàng nha, sẽ S đây mọi người, chốt đi. Chốt đi ạ, lên cho em là tây thi vàng S nha, 89k thôi. Tây thi vàng sẽ S cho em 89 mọi người ơi, bây giờ không biết lên cho các chị cái gì luôn ạ, toàn là sẽ S không nè. Em còn tây thi vàng nha mọi người. Đây em lên cho chị tỏ trơn.
đỏ trơn này, bật lại bên này, ok. Chấm lên tương tác đi, em thấy chị Trần Oanh này. Đợi em một xíu nha các chị. Rồi ạ. Tây Thi Vàng hả, Minh Ánh này, ok. Tây Thi Vàng 89 của chị Minh Ánh này. Có đúng duy nhất một con, tại vì cái hàng này là hàng bong về mới còn đó mọi người, chứ hết sạch rồi, không còn cái hàng này luôn á. Rồi ạ, đây, đỏ trơn, ren đỏ cho em mọi người, ren đỏ. Ren đỏ này dành cho chị nào mặc size M này. Size M em xả 10k, 10k cho em mọi người nhá. Có lên dâu không em xả có, trời ơi hàng dâu bữa nay nhiều lắm luôn ấy. Rồi ạ, lên cho em ren đỏ đi các chị ơi, mã ren đỏ nha. Ren đỏ em xả 10k, ren đỏ cho em 10k kèm số điện thoại đây để em lên dâu cho mọi người. Các chị ưng cái gì thì mọi người báo em lên luôn nha. Dâu này sẽ ép không các chị, toàn bộ cách đá hết luôn, trời ơi cầm lên rất là nặng luôn, cầm lên rất là nặng luôn đó mọi người. Size S nha, 48kg đổ lại toàn bộ cho em kết đá hết như này nha các chị. Rồi 40 tập 48kg mà ok lên cho em con này là mã dâu đỏ. Dâu đỏ đầu lại em tặng luôn cho mọi người ạ, 69k thôi, 69k thôi mọi người ơi. Lên cho em là mã dâu đỏ, mã giá này em tặng đầu lại nhá. Rồi lên cho em là mã dâu đỏ đi các chị ơi, dâu đỏ. Dâu đỏ cho em mọi người ơi, lên cho em là mã dâu đỏ 69k thôi. 69k lên dâu đỏ, dâu hồng hả, từ từ chế nhá. Từ từ em lên dâu đỏ cho các chị. Rồi ạ, một con này tràng đá mọi người. Tràng đá này, con này dành cho chị nào mặc size S thôi. 40 tờ 48kg mắc ok nhá. Lên cho em con này là tràng đá này. 40 tờ 48kg mắc vừa lên tràng đá cho em mọi người ơi. Mã tràng đá nhá, xả các chị ạ, 30k. Tràng đá 30 kèm số điện thoại đi ạ. Lên cho em là mã tràng đá nhá, 30.000. 30k, mã tràng đá cho em 30. Tràng đá xả 30. Ở trên đảo có size S không? Dạ có chị, cái đấy XM mặc được á. Lấy cái kèm số điện thoại giúp em trẻ ơi. Rồi ạ, một con này hồng. Ren hồng này cho em là hàng 48 mọi người nhá. Ren hồng 48 hai lớp cho em như này các chị. Xả luôn cho mọi người ạ, 20k chốt comment ren hồng. Ren hồng em xả 20 luôn mọi người ơi. Lên cho em là mã ren hồng 20k. Ren hồng 20k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã ren hồng 20. Rồi ren hồng cho em 20k kèm số điện thoại, các chị tương tác nhiệt tình lên cho em với nè. Chấm lên tương tác nhiệt tình cho em với các chị ơi. Đây, hôm nay chị nào sẽ thì bơi vô đây cho em. Trời ơi, sẽ toàn là hàng đẹp không á mọi người. Đây đây. Một con này xanh cho em tay của đó là phối lưới như này mọi người nha. Tay phối lưới giúp em chưa thấy hả? Không thấy nè. Size S các chị, 40 tờ 48kg mắc vừa lên mã xanh. Xanh này xả 50 thôi. 50.000 thôi mọi người ơi, lên cho em là mã xanh nhá. Chị nào size S thì chốt nhá. Size S mặc vừa 40 tờ 48kg này, lên cho em là mã xanh. Mã xanh em xả 50k mọi người ơi, chốt comment cho em là mã xanh nhá. Mã xanh 50. Xanh xả các chị 50k thôi mọi người ơi, lên mã xanh giúp em 50.000 xanh. Xanh 50k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên cho em là mã xanh nhá, mã xanh 50. Mã xanh 50 mọi người ơi. Rồi vàng, một con vàng thêu. Vàng thêu cho em mọi người, S luôn, 40 tờ 48kg mà ok, lên cho em là mã vàng thêu. Ở đơn của em đi rồi, Hồng Ân hả? Hồng Ân hả? Ủa, đi rồi mà chị. Đi rồi chị ơi, đi từ hôm qua rồi chế. Rồi ạ, lên cho em mọi người ơi, mã vàng thêu nhá. Vàng thêu này xả luôn cho các chị đầu like này. Rồi xả luôn cho mọi người con này 39k nhá. Lên cho em là mã vàng thêu 39. Vàng thêu 39 cho em mọi người ơi, sẽ ép luôn nhá. 40 tờ 48kg mà ok, lên mã vàng thêu. Mã vàng thêu 39 em chào chị Phạm Mai. Chấm lên tương tác cho em đi mọi người ơi, chấm lên tương tác cho em nha. Em còn là mã vàng thêu. Em còn là mã vàng thêu mọi người. Trời ơi cái con xanh đấy đẹp không chị nào chốt hả? Rồi em lên cho mọi người một con này áo mẹ nhá. Một con áo mẹ, con này size to này, 2XL. 2XL cho em con này mọi người nhá. Eo chị Đào ạ, 85 độ lại. 2XL eo 85 độ lại mặc vừa lên cho em con này là mã tím mọi người. Mã tím nhá. Rồi ạ, mã vàng hở vàng theo này, Nguyễn Thị Mai ok này, chốt đủ đơn cho em nha trẻ ơi. Rồi ạ, lên cho em con này là mã tím đi mọi người. Mã tím xả luôn cho các chị ạ, 40k. 40k lên cho em là mã tím nhá. Con này hàng mẹ giúp em này, lên mã tím giúp em. Mã tím cho em 40k kèm số điện thoại mọi người ơi. Chị nào 2XL chốt nhá, eo 85 độ lại. Eo 85 độ lại mặc vừa lên tím giúp em hàng mẹ nha mọi người. Tím em xả 40 thôi, lên cho em là mã tím 40k tím nhá, tím 40. Rồi hồng size M cho em mọi người, một con hồng kim sa. Con này size M mọi người nhá, 50kg đỏ lại mặc ok lên mã hồng. Rồi 50kg đỏ lại mặc vừa nhá, lên cho em là mã hồng mọi người. Hồng mình xả luôn có chị 39 thôi. 39k chốt comment hồng giúp em mọi người nhá. Mã hồng xả 39.000. Hồng 39k kèm số điện thoại. Trời ơi mặc chụp hình xuân mọi người hơi bị đẹp luôn á. Rồi em còn hồng nha các chị ơi, em còn mã hồng nhá. Em còn là mã hồng. Rồi em chào chị Kim Nguyễn này, hello tất cả mọi người nha. Đây con này size L. Một con cách tân cho em size L mọi người. Size L
L cho em L 76 ạ. Rồi ạ, Hồng 39 cho Xuân Lưu này. Chắc đủ đơn luôn cho em nha mọi người. Lên số đi chị ơi. Lên số điện thoại cho em chị Xuân Lưu ơi, kèm số điện thoại luôn nha. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người. À, có dâu hồng chế từ từ em lên cho. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người mã cách tân nha. Cách tân xả đuôi cho các chị này 30k. Chắc có mấy cách tân size L30. Cách tân size L30 mọi người. Đây, hồng dâu đây. Hồng dâu cho em này. Xuân Lưu chắc hàng kèm số giúp em chị đẹp ơi. Rồi ạ, con này size M sẽ S thôi. Dâu này sẽ S thôi mọi người, Hoa Nội này đẹp chưa? Ok, chị Xuân Lưu em thấy số này. Chốt đủ đơn nha chị đẹp, toàn bộ cho em là kết đá hết nha mọi người. Rồi con này size S mặc vừa thôi, chị nào tầm 48kg đổ lại thôi các chị nhá. 48kg đổ lại mà ok này. Phần phía sau là mọi người đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em là mã hồng dâu xả 79k. 79k chốt thì comment hồng dâu cho em nha mọi người. Hồng dâu em xả 79 nha mọi người ơi, lên mã hồng dâu cho em 79k. 79.000 chốt thì comment hồng dâu cho em nha mọi người ơi. Hồng dâu 79. Hồng dâu 79 nhá, hồng dâu 79. Rồi ạ, áo mẹ cho em xanh này, xanh mẹ, con này 2XL luôn. 2XL cho em con này mọi người nhá, 2XL. Em còn là mã hồng dâu. Em còn là mã hồng dâu mọi người. Rồi 2XL chốt comment cho em con này là mã xanh mẹ đi. Xanh mẹ xả 40k luôn. 40k chốt comment xanh mẹ giúp em mọi người. Hồng dâu ạ, à, Nguyễn Hoài Anh chắc hàng kèm số cho em chị đẹp ơi. Mã kèm số điện thoại luôn trong cùng một dòng luôn cho em nha mọi người. Rồi ạ, à, lên cho em là xanh mẹ 40k kèm số điện thoại này 2XL chốt nha. 2XL lên cho em là mã xanh mẹ mọi người ơi. Mã okay, xanh mẹ Nguyễn Hoài Anh này. Rồi ok, chị Nguyễn Hoài Anh có 79k một cái áo dâu mọi người, quá rẻ luôn á. Rồi ạ, à, xanh mẹ hả, Phụng Huỳnh chắc hàng kèm số cho em luôn mọi người. Mã kèm số điện thoại luôn cho em nha các trẻ ơi, trẻ yêu ơi. Chốt đủ đơn luôn nha. Chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Rồi mà con đỏ đá, con này xanh nhỏ thôi này. 40 từ 48kg mặc ok lên cho em, con này là đỏ đá đi ạ. Mã đỏ đá giúp em ha. Rồi đỏ đá lên xả các chị 40 thôi, 40k lên cho em là mã đỏ đá. Ok, chị Phụng Huỳnh này chốt đủ đơn luôn cho em nha chị đẹp ơi. Rồi ạ, đỏ đá 40k kèm số điện thoại lên cho em là đỏ đá 40. Mã đỏ đá 40 mọi người ơi, đỏ đá giúp em 40k. Bà Nga có không ta? Chắc có. Đỏ đá 40 mọi người. Hồng theo cho em size M. Con này chị nào size M mặc vừa mọi người. 50kg đổ lại eo 72 lên hồng theo. Trời ơi quá đẹp luôn, xả các chị ạ. 40k thôi mọi người ơi, lên cho em con này là hồng theo 40. Hồng theo em xả 40 thôi mọi người ơi, lên cho em là mã hồng theo 40k. Hồng theo 40k kèm số điện thoại mọi người nhá. Size M chốt eo 72 đổ lại. Eo 72 đổ lại các chị chốt cho em nha. Lên mã hồng theo. Mã hồng theo em xả 40 mọi người ơi, hồng theo 40k. Xanh mẹ hỏi em hết rồi chị ơi, em hết xanh mẹ rồi. Rồi con này cho em mọi người xanh. Trời ơi cái này bóc eo ghê luôn á trời. Rồi xanh này cho em theo Hoa Nội này các chị, size S này 40 thôi. Size S các chị 40 tại 48kg mặc vừa lên xanh điện. Mã xanh 40k luôn. Xả rẻ cho mọi người luôn nha. 40k cho cả men mã xanh. Xanh em xả 40 các chị ơi, lên mã xanh giúp em nha. Có cái là cổ cao size S màu đỏ trời. Trời ơi. Rồi ok mọi người các chị theo dõi like đi, để từ từ em lên cho nha. Để từ từ em lên cho mọi người. Rồi em lên cho các chị mình một con tím này. Tím. Tím cho em size S thôi mọi người. Lên cho em là mã tím này, tím S xả 40. Tím sẽ đem xả 40 luôn mọi người. Con này có theo này nhá. Trận xả luôn 40k lên mã tím size S nhá. Có bị trắng nữa. Size S mọi người ơi, lên cho em là mã tím 40k. Mã tím cho em 40k kèm số điện thoại lên tím giúp em. Tím 40 nha mọi người ơi, lên cho em là tím 40k. Các chị chấm lên tương tác cho em nha mọi người. Trời ơi hôm nay hàng đẹp nhiều lắm luôn ý. Long đài hả? Em có gọi cho chị chưa trời ơi? Hả? Có gọi là cho đi rồi chị. Long đài à? Ờ. Cái đơn hôm bữa chưa đi đâu. Chưa đi, chưa đi, chưa đi. Cái đơn, cái đơn chắc em lô đi rồi. Tha thiết mua dâu hồng phấn hả? Rồi ạ, à, cái này cho em mọi người xả S này. Đây, màu này màu hồng 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 phấn. Xả S mọi người 40 tờ 48kg mặc ok. Rồi ạ, à, lên cho em cái này là mã họ mã hồng. Rồi tí mét cho chị Thu Trang chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Đơn hàng 80.000 đổ lên bên em mới ship nha các chị nhá. Đỏ mẹ 60kg eo 78 có không hả? Có luôn chị ơi, có luôn nhá. Rồi lên mã hồng cho em đi mọi người. Hồng em xả 40. Hồng xả các chị 40k luôn mọi người. Lên mã hồng cho em nhá, 40.000 hồng. Hồng 40k kèm số điện thoại lên mã hồng giúp em. Mã hồng em xả 40. Trời ơi dâu hồng phấn thì có nhưng mà trên kia hiện tại là dưới này là không có hồng phấn. Đây em lên hồng này cho mọi người. Dâu này các chị đẹp chưa ạ? Rồi ạ, à, dâu hồng cho em hoa trắng mọi người. Dâu hoa trắng này đẹp chưa? Rồi xa S cho em mọi người nhá. Chị đã 48kg đổ lại mặc vừa nhá. 40 tờ 48kg mặc ok lên cho em. Con này là mã hoa trắng đi. Hoa trắng giúp em mọi người.
mấy can luôn. Rồi ạ, hoa trắng cho em đi mọi người ơi, hoa trắng xài cho các chị này, 79k lên mã hoa trắng giúp em. Hoa trắng 79k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên cho em là mã hoa trắng nhá. À, màu đỏ trơn hả, ok mọi người, các chị cứ theo dõi lại em sẽ lên từ từ cho các chị nhá. Rồi ạ, đỏ hoa trắng giúp em đi ạ, mã hoa trắng xài 79k. Hoa trắng 79k chị nào ép nhá, 48k đổ lại thôi. Đây, hồng phấn đây. Sẽ ép thôi mọi người. Hoa trắng Nguyễn Hoài Anh này, ok chị đẹp này. Hoa trắng của chị Nguyễn Hoài Anh này có 79k một áo thôi các chị ơi. Rồi ạ, à, các này chị nào chốt comment hồng phấn đi. Hồng phấn, trời ơi, theo đẹp chưa, xuất sắc chưa. Em xả luôn cho mọi người 79 luôn nhá. 79k sẽ ép mặc ok. 79k lên cho em là mã hồng phấn. Hồng phấn 79k kèm số điện thoại. Có đảo không nhiều lắm, hàng dâu em nhiều lắm luôn ý. Rồi hồng phấn cho ngũ kim ngân. Hồng phấn em chốt ngũ kim ngân 79k, các chị chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Các chị chốt từ hai áo cho em nha. Trời ơi má ơi, đẹp xỉu luôn. Một con đỏ thêu này, đỏ thêu cái này cổ tròn. Cái này cổ tròn như này cho em mọi người nhá. Thêu này xuất sắc chưa. Ok ngũ kim ngân em thấy số điện thoại này. Size S cho em luôn mọi người, 48k đổ lại nhá. Trời ơi thêu này các chị đẹp chưa. Đấy phần phía sau này. Size S cho em mọi người nhá, 48k đổ lại mặc vừa nhá. Hoa nhí cổ vuông dạ cò chị. Rồi ạ, à, đỏ thêu hả đỏ. Em chưa báo giá luôn á. Thôi em xả luôn các chị à, 79 đi hết. 79k luôn nha mọi người ơi, 79k nhá. Chị Lê Thị Kim Xuân này. Đảo thơ 79 em tạ, em chốt chị Lê Thị Kim Xuân nhá. Ok, trẻ đẹp này. Mọi người cố gắng chốt từ hai áo giúp em nhá. Mọi người ưng hàng dâu thì em lên dâu cho các chị này. Trời ơi, sao ép luôn. Ép luôn mọi người, con này có đuôi lết này. Màu này màu hồng phấn nha. Trời ơi, đẹp vậy. Hàng, trời ơi, hàng dâu đẹp nhiều lắm mọi người. Rồi, con này cho em có đuôi lết nhẹ này các chị. Đấy, sao ép luôn nhá. 40-48k mặc ok luôn ạ. À, chốt comment mã 01 đi. Mã số 01 giúp em con này mọi người nhá. 01. Trời ơi, bao nhiêu ta? 79k luôn đi. Lên cho em là mã 01. Mã 01 em xả 79 luôn các chị nhá. 01 79k. À, có chỗ nới không hả? Nới hả? Cái này em cũng không biết nữa tại vì có áo là họ bóp vô rồi mọi người. Có áo là họ bóp vô rồi á, như cái áo này này, bóp rồi này. Rồi nha mọi người lên cho em nhá. 01 này. 01 à, em cho chị ngũ kim ngân. 01 cho chị ngũ kim ngân. Ma ơi có 79k thôi các chị, xỉu luôn á. 01 ngũ kim ngân. Ok này. Rồi. Hàng hoa nhí em có luôn đó mọi người, các chị theo dõi like nhá. Trời ơi. Em lên cho mọi người một con siêu phẩm, con này size L, con này size L này mọi người. Size L một con dâu lụa nhá. Trời ơi, dâu lụa mọi người. Dâu lụa cho em size L, hàng dâu một size M L rất là hiếm luôn đó các chị. Đây này. Rồi size L cho em con này mọi người nhá, size L toàn bộ kết đá hết nhá. Eo chị nào 76 đổ lại các chị mặc ok. Lên cho em là mã dâu lụa xả các chị 89k thôi. 89k lên dâu lụa nhá. Dâu lụa 89k kèm số điện thoại em chốt đơn nha mọi người ơi, phải có mã kèm số điện thoại em mới lên đơn được nhá. Rồi lên cho em là dâu lụa mọi người size L nhá. Con này size L 89.000 thôi. Size L 89k lên cho em là mã dâu lụa 89. Dâu lụa 89k nhá. Kết huyền chốt hàng kèm số cho em chị Kết Huyền ơi. Kết huyền chốt hàng kèm số điện thoại nha. Đỗ hả? Rồi ạ, à, Kết huyền kèm số điện thoại cho em chốt đơn nhá. 01 em hết rồi. À, chọn thêm chị cái đã theo nhé. Ok Nguyễn Hoài Anh, đây là chị. Này mờ hề. Trời ơi mọi người. SM. Con này SM các chị mặc vô tư thoải mái luôn cho em. Kết huyền chốt hàng kèm số cho em đi trời ơi, để em chốt luôn này. Rồi ạ, à, con này dành cho chị nào này? SM. Trời ơi, đẹp xỉu luôn đó mọi người. Đúng rồi, hai cái ngũ kim ngân. Cái kia Nguyễn Hoài Anh đỏ theo cổ Lê Thị Kim Xuân. Đây này các chị, xuất sắc luôn. Con này các chị cho comment mã siêu phẩm giúp em đi. Siêu phẩm cho em mọi người nhá. Riêng con này em bán giá này 99k. Không đẹp, không lấy tiền các chị luôn. Thật sự luôn đó mọi người. Nhá, comment đúng mã cho em là mã siêu phẩm 99k các bạn. Các chị đợi em là đọc báo số tiền đã rồi mọi người hạn chốt nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người ơi, mã siêu phẩm nhá. Em xả 99k. 99k lên cho em là siêu phẩm. Ủa chị Kết Huyền đi đâu rồi không lên số chế. Cái đấy 79 luôn. Rồi à, cái bông xanh ở sau gì em hả? Rồi ok để em lên trời ơi. Rồi siêu phẩm cho em 99k có đúng duy nhất một con siêu phẩm thôi mọi người. Chị nào chốt thì comment nhá. Rồi chị nào chốt comment có 99.000 một áo mọi người. Dâu lụa cái này. Cái này size L. Lê Thị Kim Xuân bây giờ. Không, Nguyễn Hoài Anh là màu hồng. Cái đấy của Lê Thị Kim Xuân chị đang cầm á. Rồi nha mọi người. Ủa Kết Huyền đi đâu rồi chế? Không kèm số điện thoại em không có chốt đơn được nha.
Đây chị nào hỏi nha, hoa xanh này đúng không ạ? Size L. Hoa xanh này cho em size L eo 76. Hoa xanh cho em size L eo chị nào 76 mắc vừa lên cho em là mã hoa xanh. Mọi người xả lưu cho các chị 70k. Hàng mới nha, mấy cái hàng 3D như này cho em là hàng mới nha các chị. Nha lên cho em con này là mã hoa xanh 79k kèm số điện thoại hoa xanh 79. 79 hết ạ. Rồi hoa xanh 79k. Trời ơi cái con dâu siêu phẩm không chị nào chốt thôi ta. Rồi đây lên cho mọi người một con dâu trắng ạ. Dâu trắng thì có mấy con thôi mọi người, ít lắm luôn ý. Đây. Rồi size L hả, dâu lụa hả, đỗ hồng hạnh này. Ok, đỗ hồng hạnh. Ok, đỗ hồng hạnh này. Đơn kia em đi rồi nhá. Rồi xanh em chốt chị Trâm Dương này. Hoa xanh size L em chốt Trâm Dương. Chốt đủ đơn luôn cho em. Cái này không biết còn không. Cái đấy 89. Cái đấy 89. Mã siêu phẩm. Rồi hoa xanh size L chị Trâm Dương. Rồi con này chốt comment cho em là dâu trắng đi mọi người. Dâu trắng. Con này S thôi. Con này sẽ S thôi mọi người nhá. Sẽ S này xả luôn cho các chị 80k. Lên cho em là dâu trắng xả 80. Dâu trắng cho em 80k kèm số điện thoại mọi người ơi. Trắng tinh luôn ạ nhá. Lên cho em là dâu trắng 80. Dâu trắng xả 80 thôi mọi người ơi. Lên cho em là mã dâu trắng 80k. Sẽ S thì chốt nhá. S chốt cho em mọi người ơi. Mã dâu trắng hôm nay đổi giờ like hả chị dạ. Rảnh rỗi lên like chị ơi. Rồi em còn là mã dâu trắng mọi người. Em còn mã dâu trắng nhá. Rồi lên cho các chị một con này đỏ. Đỏ cho em con này kim tuyến mọi người. Đẹp chưa. Rồi con này dành chị làm size M mọi người nhá. Hôm qua chốt sẵn cho chị chưa hả. Chị qua bên Zalo tích đi chị ơi. Em kết bạn bên Zalo rồi đây. Rồi ạ con này nhá. Lên cho em là đỏ đi. Vô Zalo cho chị Trinh Nguyên ơi. À, vô Zalo check tin nhắn Zalo giúp em nhá. Lên đỏ xả 30 các chị đỏ 30k. 30k size M nhá. Chị nào chốt comment đỏ cho em mã đỏ 30. Đỏ cho em 30k kèm số điện thoại mọi người. Lên mã đỏ cho em nhá. 30.000 đỏ. Đỏ 30. Rồi một con này LV mọi người đẹp chưa. Trời ơi hàng đá bãi tay thường hả. Rồi con này chốt comment mã vàng cho em đi mọi người. 69k mã 70k. 70k lên cho em là mã vàng mọi người sẽ chốt nha. 40-48kg mắc vừa. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người chốt comment cho em là mã vàng nhá. Vàng 70k kèm số điện thoại lên mã vàng giúp em. Các chị thích hàng hoa nhí thì em chỉ có hàng mới thôi nha mọi người. Em chỉ có hàng mới thôi. Đây. Đây hoa nhí thì em có hàng mới. Con này size L. Size L cho em. L đúng không ta? Đúng rồi con này size L mọi người chốt comment cho em. Con này là mã hoa nhí đi xả các chị này. 85.000 mọi người ơi, 85k. Size L con này hàng 4 tải giúp em tay bồng. Tay bồng cho em như này mọi người nha. Chị nào size L chốt nha. Size L dâu lụa mặc vừa không. Eo 74 đúng rồi cái đấy chị vừa nha. Đỗ Hồng Hạnh ơi. Eo 74 là chị mặc size L nha. Eo 74 mặc size L giúp em. Cái nào em đọc size L thì chị chốt nha. Rồi lên cho em con này mọi người mã 4 tà. 4 tà giúp em nha. 4 tà cho em mọi người ơi. 4 tà em xả 85.000. 85k 4 tà cho em size L mọi người nha. Chị nào size L chốt. Size L thì chốt cho em là mã 4 tà. Em sẽ lên xem kẽ cho các chị nhá. Size L này nhí vàng cho chị Phụng Huỳnh. Ok. Nhí vàng size L chị Phụng Huỳnh. Rồi em hết luôn 4 tà Phụng Huỳnh rồi. Rồi cái này gấm cho em mọi người một con gấm hoa. Gấm hoa này chị nào size S nhá. 85. Rồi size S mặc vừa mọi người. 40-48kg mặc ok. Phụng Huỳnh có đơn rồi. Rồi ạ, lên cho em cái này gấm hoa mọi người, em xả 40. Trời ơi, quá rẻ luôn các chị, 40k. Lên gấm hoa giúp em. Gấm hoa cho em 40k kèm số điện thoại. Lên gấm hoa giúp em nha mọi người ơi. Gấm hoa 40. Gấm hoa 40k kèm số điện thoại nha. Lên cho em là gấm hoa. Gấm hoa 40. Trời ơi, đỏ. Một con đỏ dâu, con này S thôi các chị. 40-48kg mắc vừa, 79k lên đỏ dâu. Đỏ dâu cho em 79k kèm số điện thoại các chị ơi. Lên cho em là mã đỏ dâu 79. Mã đỏ dâu cho em 79k sẽ S mặc vừa nhá. 48kg thảo lại thôi các chị nhá. Lên cho em là đỏ dâu. Đỏ dâu 79, cái này hết rồi. Size M cho em con này mọi người nhá. Chị nào chốt comment hoa tím. Trời ơi đẹp lắm luôn mọi người. Size M. Size M cho em chị nào eo 72 đổ lại. Eo 72 đổ lại mặc vừa. Dâu XL không có rồi chị. Rồi ạ, lên cho em con này là mã hoa tím đi. Hoa tím xả các chị 70k. 70k hàng mời cho em mọi người nhá. Lên mã hoa tím size M. Hoa tím size M cho em 70 các chị ơi. Lên mã hoa tím M 70. Hoa tím size M 70k mọi người. Trời ơi hoa nhí này. XL. XL cho em một con hoa nhí mọi người. 80 chốt đơn mình. 1m50 43kg hả. Ok, ok Nguyễn Trinh. Lên số đi chị ơi. Nguyễn Chính này chốt hàng kèm số cho em rồi. Em chào chị Nga Thanh nha. Nguyễn Chính chốt hàng kèm số cho em đi chị. Lên số điện thoại và chốt từ hai áo. Hoa nhí XL xả 60 luôn mọi người. Hoa tím của Trần Oanh chốt hàng kèm số cho em chị Trần Oanh ơi.
Trần Oanh chốt hàng kèm số luôn nha. Cố gắng mã kèm số điện thoại giúp em nha mọi người. Rồi Hoa Nhí này xả 60. Trần Oanh ok, Trần Oanh có số rồi. Rồi lên cho em cái này mọi người ơi, mã Hoa Nhí XL tay bồng nhá, xả 60k thôi. 60k lên cho em là mã Hoa Nhí XL 60. Hoa Nhí XL xả 60 các chị nhá. Lên cho em là mã Hoa Nhí XL 60k. 60k. Trời ơi, mặc chụp hình xuân này mọi người, mặc Tết này. Đẹp chưa? Đỏ cho em 2XL nha. Eo 85 đổ lại. Eo 85 đổ lại mặc vừa nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người. Chốt comment lên cho em con này là mã đỏ mọi người nhá. Đỏ 70k, chốt comment đỏ cho em mã đỏ 70. Mã đỏ cho em 70k kèm số điện thoại mọi người ơi. À, rồi. Vậy hả? Nhận được hàng rồi, hôm qua đẹp lắm. Vậy hả? Rồi ok, em cảm ơn chị Thu Nguyễn nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người, chốt comment đỏ đi ạ. À, mã đỏ 70, đỏ cho em 70k kèm số điện thoại lên đỏ cho em nhá. Mã đỏ 70k kèm số điện thoại. Rồi con này. Rồi vàng nha mọi người, em lên cho các chị một con này vàng. Vàng này vàng lưới này. Size S thôi, một con vàng dâu mọi người, vàng dâu size S nhá. Vàng dâu size S em xả luôn cho các chị này, 69k size S mặc vừa lên mã vàng dâu. Vàng dâu em xả 69 mọi người, sẽ ép mặc ok nha. 48kg đổ lại. 40-48kg mặc ok lên cho em là vàng dâu em xả 69k thôi. 69k lên cho em là mã vàng dâu mọi người. Vàng dâu 69k kèm số điện thoại lên mã vàng dâu. Rồi cái cam cách tân này em cần mấy cam mọi người xả rẻ cho các chị luôn nhá. 30k lên cho em con này là mã cách tân, ép mặc vừa. 40-48kg mặc ok, các chị thấm lên tương tác đi ạ. Rồi lên cho em là mã cách tân mọi người. Cách tân xả 30k, mã cách tân 30. Cách tân 30k kèm số điện thoại nha. Có đỏ không em, đỏ gì chị ơi. Rồi lên cho em là mã cách tân mọi người. Cách tân 30k mã cách tân. Nãy giờ lên đỏ dâu quá trời lên rồi á các chế. Em còn là mã cách tân mọi người. Mình chính ơi lên số đi chị ơi. Chốt hàng và có số điện thoại mới gửi đơn được nha. Rồi xanh theo mờ kèm số điện thoại giúp em đi các chị. Rồi ạ, à, xanh theo cho em size mờ mọi người. Mã hả? Đỏ theo là cái nào chế? Rồi cái này ạ, à, chị nào mặc size này M 50kg đổ lại eo 72 lên xanh theo. Rồi ạ, à, ok Nguyễn Chính này, chị chốt. Vậy là không lấy cái kia hả? Vàng dâu con lấy con trắng. Nguyễn Chính ơi, chị lấy trắng dâu không? Chị ơi, báo em một tiếng mới đến chốt đơn này chế. Chị lấy vàng dâu hay là trắng dâu? Rồi ạ, à, lên cho em mọi người, chốt comment mã xanh theo đi. Xanh theo xả luôn cho các chị 80k xanh theo. Xanh theo 80 mọi người, vải lụa chim phong giúp em nhá. Xanh theo 80k mã xanh theo, giờ không biết lên gì luôn này. Xanh theo 80 mọi người ơi, lên mã xanh theo 80k nha. Xanh theo 80. Cách tân màu đỏ hết hả? Theo dõi like cho em đi mọi người. Size L. Size L cho em một con đỏ kim sa. Đẹp chưa? Em xả 40.000 luôn. Lên cho em là mã đỏ. À kim sa đi ạ. À, mã kim sa nha mọi người. Kim sa 40. Kim sa 40 rồi xanh theo Trần Hải Nguyên này. Xanh theo 80 của chị Trần Hải Nguyên. Rồi ạ, à, lên cho em là mã kim sa đi các chị ơi. Kim sa nha. Xả luôn cho các chị này. 40k mã kim sa. Kim sa em xả 40, các chị ơi lên mã kim sa giúp em 40k. Kim sa của chị Kim Hiền, ok chị đẹp. Hoa Nhí cho em nè mọi người, con này size M hả? Con này S thôi, con này họ bóc eo rồi. Size S thôi mọi người, 48kg đổ lại mặc vừa. Em hết kim sa, áo em lên vừa áo new vừa áo thanh lý nha mọi người. Cái nào hàng new thì em bảo cho mọi người luôn nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người ơi, mã Hoa Nhí giúp em. Hoa Nhí xả các chị ạ, 45.000 mọi người ơi, lên mã Hoa Nhí cho em 45k. Hoa Nhí em xả 45 luôn mọi người ơi, 45.000 chốt thì comment mã Hoa Nhí cho em nhá. Hoa Nhí 45k và kèm số điện thoại lên mã Hoa Nhí ha. Trời ơi đỏ đá đấy, S mặc vừa. Size S cho em mọi người, 48kg đỏ lại mặc ok. Rồi em chào chị Thu Trang Võ này. 40-48kg mặc vừa lên cho em cái này là đỏ đá, mã đỏ đá nhá. Hoa Nhí ạ, à, của chị Loan Đặng này. Hoa Nhí em cho chị Loan Đặng này, ok. À Phương Hà thì em ơi, ngày trước chị đặt siêu phẩm nhưng chị lên chị cho em sai số rồi. Ờ, gọi hôm qua hôm kia vẫn bị bên em gọi mít mà chị cho sai số mà đâu có gọi được đâu. Rồi ạ, à, lên cho em cái này mọi người, đỏ đá giúp em 39k. Lên lại số đi chị Phương Hà Thị, đơn chị bên em vẫn còn giữ lại. Rồi ạ, à, lên cho em đỏ đá mọi người 39k, đỏ đá 39. Mọi người chốt đủ đơn cho em nha. À, Hoa Nhí họ em hết Hoa Nhí rồi các chị. Em hết Hoa Nhí rồi mọi người, trời ơi con bốn tà. Bốn tà cho em nha chị ơi. Xa lỡ hết. Con này xa lờ luôn cho em ạ, mọi người. Trời ơi, xả các chị ạ, 69k thôi. 69k cho em một con 4 tà nha mọi người nha. Mới tinh luôn. 69k chốt comment 4 tà, chị đang xa lờ chốt nha. Eo 76 đổ lại. Eo 76 đổ lại mặc vừa nha. Lên cho em con này là mã xả mã 4 tà. 4 tà em xả 69 các chị ơi. Lên cho em là 4 tà 69k. 4 tà cho em 69k kèm số điện thoại mọi người nha.
4 tải 69 cho em size L á. 69K thôi, chị nào size L chốt nha. Rồi em chào chị Bình Thanh này. Hoa nhí em hết nha mọi người. Con này size M, một con áo mẹ. Áo mẹ cho em mọi người ơi, con này SM mặc được, sang chưa? Quá sang luôn. Con này chốt quả men cho okay, em là áo mẹ đi. Ok, ok chị Nguyễn Chính nha. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người mã đỏ mẹ. Đỏ mẹ em xả 69K. Còn chị ơi. Ôi đẹp lắm luôn. Đỏ mẹ 69K và kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã đỏ mẹ các chị ơi. Mã đỏ mẹ em xả 69 nhá. Đỏ mẹ 69K. Đỏ mẹ 69K kèm số điện thoại. Đây này, con nhung này này. À, bị bom về mọi người em xả luôn nhá. Size L. Nhung xanh cho em size L mọi người xả các chị 79K luôn. 79K cho comment này, nhung xanh. Đỏ mẹ của Nguyễn Hoài Anh, ok chế này. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã nhung xanh. Mọi người cầm sắp đúng duy nhất một con thôi, này thôi nhá. Xả rẻ cho các chị luôn, 79K. Đỏ mẹ họ em hết đỏ mẹ rồi. Rồi lên cho em con này nhung xanh đi mọi người. Con này hàng mờ nhá, xả các chị 79K thôi. 79K okay, cho comment nhung xanh giúp em nhá. Nhung xanh em xả 79. Nhung xanh 79K và kèm số điện thoại nha. Lên mã nhung xanh. Nhung cho Long Đài. Nhung của chị Long Đài này. Ok, chỗ có 79K các chị quá rẻ luôn. Rồi cam cho em nè mọi người. Cam. Cam này size M mặc vừa nhá. Size M. Chị nào 50kg thỏ là L72. 50kg thỏ là L72 mặc vừa lên mã cam. Mã cam cho em mọi người. Em hết nhung rồi các chị, còn sắp đúng duy nhất một con đấy thôi. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người mã cam nhá. Cam 60K chất comment cam. Cam em xả 60 mọi người ơi. Cam xả 60. Cam size M 60K các chị ơi. Lên mã cam. Cam 60. Ok chị rồi. Và em khỏi gọi luôn nha. Rồi ok ok Phương Hoàng Thị bên em khỏi gọi cho đi đơn nha. Rồi hoa vàng xả luôn 40K. Con này S thôi. 40 thật 48kg mắc vừa lên cho em là hoa vàng 40. Hoa vàng cho em 40K kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã hoa vàng các chị ơi. Mã hoa vàng 40 nha mọi người ơi. Hoa vàng 40K là mã hoa vàng chấm lên tương tác nha. Em còn hoa vàng, trời ơi, đen con này hàng mẹ. Size L cho em con này mọi người nhá. Size L chị nào chốt comment cho em là mã đen đi. Mã đen cho em mọi người nhá. Đen xả các chị 69K. Size L chốt nhá. Size L lên cho em là mã đen mọi người. Con này hàng mẹ nhá. Đen. Đen em xả các chị ạ, 69K. Chốt comment đen giúp em nhá. Đen 69. Mã đen 69 mọi người ơi. Lên cho em là đen 69K đen. Đen 69 nè. Ok chị nè. Rồi xanh theo mọi người. Con này xanh theo chị là size M chốt nhá. Size M chị ơi. L72 đổ lại mặc vừa nhá. L72 đổ lại. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã xanh theo mọi người. Mã xanh theo xả luôn cái chị 40K. 40K lên xanh theo giúp em mọi người ơi. Đen họ của chị Loan Đặng. Đen em chốt chị Loan Đặng dùng đơn. Rồi lên cho em con này mọi người ơi, xanh theo giúp em nhá. Xanh theo xả 40. Xanh theo 40K kèm số điện thoại đây. Hàng mới đây mọi người. Em lên cho các chị con hàng mới này, size L. Cam này cho em size L mọi người nhá. Hàng mới giúp em, hàng 4 tả xả các chị 85.000. 85K. Trời ạ. Ai? Nguyên Lệ. Ủa sao mình không thấy comment ta? Rồi chấm lên tương tác cho em nha mọi người. Biểu ấn comment. Ok Nguyễn Lệ em thấy số này. Rồi chốt comment hồng cho em đi mọi người. Hồng 4 tả xả 85. Con này hàng mới chị nào L76 đổ lại nhá. Size L thì chốt cho em mọi người. Size L lên mã hồng. 85K chốt comment hồng giúp em mọi người. Hồng 4 tả 85. Hồng 4 tà cho em 85K mọi người. Trời ơi một con hoa cúc này. Hoa cúc cho em con này là chị nào mặc 2XL này. 2XL L85 đổ lại mặc vừa nhá. 65kg đổ lại L85 chốt comment hoa cúc. Trời ơi đẹp chưa. Hoa cúc cho em mọi người nhá. Sản cho chị 70K. 70K chị nào chốt comment hoa cúc nhá. 2XX này chị ơi. Đây 2XX đây em thấy chị Mai Lan. Em thấy chị Mai Lan 2XX đây chị nè. Đây nha, 2XL chị nào chốt comment hoa cúc cho em. Đó, hàng hoài tiết hoa nhìn như này cho em nhá. Rồi hoa cúc cho em 70K. Huyền Thu Sắp chốt hàng kèm số cho em. Và chốt cho em là từ 2 áo nha mọi người. Các chị chốt từ 2 áo giúp em nha mọi người ơi. Chốt từ 2 áo nha. Em lên cho các chị con dâu này nha. Ok chị nè. À, có quần không em? Quần là 60.000 một quần nha mọi người. Chị à, còn quần thanh lý 19K. 60.000 quần mới nha. Rồi ạ, à, dâu cho em mọi người. Dâu này mờ hả ta? Dâu này mờ. Dâu cho em size M mọi người. Size M, eo chị nào 72 độ là em xả 89.000. 89K chị nào chốt comment cho em là mã dâu. Mã dâu xả 89 nhá. Dâu cho em là hàng thanh lý mọi người. Nhưng mà độ mới ạ, trên 90% luôn cho em nhá. Rồi ạ, à, lên cho em là mã dâu mọi người. Dâu 89K kèm số điện thoại chốt comment dâu. Dâu này size M nha mọi người. Dâu size M 89 à, bộ nào E80 hả, có hoa cúc hả? Hết rồi. Em hết hoa cúc rồi mọi người. Đây, size to thì em có con này mọi người đẹp lắm luôn. Hàng mới luôn này. 3XL
XL cho em con này mọi người nhá. 3XL. Nguyễn Hoài Anh ơi, chốt nhiều với cọc cạc nha. À chị Nguyễn Hoài Anh ơi, chốt nhiều và cọc nha chị ơi. Chốt nhiều là phải cọc. Ok, cọc được thì em chốt nhiều cho chị nha, còn không em chốt ít thôi. Nha chị nhá, khách mới ạ. Rồi ạ, lên cho em con này là mã cam đi mọi người, cam xả luôn cho các chị ạ. Trời ơi, 70k cam. 3XL mọi người, 70 ký eo 90 nhá. Lên mã cam, cam 70. Mã cam 70 dưng trâu xong rồi chị ơi, lựa mã khác cho em nhá. Em còn cam 70k cam. Cam 70 kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã cam 70. Chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Trời ơi, đảo kim sa, size M. Size M lên cho em con này là đỏ đi ạ. Mã đỏ, mã đỏ xả 50. Đỏ cho em 50k kèm số điện thoại mọi người ơi. Size L chốt nhá, size L. Eo 76 mặc vừa lên cho em là mã đỏ, 70k đỏ. Mã đỏ em xả 70 các chị ơi, lên cho em là mã đỏ 70k. Đỏ 70k kèm số điện thoại lên đỏ cho em nhá. Trời ơi, 2XL đây. Đây này trời ơi, 2XL mọi người chốt hàng mới giúp em nha. Đây đỏ 2XL chốt comment mã 01. Mã số 01 cho em con này 70k mọi người, 2XL chốt nhá. 7 chị nào tầm 65kg đỏ lại, 65kg đỏ lại eo 85. Đỏ cho Dương Châu, à, đỏ nào, đỏ này hả? Chốt đúng mã đi chị ơi. Đỏ này đúng không? Con này là 01, con này mã số 01. Ok, Nguyễn Hoài Anh nè, đỏ 70 cho Gia Hân. Rồi, đỏ 70 cho Gia Hân. Đấy các chị cứ chốt phải đúng mã em mới chốt được nha. Màu hoặc là màu kèm số tiền luôn cho em cho dễ chốt nhá. Rồi vàng sẽ ép mọi người chốt comment mã vàng. Vàng ép mọi người em xả 70. Vàng sẽ lên xả 70k mọi người ơi, sẽ ép chốt nhá. Lên cho em là mã vàng 70k mã vàng. Vàng 70k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên mã vàng giúp em. Trời ơi, một con tím siêu phẩm mọi người. 5553 cân nè. Hả? Em nhắn tin ở đợt à, chị nhắn tin cho em đi chị. Rồi, Thư okay, Jelly ngoài anh nè. Thư Jelly này là thuê bao này, chắc là sai số luôn á. Nhắn tin vô đây cho em nha chị ơi. Rồi ạ, à, con này cho em mọi người. Trang bay rồi mà. Nhắn rồi hả? Ờ, không ghép à? À đâu thấy đâu. Gọi mấy cái cuộc thuê bao. Rồi size L cho em con này mọi người, tím mẹ. Mã tím mẹ mọi người ơi. Đỏ đấy, đỏ M, đỏ L hả? Nguyễn Hoài Anh, à, Gia Hân ơi, chị cao, chị phải mặc size XL, mặc size L là chật đấy chị ơi. Comment đúng mã đi mọi người. Cái này cái đấy có 50.000 mà. Ừ, xong một cái đỏ 70. Trời ơi, mọi người chốt đúng mã đi. Cái đỏ đây là size M, chị mặc không được đâu nhá. Rồi, tìm cho em mọi người tím 70, tím 70, chị nào chốt này tím size L 70. Rồi, ok, Thư Jelly, để chiều em đi đơn luôn nhá. Trời ơi, tím 70 cho chị Tuyết Nguyễn này. Tím 70 Tuyết Nguyễn, mọi người mã kèm số giúp em nhá. Đây, đỏ này em lên lại, chị nào mà chưa chốt được này. Lên lại cho em con này là mã số 01 nhá. Chốt đúng mã cho em con này mã 01. 70k là mã 01 giúp em nhá. 2XL, eo 85 độ lại. Eo 85 độ lại giúp em nha mọi người ơi. Lên cho em là 01 nhá, mã 01. 01 giúp em mọi người ơi, mã 01 em hết tím rồi. Chốt hàng là phải nhá. Nghe đọc vòng eo, đọc size rồi nhá. Đọc nghe, nói chung là cái chị chốt đúng size, đúng mã nha. Rồi 01 cho Hiền Thu Sắp con này 2X nha chị ơi. À, chị yêu ơi, 01 cho Hiền Thu Sắp nhá. Rồi ạ, à, xanh cho em mọi người, size M một con xanh mẹ. Xả luôn các chị ạ, à, 69k. Con này SM mặc được này, SM mặc được, chị nào 50kg đỏ lại lên xanh mẹ đi. Xanh mẹ cho em mọi người nhá, 69k. Lên cho em là mã xanh mẹ 69. Xanh mẹ cho em 69k kèm số điện thoại nhá. Đúng lên rồi, hai cái dấu hồng á chị ơi. Rồi ạ, à, xanh mẹ giúp em mọi người, mã xanh mẹ nhá, 69k. Mọi người ôm hàng lưu hỏi để em lên xem kẽ cho các chị nhá. Hồng XL, con này lên cho em là mã hồng, 70k hồng. Hồng 70k kèm số điện thoại cho em mọi người nhá, chị nào XL chốt nhá. Eo 80 đổ lại mặc vừa nhá, 70k lên mã hồng giúp em, con này in hoa sen này đẹp chưa. Rồi lên cho em là mã hồng mọi người nhá, hồng 70k kèm số điện thoại cho comment hồng. Mã hồng 70 XL chốt nhá. XL eo 80 mọi người, lên mã hồng 70k. Rồi em cảm ơn chị Hảo Hồ Hoa này, 60kg hả, tùy theo vòng eo chiều cao các thứ nữa chị. Rồi em thấy chị Phụng Huỳnh nha, xanh theo cho em mọi người, size L chốt comment cho em là xanh theo. Xanh theo sẽ có chị 40k luôn mọi người, xanh theo 40, con này hàng thanh lý. Lên cho em là mã xanh theo 40k, chị nào size L chốt nhá, size L. Eo 76 mặc vừa lên xanh theo giúp em. Trời ơi, chị Nguyễn Hoài Anh ơi, nghe em đọc sai rồi hàng chốt chị. Rồi ạ, à, lên cho em là xanh theo đi mọi người, mã xanh theo. Nói chung hàng dâu là eo chỉ, hàng dâu là chỉ có 68, 70, 72 là cùng đó chị ơi. Rồi ạ, à, xanh theo của chị à. Ủa xanh theo xanh hả? Nào chị Long Đài? Xanh nào, em có xanh mẹ xanh theo mọi người comment đúng mã đi. Trời ơi, xanh theo của Thu Trang đi ạ, xanh theo cho chị Thu Trang. Rồi con này sẽ ép mọi người, có đơn rồi. Rồi ạ, con này cho em sẽ ép mọi người, 40 tờ 48 ký nãy cho được một áo đó. 40 tờ 48 ký mặc vừa lên mã cam, cam trơn mọi người, xả luôn các chị này.
xả luôn cho mọi người con này nhé, 30k thôi, lên cho em là mã cam xả 30. Cam 30k kèm số điện thoại lên mã cam giúp em mọi người. Cam 30. Đọc mà sao không đọc chị? Cam 30 mọi người, cam 30. Đọc mà cái nào cũng đọc hết. Ừ, cái nào người ta cũng đọc vòng eo, đọc sai hết mà. Cái chị sao vậy mọi người? Ok, Thu Trang có đơn rồi. Rồi, cam của Thu Trang luôn, cam 30 của Thu Trang luôn. Rồi, con này cho em mọi người size S luôn, chị nào 48kg đổ lại. 40 từ 48kg mà ok nhá. Lên cho em con này là xanh mọi người, 20k cho comment xanh. Mã xanh 20 mọi người ơi, lên cho em là mã xanh 20k xanh. Xanh 20k kèm số điện thoại, các chị ơi chốt comment xanh giúp em nhá, 20.000 mã xanh. Mã xanh em xả 20 mọi người ơi, chốt comment xanh giúp em 20.000 nhá. Rồi, hồng. Hồng là hồng trơn, các chị xả luôn này, 39k. 39k con này sẽ S luôn mọi người. 40 tại 48kg này. 40 tại 48kg mắc vừa long đại ơi, em hết mạng đầy luôn chị ơi, em hết nhá. Rồi ạ, xanh 20 này, xanh 20 lên lại số đi chị Thư Gia Ly ơi. Rồi xanh mẹ cho chị lên lại. Trần Hải Nguyên. Trần Hải Nguyên xanh mẹ ok. Rồi xanh này của Thư Gia Ly 20.000. Rồi ạ, chốt comment cho em con này mã hồng đi mọi người, hồng 39 nhá. Hồng 39k cho em sẽ S mọi người ơi, sẽ S mặc vừa lên mã hồng 39. Hồng 39 sẽ S mọi người, hồng 39 cho em là sẽ S nhá. Trời ơi, cách tân. Một con cách tân mọi người, S luôn. 48kg đậu lại. 40 từ 48kg mặc vừa lên cho em con này là mã cách tân nhá. Cách tân xả luôn cho các chị này. Xả luôn 39k lên mã cách tân. Cách tân em xả 39 mọi người ơi, cho comment cách tân giúp em nhá. 39k. Hồng 2 phân, cổ 2 phân hả? Theo dõi like đi chị. Em còn là mã cách tân mọi người, em còn là mã cách tân nha, em còn cách tân. Hồng 39 này. Hồng 39 đây. Hồng 39 này của chị Thu Trang, ok ạ, à, chỗ xanh đá nhé mọi người. Size M cho em con đẹp mọi người, chị là size M. 50kg đó là eo 72 lên xanh đá em xả 50k. Xanh đá cho em 50k kèm số điện thoại nhá. Size M chốt này, eo 72 độ lại. Size M chị nào 50kg đó là eo 72 nhá, chốt comment cho em là xanh đá 50. Xanh đá cho em 50k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên mạng xanh đá giúp em 50k. Xanh đá xả 50 mọi người. Trời ơi, bảng theo hàng mới. Hàng phía sau em treo là hàng mới hết nha mọi người. Đây. Vàng theo size M. Vàng theo cho em size M mọi người. Eo 72 đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào 50kg đổ lại eo 72 cho comment vàng theo. 80k mã vàng theo, xanh đá Trần Hạnh Nguyên 50 ok chị. Rồi ạ, lên cho em là mã vàng theo đi mọi người. Vàng theo 80k. Vàng theo cho em là vải lụa chiếc phong mọi người nhá, xả các chị 80 thôi. Xả 80k thôi mọi người ơi, em còn vàng theo CM 80. Vàng theo CM 80 giúp em nhá. Hồng ren của 3 phân này chị. Đây này hồng ren đây, con này M thôi, con này CM thôi. 50kg đỏ lại nhá, lên cho em là mã ren hồng. Ren hồng nhá, con này xả thôi, xả 20k đi, lên mã ren hồng 20. Ren hồng em xả 20 thôi mọi người ơi, chốt comment ren hồng giúp em 20.000. Ren hồng 20k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã ren hồng, không có bộ tây thi tím đâu chị. Hàng tây thi bây giờ là cuối năm rồi, hết sạch bên em không có lên, không có về lại hàng đó mọi người. Trời ơi, con xanh mẹ này. Xanh mẹ cho em này mọi người. Bà nào chốt ta. Đấy, đẹp lắm luôn ý. Rồi con này size M chốt cho em nha mọi người. Con này không sang không đẹp, em không lấy tiền luôn. Gen hồng của chị Thư Zeli. Rồi đơn, hai đơn mà gộp lại đơn 400.000 đổ lên thì cọc giúp em như chị Thư Zeli ơi nhá. Rồi ạ, chốt comment cho em con này mã mẹ đi. Mẹ 70k. Xanh mẹ 70 mọi người, size M chốt nhá. Sang lắm luôn đấy mọi người. Đây này. Nhá, lên cho em là xanh mẹ 70k kèm số điện thoại nhá. Chốt comment cho em là xanh mẹ 70. Xanh mẹ 70k kèm số các chị ơi. Rồi em cảm ơn chị Vô Thường nha, cảm ơn chế đẹp nha. Em còn là mã xanh mẹ mọi người, xanh mẹ 70k xanh M nha. Rồi, màu nu. Nu này cho em size S mọi người, theo hoa ruy băng nổi cho em như này nha các chị. Size S mặc vừa, chị nào 48kg đổ lại. Ok chế này, 40 tự 48kg mặc vừa lên mã nu. Xả luôn cho các chị 40k nu. Nu 40, rồi ạ, à, xanh mẹ của chị Trần Oanh. Lên cho em con này là mã nu mọi người, em hết xanh mẹ nhá. Mã nu, nu 40k kèm số điện thoại lên cho em là mã nu 40. Nu 40 đi các chị ơi, cho comment nu giúp em 40k mã nu. Nu 40.000 nu nha. Ok này, ok chị Thư Gia Ly này, chỗ ren vàng S mặc vừa. Xả 10k lên cho em là ren vàng 10.000. 10k lên cho em là mã ren vàng. Rồi nu của chị Trần Hải Nguyên, mã mẹ em hết rồi. Lên cho em có để ren vàng 10k đi các chị ơi. Ren vàng cho em là 10.000. 10k chị nào cho comment cho em là ren vàng mọi người. Ren vàng xả 10k nu hả? Nu đấy còn hay sao hả? Nu nu còn thì em chốt nha mọi người, nu còn thì em chốt nha. Tạm thời em hết rồi, tạm thời em hết nu. Rồi gấm đỏ cho em mọi người, trời ơi đẹp chưa, gấm đỏ mặc tết nè mọi người. Đó,
size S nha, 40 tới 48 kg mặc vừa lên gấm đỏ. Rồi à, sao rẻ như cho thì em, đúng rồi chị, sao rẻ như cho luôn á mọi người. Rồi các chị cố gắng chốt đủ đơn luôn cho em nhá. Gấm đỏ mọi người ơi, xả luôn các chị này, 50k lên cho em là gấm đỏ mọi người, sẽ S chốt nhá. 40 tới 48 kg mặc vừa. Lên cho em là gấm đỏ mọi người ơi, gấm đỏ. Gấm đỏ Ngọc Anh này, chốt lên lại số giúp em chị Ngọc Anh ơi. Gấm đỏ Ngọc Anh, chốt hàng kèm số giúp em. Con này hoa nổi. Máy bên này nó bị gì nữa? Đẹp lắm, con này mà không đẹp em không lấy tiền các chế luôn. Rồi ạ, à, hồng XL Nga Vũ này, chốt hàng kèm số cho em chị Nga Vũ ơi. Ủa hồng nào? Hồng này hả? Kèm số điện thoại cho em đi chị. Gấm đỏ Ngọc Anh, chốt hàng kèm số giúp em nha. Rồi, con này lên hoa nổi đi. Hoa nổi cho em mọi người, ép mặc vừa, 40 tới 48 kg. Ok Ngọc Anh, chốt đủ đơn cho em Giáng sinh. Rồi em cảm ơn chị Kim Hương Nguyễn nhiều nhá. Rồi lên cho em con này mọi người ơi, mã hoa nổi nhá. Hoa nổi xả các chị 50k con này. 50.000 mọi người. Không có dấu XL đâu chị ơi. Không có dấu XL đâu. Bữa giờ rồi, chị thấy rồi. Lên cho em con này là nu đi mọi người, mã nu, nu nhá. Con này nu mọi người comment á, mã hoa sorry các chị hoa nổi. Sorry mọi người, hoa nổi của Ngọc Anh luôn. Hoa nổi 50 của Ngọc Anh này. Hoa nổi 50k cho chị Ngọc Anh nhá. Trời ơi, đọc một hồi bị lộn hết luôn. Rồi một con này tiếp tục, một con này gấm đỏ luôn cho em con này mọi người. Trời ơi, con này lên gấm theo đi. Con này lên cho em gấm theo nha mọi người. Em hết hoa nổi nhá, từ từ em lên mã khác mọi người, còn rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Con này lên cho em là gấm theo mọi người 50k luôn, sẽ ép mặc vừa. 48kg đỏ lại các chị mặc ok nhá. Lên cho em là gấm theo. Gấm theo em xả 50 luôn mọi người ơi, lên mã gấm theo 50. Gấm theo cho em 50k kèm số điện thoại mọi người ơi, chốt comment gấm theo giúp em nhá. Gấm theo xả 50 mọi người ơi, gấm theo 50. Đây con này chị em có cổ, quần dài như thế nào ạ? Quần thanh lý cho em 19.000 một quần, còn quần mới 60k nha mọi người. Rồi ạ, lên cho em con này các chị ơi, chốt comment mã có cổ đi, mã có cổ nhá. Con này chị là xả S thôi, 40 tới 48 kg này, có cổ em xả 50. Có cổ cho em là 50k kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên cho em là có cổ này, theo hoa nổi rất đẹp luôn. S mặc vừa nhá, 48kg đổ lại các chị mặc ok. Lên cho em là có cổ. Có cổ 50k kèm số điện thoại. Chị nhận được áo rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Vân. Cảm ơn các chị đẹp có nhiều cổ nha. Nguyễn Thị Mai. Có cổ cho Nguyễn Thị Mai, chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Các chị chốt đủ đơn. Nguyễn Thị Mai lên số chị ơi. À, có số ở trên á. Trên hồng hả? Hết trên hồng rồi, em hết trên hồng rồi. Rồi ạ, à, con này cho em mọi người size M. Size M cho em một con xanh đá đấy các chị. Size M 50kg đỏ là eo 72 lên xanh đá cho em. Xả các chị 50k thôi. Xanh đá em xả 50, có cổ. Em hết có cổ rồi. Rồi lên cho em là xanh đá 50 mọi người. Chốt comment cho em là mã xanh đá nhá, 50k. Xanh đá 50, em thấy chị số chị Nguyễn Thị Mai. Em còn xanh đá 50 mọi người. Em còn là mã xanh đá 50k nha. Trời ơi, cái hàng này trời ơi, đây này. Có cổ này, Ngọc Anh một áo này. Có cổ em cho chị Ngọc Anh một áo nhá. Đây, 50k Ngọc Anh một áo. Màu hồng đậm hả? Ok mọi người. Ngọc Anh cả mà có cổ nhá chị ơi. Trời ơi, vàng. Vàng cái này hoa nổi các chị SM mặc được. SM các chị mặc ok nhá. Lên cho em là mã vàng xả 50. Vàng xả các chị 50k luôn mọi người ơi. Xả SM mặc ok nhá. Lên cho em là mã vàng 50k, chị nào chốt comment vàng giúp em mọi người ơi. Mã vàng xả 50. Vàng 50. Vàng 50k mọi người ơi. Xanh đá này. À, Hà Thị Hòa chốt hàng kèm số giúp em chị Hà Thị Hòa ơi. Rồi lên cho em là vàng mọi người, 50k chốt comment vàng. Mã vàng 50 nhá, vàng 50, vàng đấy em có mấy con á. Vàng đấy em có mấy con á, chị nào chốt thì comment mã kèm số điện thoại giúp em nhá. Vàng Ngọc Anh một áo đây, 50k vàng này. Thư Tín hả? Kèm số điện thoại giúp em nha mọi người, chị nào chốt vàng kèm số. 50k một áo thôi các chị nhá. Chị nào chốt hàng mã kèm số giúp em. Đây em lên hồng cho mọi người. Em lên cho các chị mình một con này hồng. Hồng theo. Thư Tín lên số đi chị ơi. Rồi hồng theo là S thôi. Chị nào sẽ S mặc vừa nhá. Con này em xả cho các chị. Hà Thị Hòa lên số nha. Kèm số điện thoại đi các chị. Con này đúng. Ok chị nè. Size SM. S với M mọi người. SM mặc được nhá. Ok Thư Tín chốt đủ đơn. SM mặc được, chị nào chốt comment hồng theo. Hồng theo cho em mọi người nhá. Con này em xả 45k thôi. 45.000 lên cho em con này là mã hồng okay, theo. Ok chị Hòa nè. Ok chị Hà Thị Hòa chốt đủ đơn nhá. Rồi ạ, lên cho em là hồng theo mọi người nhá. Hồng theo 45.000. Hồng theo cho em 45k kèm size hoặc M. Hồng theo 45k kèm size hoặc M cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng theo. Hồng theo kèm S hoặc M cho em mọi người. Kèm size hoặc M đi. Kèm size đi chị ơi. Kèm size cho em này. Con này S này. Con này M này. Đấy. Rồi ạ, hồng theo kèm S hoặc M cho em nha mọi người. À, đỏ cách tân hả? Ok mọi người, cách tân em có luôn. Hồng đây. M cho
Đây đây mở đây, mở đây. Không mở cho Hạnh Nguyên. Ok chuẩn Hạnh Nguyên. Bờ một con này hàng mẹ. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ cái hàng này nó to giãn đó mọi người. Đây này, cái vải này nó to giãn nhá. Cái này ép thôi. Áo mẹ cho em set mọi người lên mã cam. Cam cho em set mọi người. Con này size nhỏ em xả 60 thôi. 60.000 lên cho em là mã cam. Cam xả các chị 60k mọi người ơi, lên mã cam giúp em nhá. Cam set xả 60. 48kg đổ lại các chị mặc ok nhá. Lên mã cam 60k cam. Cam 60k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã cam mọi người. Mã cam 60. Cam 60. Cam 60 phim Nguyên lên lại số đi chị ơi. Phim Nguyên lên lại số cho em chị ơi. Không hiểu sao luôn á. Lạ kỳ hề. Mất đâu được luôn á. Đơn nhiều mà. Đây con này ạ. Bạn bữa mình bỏ sót đơn rồi. Trời ơi con này cho em mọi người. Con này lên mã 01 đi. SM mặc ok cho em luôn mọi người. Chốt comment mã số 01. Phim Nguyễn ok này em thấy số điện thoại. Rồi ạ à, SM mặc được cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã số 01 50k. Mã 01 em xả 50 luôn mọi người ơi. Chốt comment mã 01 giúp em. SM các chị mặc ok nhá, đẹp chưa. Rồi mã số 01 giúp em nha mọi người. Mã 01 cho em 50.000. Chị Ngọc Anh ơi, lấy quần thì báo nhân viên gọi đơn giúp em nhá. Rồi 01 kèm size mọi người ơi. S hoặc M nói chung cái này SM các chị mặc được hết ạ. Nha, lên cho em là mã 01 mọi người. 01 nhá. 01 cho em SM mặc được, lên mã 01 50k là mã 01. Mã 01 em xả 50 mọi người ơi. 01 50k. Lên hàng rẻ cho các chị này. Rồi đỏ kim sa cho em mọi người. Đỏ kim sa con này size S thôi. 40 tới 48kg mắc vừa, lên cho em là kim sa em xả 30. Kim sa xả các chị 30k mọi người ơi. Lên cho em là mã kim sa 30.000. Kim sa 30k kèm số điện thoại giúp em. Lên cho em là mã kim sa mọi người nhá. Size S thì chốt ha. S mặc vừa lên cho em là mã kim sa 30 mọi người ơi. Mã kim sa giúp em 30k. Hàng mới và hàng thanh lý nha chị ơi. Cả hàng new, cả hàng thanh lý giúp em nhá. Em cái nào hàng new thì em bảo cho mọi người. Và em đang lên đây là hàng thanh lý này. Rồi một con áo nam. Áo nam này size tầm 80kg đổ lại giúp em. Lên cho em là áo nam. Áo nam xả các chị 30k mọi người, free size từ 80kg đổ lại mà ok nhá. Chốt comment áo nam. Áo nam em xả 30 mọi người ơi. Lên cho em là áo nam 30.000. Áo nam 30 mọi người. Áo nam 30. Trời ơi cách tân cổ yếm đấy các chị cưng không. Cách tân cho em mọi người nhá. Cổ yếm con này ép thôi. 40 tới 48kg mà ok, lên cho em là mã cách tân. Cách tân xẻ các chị 39k lên mã cách tân nhá. 39.000 cam 30 Trần Nguyễn Cát Đăng. Rồi ok lên cho em cái này là mã cách tân mọi người. 39k mã cách tân. Cách tân em xả 39 các chị ơi. Lên mã cách tân 39.000 mã cách tân. Vàng theo. Con này em xả rẻ cho các chị luôn này. S mặc vừa mọi người. 40 tới 48kg mắc ok, lên mã vàng. 40 tới 48kg mắc vừa. Lên cho em con này là mã vàng mọi người. Vàng xả các chị 40k thôi. Lên cho em là mã vàng 40 mọi người. Vàng 40k vàng giúp em. Vàng 40k kèm số điện thoại các chị ơi. Lên mã vàng cho em nha. 40k vàng 40 và kèm số cho em nha. Lên mã vàng mọi người. Mã vàng xả 40. Bay lên hàng mới cho mọi người này. Một con hồng thêu. Hồng thêu này dành cho chị nào mặc size M. Vải lụa chiffon phong xả lụa cho các chị 80k. 80k lên cho em là mã hồng thêu mọi người. Hồng thêu size M80. Hồng thêu size M cho em 80k mọi người ơi, lên mã hồng thêu M80. Hồng đậm đây. Con này lên mã hồng đậm size S thôi. 40 tới 48kg mắc vừa, lên mã hồng đậm giúp em. Xả luôn các chị ạ. Bao nhiêu ta? 45.000 đi. 45k chốt comment cho em con này là hồng đậm mọi người. Mã hồng đậm em xả 45 mọi người nhá. Size S thì chốt nè. 40 tới 48kg mắc vừa nhá. Lên cho em là hồng đậm. Mã hồng đậm xả 45 các chị ơi. Hồng đậm 45.000. Hồng đậm 45k kèm số điện thoại. Mọi người chấm lên tương tác cho em đi ạ. Ren đỏ. Đỏ cho em mọi người. Đỏ này sẽ ép luôn. 40 tới 48kg. Hồng 45 cho thư tín này. Ok. Rồi con này lên đỏ cho em đi mọi người. Mã đỏ xả 20k. Đỏ cho em 20k kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên mã đỏ cho em nha. 20.000 đỏ. Rồi ạ. Hồng theo size M Yến Phi. Đây hàng mới. Rồi ạ. Ren đỏ. Đặng trên tifer này. Chốt hàng đủ đơn cho em nha trẻ ơi. Đặng trên tifer. Chốt hàng đủ đơn. Rồi xanh này cho em mọi người. Trời ơi, con này có mấy con luôn nè. Đẹp lắm luôn á. Xanh sẽ S nha. Xanh sẽ S xả các chị 50k mọi người. Lên cho em là mã xanh, tay của nó là tay lưới như này nhá. Lên cho em là mã xanh mọi người. Xanh xả 50. Mã xanh 50k sẽ S mặc vừa mọi người nhá. 48kg đổ lại các chị mặc ok. Lên cho em là mã xanh xả 50 mọi người. Chốt comment xanh, 50.000 xanh. Xanh 50k kèm số điện thoại nhá. Lên mã xanh. Chị mặc size bao nhiêu chị Mai Lan ơi? Có nha chị ơi. Có quần nha. Các chị mặc size bao nhiêu mọi người comment. Sáng mai nhân viên gọi điện á, chị nói nhân viên lấy quần nha.
hồng trơn xa lờ, hàng này hàng mờ cho em. Cổ vuông tay phòng cho em mọi người nhá. 1X hả? Này L này. Size L cho em mọi người. Eo 76 mặc vừa lên cho em là mã hồng trơn. Hồng trơn cho em size L mọi người nha. Đẳng 20 em hết rồi. Hồng trơn cho em hàng này, cổ vuông tay bồng cho em là hàng mới nha các chị nhá. Xả 50.000. 50k chị đặt size L chốt nha. Con này size L này. Xả 50k lên cho em là mã hồng trơn 50. Hồng trơn 50k kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã hồng trơn 50. Hồng trơn 50 nha. 58kg màu tối hả? 58kg mà màu tối. Ok, để từ từ em lên cho chị ơi. Đỏ vừa 50 không, em hết đỏ đấy rồi. Rồi con này cho em size M mọi người, size M con này chốt comment cho em là mã ren đi. Mã ren cho em mọi người nhá. Ren này em xả 39, ren này ren 2 lớp nhá. Rồi ạ, hồng 50 của Kim Hiền. Hồng 50 em chốt chị Kim Hiền. Ok, Ngọc Anh xong mất rồi. Rồi lên cho em là ren đi mọi người. Ren xả các chị 40k mã ren. Mã ren em xả 40, chị đặt size M chốt nhá. Size M chốt lên mã ren. Ren 40k kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã ren giúp em. Trời ơi, cái con xanh đấy đẹp không chị nào chốt à mọi người. Em còn ren. Em còn ren. Đây em lên cho các chị Hoa Nhí này. Hoa Nhí cho em con này XL mọi người. Em hết hồng trơn ạ. À. XL cho em con này mọi người ơi, 60kg đó là eo 80 lên cho em là mã Hoa Nhí con này tây bồng. Rồi ạ, con này cho em tay bồng mọi người nhá. Xả luôn các chị 60k. 60k hàng mới luôn cho em mọi người nhá. Chốt comment mã Hoa Nhí. Hoa Nhí 60 các chị ơi, lên mã Hoa Nhí giúp em 60k. Hoa Nhí 60k kèm số điện thoại nhá. Lên mã Hoa Nhí các chị chấm lên tương tác đi mọi người, đừng comment rồi. Vàng đá mọi người ơi, con này size M. Size M chốt này, lên cho em là mã vàng đá nhá. Vàng đá size M em xả các chị ạ, 39k. 39k lên cho em là mã vàng đá 39 này. Vàng đá xả các chị 39k size M chốt nhá. Size M lên cho em là mã vàng đá 39.000 vàng đá giúp em. Trời ơi hồng thêu. Size S này, SM. SM các chị mặc được nhá. 50kg đổ là eo 72. Rồi ạ, 50kg đổ là eo 72 lên hồng thêu. Rồi ạ, hoa đá là cái gì? Hồng đá. Hồng đá hả? Làm gì có mã hồng đá. Rồi ạ, à, lên trên con này mọi người. Vàng hả? Chốt lại chốt, mã đi chị ơi. Chốt đúng mã đi mọi người. Con này hồng thêu đi ạ. Mã hồng thêu xả các chị này 45.000 hồng thêu. Hồng thêu 45. Ok, vàng đá cho Tuyết Nguyễn này. Rồi lên trên con này hồng thêu mọi người 45k. Mã hồng thêu 45. Hồng thêu 45.000 kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã hồng thêu 45. Hồng thêu 45 nha mọi người. Trời ơi đẹp chưa? Xanh đá con này S thôi. 40 tờ 48kg mặc vừa lên xanh đá xả các chị 39k. 39k lên xanh đá cho em nhá. Xanh đá xả 39. Xanh đá xả các chị 39k mọi người ơi, lên mã xanh đá cho em 39.000. 39k chị nào chốt comment xanh đá cho em nha. Rồi, đây. XL đây, màu tối đây. Mặc hàng đá cho em nha mọi người. Con này đá này là 4 tà xả các chị còn lại 110k thôi. 110k cho em chị nào XL chốt nha. Hàng này 4 tà xả 110 lên tìm đá giúp em. Tìm đá cho em là 110k XL. Eo 80 đổ lại nhá. 60kg đổ lại eo chị nào 80 mọi người. Hoa Nhí này là eo 80 đổ lại mọi người 60k thôi nhá. Chị nào cho comment Hoa Nhí giúp em. Rồi con này lên tìm đá đi mọi người ơi. Mã chỉnh đá em xả 110k. Tìm đá cho em là 110k kèm số điện thoại nhá. Lên tìm đá 110. Tìm đá cho em 110k. Trời ơi, một con trắng trơn này. Trắng trơn hàng học sinh cho em nè mọi người. Xanh đá này phim Nguyễn ok trẻ ạ. Rồi con này lên cho em là trắng trơn mọi người. Mã trắng trơn size M. Size M eo chị nào 72 mặc vừa nhá. Lên cho em là trắng trơn. Em trắng này bao nhiêu ta? Trắng ạ, xả luôn các chị 50.000 nhá. Lên cho em trắng trơn 50. Trắng trơn lên xả luôn các chị 50k nha mọi người. Size M chốt nhá. Lên mã trắng trơn 50. Trắng trơn 50 nha mọi người. Chỗ cách tân, một con cách tân tím size S mặc vừa. 40 là 48kg này. Mai Lan chốt hàng kèm số cho em chị Mai Lan ơi. Kèm số điện thoại đi trẻ ơi. Rồi ạ, à, lên cho em con này là cách tân tím đi mọi người. Mã cách tân đi. Cách tân xả các chị 39k lên mã cách tân giúp em. Cách tân 39. Rồi ạ, à, trắng trơn cho Yến Phi. Trắng trơn Yến Phi tìm lại em hết rồi. Rồi lên cho em cách tân mọi người 39k nha. Vải lụa chị ơi, vải lụa nha. Vải lụa ạ. Rồi. Em hết trắng trơn rồi mọi người. Em hết trắng trơn nha. Hoa Nhí cho Phạm Mai Khánh. Ok, Phạm Mai Khánh chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Cách tân được Trinh Nguyên. Cách tân Trinh Nguyên. Trinh okay. Nguyên ơi, red inbox Zalo chị ơi. Rồi ạ, à, đỏ trơn cho em là các chị XL. Xả luôn mọi người ạ. À. Trời ơi, con này 40 hả? Trời ơi. Xả luôn cho các chị con này nha. 49k các chị. 49k chị nào XL chốt nha. Hàng mới luôn cho em con này tay bồng nhá. Tay bồng lên đỏ trơn. Mã
Đỏ trơn 49k, đỏ trơn 49. Cái hồng nào chị? Cái hồng nào mà đổi sang cái hồng nào? Hồng nào với hồng nào ai biết rồi. Rồi ạ, đỏ trơn này, đỏ trơn của Ngọc Oanh. Chị nào khách mới chốt nhiều đơn 400.000 đổi lên, các chị cọc trước giúp em nhé. Cọc trước 50.000, 100.000 thôi nhé, chứ không có cọc nhiều đâu. Đấy, chị nào khách mới ok cọc được thì em chốt nhiều cho. Rồi ạ, một con này. Trời ơi, con này. Con này bị tưa vải rồi. Mày bị tưa vải mất rồi. Tưa vải mất rồi nhưng mà các chị mặc lên không sao hết nha mọi người. Xả luôn các chị ạ. Con này chị nào tầm eo 80 đổ lại. 60kg đổ lại eo 80 lên cho em. Con này là mã tưa đi. Mã tưa nhá. Tưa vải xíu thôi không sao hết nhá. Xả luôn các chị 50.000 lên cho em là mã tưa. Xả 50. Tưa xả các chị 50k mọi người nhá. XL chốt lên cho em là mã tưa. Rồi. Cài 80 đổi sang cài 45. Cái nào ta? Em chả biết cái nào luôn ạ. Rồi tưa mọi người nha. Tưa 50k cho comment tưa giúp em. 50.000 lên mã tưa. Trời ơi sao mà trời. Bao giờ mới đủ đơn. Tưa này quyên văn chốt hàng kèm số giúp em chị ơi. Cách tân hả? Không biết còn không ta. Cách tân tính để em coi còn thì em bỏ vô cho nhá. Rồi xanh theo cho em mọi người. Con này xanh mờ. Xanh mờ chốt comment xanh theo mọi người. 45k 45.000 mọi người nhá. Tưa đây này. Tưa cho Mai Lan. Tưa chốt Mai Lan. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người ơi. Mã xanh theo đi ạ, à, mã xanh theo xả các chị 45k xanh theo CM. Xanh theo CM 45. Xanh theo John Mon lên số đi chị ơi. Chốt hàng kèm số cho em mọi người. Em hết tưa. Rồi vàng này, vàng chị nào ép chốt này 40-48kg con này có cổ. Lên cho em là mã vàng xả các chị 20.000 20k lên mã vàng 45. Rồi ạ, à, lên cho em là mã vàng mọi người ơi. Vàng 20k, ok chị John Mon này. John Moon. John Moon. Ok nhá, lên cho em là vàng 20 các chị. Lên cho em là mã vàng 20k vàng. Vàng em xả 20 mọi người ơi, lên mã vàng giúp em 20k vàng nha. Rồi, con này dơ này hả? Bị dính dơ, dơ chỗ nào đây? Đây. Đây nhá các chị ơi, dơ một xíu thôi, bị dính đất một chút xíu thôi, về mọi người giặt là ok nhá. Về giặt giúp em là ok, lên cho em là xanh dơ. Mã xanh dơ này xả các chị ạ, 39k. 39.000 lên cho em là xanh dơ mọi người, con này size M nhá. Size M chốt cậu có cổ. Size M cho em mọi người ơi, lên xanh dơ giúp em xả 39k. Về chịu khó giặt là ok nha mọi người, quá đẹp luôn. Xanh dơ 39 mọi người, xanh dơ 39. Cách tân đỏ size S mặc vừa, 40-48kg lên cách tân đỏ. Cách tân đỏ xả các chị 39k, lên mã cách tân đỏ giúp em. Cách tân đỏ em xả 39 mọi người, lên cho em là cách tân đỏ 39k. Vàng này còn hai áo mọi người, ép nhá, ép vàng 20 xương xương. Rồi ạ, à, vàng 20 của xương xương chốt đủ xanh đơn. Xanh dơ cho John Mon. Xanh dơ của John Mon, John Mon gì đó nhá. Lên cho em con này vàng mọi người, 50k SM mặc được. À con này lên cho em là mã và hoa nổi đi, hoa nổi đi, có vàng rồi. Lên cho em con này là hoa nổi mọi người, em còn hai áo xả 50. Hai áo xả 50 nha mọi người ơi, lên cho em con này là mã hoa nổi. Rồi em đổi rồi nha chị ơi. Hoa nổi cho em 50.000, cách tân đỏ cho thư tím này. Cách tân đỏ 39 thư tím. Rồi ạ, à, lên cho em là hoa nổi 50k mọi người, SM mặc được nhá. SM mặc được, lên cho em là mã hoa đỏ 50. Hoa nổi, sorry các chị, hoa nổi 50. Hoa nổi 50 nha mọi người, lên mã hoa nổi 50k. Hoa nổi cho Đặng Jennifer. Đặng Jennifer một áo, em còn một, hoa nổi em còn một. Rồi ạ, à, hoa nhì cho em là các chị con này XL chốt này. XL cho em mọi người, eo 80 đổ lại mặc vừa lên hoa nhì nhá. Mã hoa nhì xả các chị 50k mọi người, lên mã hoa nhì giúp em. Hoa nhí 50.000 kèm số điện thoại nhá. XL chốt này, eo 80 đổ lại. Eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho em là mã hoa nhí. À, xanh trơn hả? Xanh trơn 39 làm gì có. Xanh dơ hả? Em hết rồi chị. Rồi hoa nhí 50 đi mọi người, lên cho em là mã hoa nhí. Ok, SM nó chứ mặc được hết mà. Cái form nó form ấy nhỏ. Rồi em còn là mã hoa nhí 50 các chị. Rồi hồng thêu S mặc vừa 40-48kg lên mã hồng theo xả 45k. 45.000 lên cho em cái này là mã hồng theo mọi người nhá. Hồng theo em xả 45. Chị nào xả S chốt nha, lên cho em là mã hồng theo 45k hồng theo. Hồng theo 45.000 kèm số điện thoại mọi người ơi, lên cho em là hồng theo 45. Hoa nhì XL Trang Nguyên này. Trang Nguyên ok này. Chốt đủ đơn cho em nha chị ơi. Rồi con này cho em đỏ lưới xả luôn các chị 50. 59 đi. 59k con này chốt comment đỏ lưới giúp em. Xả S mặc vừa. Size S mặc ok cho em mọi người nhá. Lên mã đỏ lưới cho em xả 59k. Đỏ lưới em xả 59 nha mọi người ơi. Lên cho em là mã đỏ lưới 59k. Đỏ lưới 59k kèm số điện thoại lên cho em là đỏ nhiều lưới. Lắm. À, đây cái con này em coi còn mấy áo em xả nốt cho các chị này. Size S thôi. Áo này còn size S thôi nha mọi người. Hai áo, còn hai áo này. Size S cho em mọi người nha. Trời ơi xinh xịu luôn á.
cái này lên cho em là mã nu đi. Mã nu cho em size S mặc vừa tay cho em là phồi lứa như này các chị nhá. Xả 50k lên cho em là mã nu. Mã nu em xả 50, mọi người ơi chắc comment nu giúp em 50k mã nu. Nu 50k kèm số điện thoại chị nào S thì chốt nha. 48kg đổ lại. 48kg đổ lại mặc vừa lên cho em là mã nu 50 nu. Nu cho em 50k kèm số. Nu Ngọc Anh một áo em còn một. Nu em còn một chị nào chốt comment có 50.000 một áo các chị. Trời ạ, cách tân vàng, con này size L chốt nha, size L. L76 mắc vừa lên cách tân vàng giúp em xả các chị con này ạ, 39k. 39k lên cách tân vàng giúp em nha, cách tân vàng em xả 39. Cách tân vàng nu 50 cho Sương Sương. Rồi ạ, nu 50 cho chị Sương Sương, cái đấy S nha trẻ nha. Rồi. Đây lên cho các chị một con này tím. Tím nha. Tím này hàng thanh lý luôn cho em này, size L. Size L cho em mọi người lên mã tím. Tím size L xả các chị 50k. Tím size L em xả 50, mọi người lên cho em là mã tím size L 50.000 nhá. Tím L 50. Tím size L 50k các chị ơi, chốt comment cho em là mã tím nhá, size L. Tím size L 50.000 mọi người lên cho em là mã tím size L 50. Tím hết rồi chị ơi. Em cầm tím, em hết nu rồi. Em hết nu rồi, em cầm tím nhá. Đây lên cho các chị đỏ. Đỏ này hàng mới cho em mọi người sẽ ép mặc vừa. Chị nào ạ, tầm 48kg đổ lại các chị mặc ok nhá. Lên cho em là mã đỏ 70k. Rồi đỏ cho em 70k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên đỏ cho em này. Rõ sang chưa? Đấy, họa tiết cho em là chấm bi như này nha mọi người. Vải lụa thái cho em nhá. Lên cho em là mã đỏ. Mã đỏ cho em 70k sẽ ép thì chốt nhá. 48kg đổ lại lên đỏ. Đỏ 70, mã đỏ 70 cho em ha. Đỏ 70. Có chị ơi, 19.000 một quần nhá. Rồi cái con này sang chưa? Con này cho em size L mọi người, size L lên cho em là nhũ đi. Mã nhũ cho em mọi người nha, nhũ cho em size L xả các chị 69k. 69k lên nhũ giúp em mọi người nha, nhũ 69 kèm số điện thoại. Nhũ cho em 69k kèm số điện thoại, con này áo mẹ nha. Đấy, kết đá này đẹp chưa, lên nhũ giúp em. Nhũ cho em 69k kèm số điện thoại, lên nhũ cho em nha mọi người. Nhũ 69. Không có lời đâu chị ơi, hàng lẻ sai rồi nha. Hàng này là hàng lẻ sai mọi người nha. Rồi hồng theo này, con này ạ, L XL luôn này. XL cho em luôn mọi người, lên hồng theo. Hồng theo sẽ XL xả 45. Hồng theo XL xả 45 mọi người ơi. Nhũ hả, da hân chốt hàng kèm số cho em chị. Rồi, ơi. Lên lại số đi chị ơi. Lên số điện thoại và chốt đủ đơn nhá. Lên mã hồng theo cho em con này đi mọi người. Hồng theo 45k XL chốt nha. Eo 80 đổ lại. Em hết rồi, quần đen em hết rồi nha. Eo 80 đổ lại, lên hồng theo 45k. Có xanh coban luôn nha. Rồi. Có xanh coban nha. Ok. Đen hết rồi. Em hết đen hả? Quần đen không có đâu mọi người. Rồi ạ, à, hồng đá cho em là các chị, hồng đá size SM. Ok, ra hơn chốt từ hai áo nha chị ơi. Rồi SM con này lên hồng đá cho em xả các chị 60k, lên mã hồng đá 60. Hồng đá cho em 60k và kèm số điện thoại mọi người lên hồng đá nhá. Hồng đá 60 SM mặc được, 50kg đổ lại là mặc ok nhá, lên hồng đá 60. Hồng đá cho em 60k kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã hồng đá 60. Hồng đá 60k nhá, hồng đá 60. Trời ơi, trắng theo này, S thôi. Chị nào 48kg. Cái này là size SM nha chị ơi. SM nha. Có quần đỏ luôn chị, có quần đỏ. Rồi ạ, à, cái này chị nào size S lên trắng theo. Trần Hải Nguyên hồng đá. Rồi trắng theo cho em đi mọi người, trắng theo em xả có chị 40k thôi. 40.000 lên trắng theo size S mặc vừa nha, lên trắng theo 40. Trắng theo xả có chị 40k mọi người, lên mã trắng theo 40 nha. Trắng theo em xả 40 ạ. À. Trắng theo xả có chị 40k mọi người, lên trắng theo. Em chị đừng có ok, chị phải nói nào chị đừng ok. Size M. Lên cho em là mã tím mọi người, mã tím size M. Hồng đá rồi. Hết rồi. Hết hồng đá nhá. Con này size M lên cho em là mã tím, các chị tím xả các chị 45.000 đi. 45k lên cho em là mã tím 45. Mã okay, tím cho em 45.000 mọi người ơi, tím size M 45. Tím size M 45k các chị ơi, lên cho em là 52 cơ chị mặc size L nhá chị Phạm Hằng ơi. Rồi em còn tím size M 45. Em còn tím size M 45. Rồi lên cho các chị mình một con này, trắng theo. Trần Hải Nguyên chốt nhiều với cọc cạc nha chị ơi. Size S này. Size S mặc vừa chị nào 48 cho Trần Hải Nguyên này. Tím Trần Hải Nguyên, chị nào mà khách mới đơn nhiều cọc cho em nhá. Trắng theo xả 45k luôn các chị ơi, lên mã trắng theo nhá. Size S mặc vừa xả 45. Trắng theo xả các chị 45k mọi người ơi, lên cho em là trắng theo 45.000 trắng theo. Trắng theo 45k kèm số điện thoại. Nói chung là xuống like các chị nói nhân viên lấy quần nha chị ơi. Chứ em nói trên like không trả lời hết được đâu. Bảo trên like mọi người không á. Em không có lấy quần cho mọi người được đâu. Xuống like các chị báo nha. Vàng theo ạ, à, size S mặc vừa lên mã vàng theo xả 45k luôn. 45.000
nghìn mọi người ơi, 45k lên mã vàng theo cho em sẽ ép mọi người nhá. Ship 30 thì nha. Tỷ ạ. Lên mã vàng theo. Vàng theo 45 các chị ơi, lên mã vàng theo giúp em 45.000 vàng theo. Vàng theo 45 mọi người. Đây trời ơi xanh đẹp chưa? Xanh đẹp luôn các chị, lên mã xanh. Xanh này cho em sẽ ép mọi người ơi, lên cho em là mã xanh nhá. Mã xanh sẽ ép xả mùa 50. 50.000 cho em con này mọi người nhá, lên mã xanh 50. Xanh 50k cảnh số các chị ơi, lên mã xanh 50k xanh. Xanh 50 nha mọi người. Bên em bán áo kèm quần nha chị ơi, không có đi riêng lẻ quần đâu chị ơi. Các chị ạ, à, mua áo thì bên em mới bán quần cho 45 cho chị xương xương. Rồi vàng theo 45 xương xương. Đấy, mua áo mới bán kèm quần cho các chị được nha, chứ không có bán quần riêng lẻ đâu ạ. À. Rồi. Cái chuyện nãy giờ chốt hàng có kèm số đó mà cứ comment chi không biết hết. Rồi ạ, à, đỏ xanh cho em ép cho Nguyễn Lệ. Xanh ép Nguyễn Lệ 50. Rồi các này chị nào mà đỏ này XL cho em mọi người lên mã đỏ. Đỏ XL xả 70. Đỏ cho em XL 70k mọi người lên cho em là mã đỏ. Đó 3X luôn nha. Đỏ XL 70. Đỏ cho em xả XL 70k. Đây này 3XL đây. 3XL lên cho em là mã cam mọi người, 70k hàng mới luôn nhá. Hàng mới cho em mọi người lên cho em là mã cam 70k size 3XL L 90 mọi người lên mã cam. Mã cam cho em mọi người nhá. Cam 70k cam. Cam 70k kèm số điện thoại nha, lên cam giúp em mọi người. Đỗ này đó như hai size. S này. Con này sẽ S cho em mọi người. Đây là ngay kê luôn. S với ạ. Để em coi còn size gì nào. S với M mọi người. Có đỏ L luôn nha chị ơi. Rồi ạ, mẫu này em còn size S với size M, chị nào chốt comment hoa nhí đi. Xả các chị 60k tay bồng nha, mặc lên hơi bị xinh luôn. Đây em mặc luôn con này nhá. XL hàng thanh lý không có rồi chị. Hương Nguyễn chốt cái gì vậy chị ơi? Chốt mã gì chế? Rồi nha, cái này chị nào chốt này hoa nhí giúp em đi, 60k kèm sẽ hoặc mờ còn đúng hai áo nhá. S hoặc mờ giúp em, trời ơi cái vải này nó đẹp. Vải, trời ơi, đi như cái đầm của mình luôn. Rồi ạ, à, lên cho em hoa nhí mọi người. Cái đầm của em vải này này. Hoa nhí kèm size đi mọi người. Hoa nhí kèm size S hoặc M 60k đẹp lắm luôn. Rồi ạ, à, đỏ trơn 2XL mọi người. Trời ơi cái vải này đẹp mê luôn đó mọi người. Xả 50.000 luôn. 50k chị nào chốt comment cho em là đỏ trơn 50 2XL chốt nha. Con này hàng mới luôn. Đỏ trơn cổ vuông tay bồng này. Cổ vuông tay bồng nhá, lên cho em là đỏ trơn 50. Đỏ trơn 50k mọi người ơi, lên đỏ trơn giúp em 50.000 mã đỏ trơn. 50k đỏ trơn giúp em ha. Đỏ trơn 50 hoa nhí S cho Ngọc Anh này. Ok. Ngọc Anh chốt nhiều cọc nha chị ơi. Chốt nhiều cọc nha Ngọc Anh ơi. Ok thì em chốt tiếp, còn không em dừng từ đấy thôi nhá. Không có chốt nhiều đâu mọi người, khách mời em không chốt nhiều đâu. Rồi xanh này các chị S mặc vừa luôn. Đỏ trơn 50 ở Nguyễn Hương. Ờ, đỏ trơn 50 Nguyễn Hương này. Ok, chốt đủ đơn, cái màu này đẹp mê luôn đó các chị. Rồi ok này, em hết rồi, em hết đỏ trơn rồi. Chốt từ hai áo nha chị ơi. Rồi xanh, SM mặc được lên mã xanh. SM mặc được chị nào chốt comment xanh giúp em mọi người. Xanh xả các chị 45k lên xanh. Mã xanh em xả 45 mọi người ơi, xanh giúp em nha 45k. Mẫu này em có mấy áo này, chị nào chốt comment xanh giúp em nhá. Xanh 45k kèm số 50-100 thôi chị ơi, em không muốn ở đâu. Cọc ít thôi, 50-100 nghìn thôi nhá. Rồi lên cho em là mã xanh các chị ơi, xanh. Xanh giúp em, SM mặc được lên mã xanh. Mã xanh cho em 45k các chị ơi, xanh 45 giúp em ha. Trước thì comment xanh, 45 nghìn xanh. Đây, màu tối XL đây ạ. Chị nào hỏi màu tối XL này. Rồi con này ạ, chốt comment cho em là mã chim đi mọi người. Xã XL, L 80 độ lại mặc vừa lên cho em là mã chim. Mã chim em xả 70k mọi người ơi, chốt comment chim giúp em nha. 70k chim. Chim 70 kèm số điện thoại mọi người ơi. Xã XL chốt ha. XL là L 80 nha mọi người. XL cho em là L 80 nha. Rồi xanh đá này, S thôi. 40 tới 48 ký mắc vừa lên xanh đá cho em. Okay, 40 tới 48 ký mắc vừa lên cho em là xanh đá mọi người xả các chị ạ. 30k lên cho em là xanh đá 30 đi. Xanh đá em xả 30 mọi người ơi, lên xanh đá giúp em 30k nha. Xanh đá 30. Xanh đá 30. Rồi con này xanh ngọc S luôn, xả các chị 45k luôn này. 45.000 lên cho em, con này là mã xanh ngọc mọi người. Xanh ngọc sẽ em xả 45. Xanh ngọc sẽ xả 45k mọi người ơi, lên cho em là mã xanh ngọc S45. Xanh ngọc sẽ 45.000 mọi người, lên mã xanh ngọc chim S45. 70 phim nguyên. Rồi ạ, à, chim 70 này phim nguyên này. Ok. Giao hàng tiết kiệm hoặc Viettel nha chị ơi. Rồi ạ, à, tìm lưới các chị. Một con tìm lưới này. Quá đẹp luôn. Con này S thôi, có đuôi led nha, xe S mặc vừa. Chị nào 40 tới 48 ký nhá, lên cho em là tìm lưới các chị ơi, xả luôn các chị ạ, à, 59k lên tìm lưới giúp em. Tìm lưới em xả
59 nha mọi người ơi, lên cho em là mã tìm lừa nhá. 59k sẽ S mặc vừa. S thôi nha mọi người ơi, lên cho em là tìm lừa nhá. Em không tìm có bán riêng như vậy đâu chị Út Hồng ơi. Mua áo thì bán quần nha. Các chị mua áo có đơn áo bên em mới lấy thêm quần cho mọi người được nhá. Chứ thời gian đâu mà đi lựa. Trời ơi, không có ấy à. Không có bán quần riêng lẻ, bán không không vậy đâu. Phải mua áo mới bán quần nha. Rồi ạ, lên cho em coi này mọi người. S này, lên cho em là đỏ đá sẽ S nha, xạ 30k. Đỏ đá sẽ S xạ 30 mọi người ơi, lên cho em là đỏ đá S 30. Đỏ đá sẽ S 30, các chị ơi lên đỏ đá cho em 30k, đỏ đá nhá. Trời ơi, trắng trơn này. Trắng trơn cho em mọi người. Con này ạ, size M, size L. Trắng trơn cho em size L mọi người, có cổ này. Trắng trơn size L nhá. Xạ các chị 30k luôn đi. Lên cho em là trắng trơn size L 30. Trắng trơn size L 30k mọi người ơi, lên mạng trắng trơn L. Trắng trơn size L 30. Rồi M, con này lên mã vàng. Mã vàng size M 50k. Vàng size M 50 mọi người, con này xinh này. Lên cho em là mã vàng nhá. Mã vàng size M 50k mọi người ơi, lên mã vàng giúp em nhá. Vàng M 50. Vàng size M 50. Trắng trơn vàng. Ngọc Anh. Trắng trơn Ngọc Anh. Em còn mã vàng M 50. Vàng M Thùy Linh. Thùy Linh hả, bây giờ mới có đơn thì sao ạ. Rồi ạ, con này cho em mọi người M luôn này. Thùy Linh lên số đi chị ơi. Thùy Linh chắc là kèm số cho em ạ. Một con hồng động. Hồng động này chị nó size M chốt này. Size M cho em mọi người nha. Size M giá không, hàng thanh lý chị Thùy Linh ơi. Hàng thanh lý cho em nhá. Cái nào hàng mới thì em báo ạ. Giờ lên cho em con này size 2X nha. Mã hồng động cho em mọi người. Hồng động khả các chị 45k. Size M chốt. Size M cho em lên hồng rồi, động. Rồi mà vàng M 50 lưu trương. Rồi ạ, lên cho em là vàng động á. Hồng đậm mọi người. Mã hồng đậm. Nói chung là cái nào hàng mới là em nói hàng mới, còn cái nào hàng thanh lý là nói hàng thanh lý. Các chị nghe hồng rõ đậm. Hàng chốt nha. Hồng đậm 45. Hồng đậm 45. Chốt hàng phải nghe người ta đọc đã rồi mới ấy nha. Mã kèm số luôn nha. Chốt thì mã kèm số luôn. Rồi cam mọi người. Kiều Vi lên số đi chị ơi. Cam sai mở mọi người. Cam mở. Cam mở xạ 49k. 49k lên cho em là mã cam sai mở 49. Mã cam size M 49, các chị ơi lên cho em là mã cam M 49k. Cam size M 49 nha mọi người ơi. Nhà có hàng mới luôn, mọi người ôm hàng mới thì em lên cho. Cam size M 49, các chị ơi lên mã cam M 49k. Cam 49 Ngọc Anh. Ngọc Anh ơi, nói chung quần nó không đủ theo bộ đâu nha. Quần bây giờ còn ít màu thôi chứ không còn nhiều. Rồi ạ, à, cam em hết 68kg, trời ơi 68kg mặc size 3X đi chị ơi. Rồi. Rồi con này lên cho em là mã nâu mọi người. Nâu 50k XL chốt này. Size XL nha, con này hàng mới cho em mọi người. XL chốt nha, xả luôn cho các chị 50k lên nâu. Nâu 50k kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã nâu giúp em 50. Mã nâu em xả 50 nha. Lên cho em là mã nâu 50k nâu. Rồi ren trắng cho em là cái hồng chị S cho chị nhiều. Út Thị Vũ này. Út Thị Vũ hồng đậm nhá, cho đủ đơn. Size S mặc vừa mọi người. Chim là hàng mới nha chị. Rồi con này lên cho em là mã ren trắng đi. Ren trắng xả các chị ạ, 30k lên ren trắng cho em. Ren trắng em xả 30, chị nó ép thì chốt nha. 48kg độ lại thôi. Lên ren trắng cho em 30. Ren trắng 30k kèm số. Các chị ơi lên mã ren trắng cho em 30.000 nha. Cam hỏi chị sao Út Hồng ơi. Rồi con này size M lên đỏ cho em. Con này size M chị nào chốt comment mã đỏ. Size M chốt comment đỏ cho em mọi người nhá. Đỏ size M xả các chị đỏ 30k đi. Lên đỏ M 30. Đỏ size M em xả 30 mọi người ơi, lên cho em là mã đỏ size M 30.000 đỏ M. Đỏ size M 30 mọi người ơi, đỏ size M 30k. Đây, em lên hàng mới cho các chị con này size L. Ờ ok, khác 4 cái thì khác màu, nói chung là có. Ok nhá. Rồi ạ, à, đỏ M cho Kim Hiền, ok. Rồi con này ạ, à, trắng đi mọi người, con này chốt cả men mã trắng giúp em đi. Phối như này mọi người rất đẹp luôn, size L chốt nhá. Size L cho em xả các chị con này 60k thôi. 60k lên cho em là mã trắng mọi người, hàng mới nhá. Mã trắng cho em size L 60, trắng size L 60k. Trắng size L 60k mọi người ơi, chốt comment mã trắng giúp em nhá, size L 60. Trắng L 60, trắng L 60 nhá. Chốt comment mã trắng giúp em size L. Trắng L cho Lâm Ngọc Vĩ. Rồi Lâm Ngọc Vĩ mã trắng này, ok ạ. Đây. Đây cho các chị hàng thanh lý tiếp này. Cái này chị nào chốt comment cho em là mã nu đi, mã nu SM mặc được đây này. SM mặc được cho em mọi người nhá, lên nu. Nu này em xả 50k mọi người ơi, lên mã nu 50, 50.000 thôi. 50k em còn hai áo thôi, các chị lên cho em là mã nu 50. Nu 50k mọi người nhá, SM mặc được. Trời ơi đẹp lắm luôn đó mọi người, lên mã nu 50k nu. 50k chị nào chốt comment nu nha. 68kg 3XL. Đây này chị, em lên đi lên lại cái con này.
Đây nè, chị 68kg, chị mặc con này cho em và chị Kiều Vi nhá. 70kg đổ lại, eo chị nào 90 mặc con này giúp em nhá. Lên cho em là mã cam. Eo 90 đổ lại mặc vừa cam, 70k cam, cam 70. Cam 70 nha. Rồi nu 50 Trần Thanh Thúy một áo này. Rồi nu 50 đồ mong chị Trịnh Huyền ấy. Cái nu 50 cho Lưu Trương. Lưu Trương này, ok, để em mượn coi còn không nhá. Rồi nhá, cam cho em mọi người, cam 70k này, 3x nhá. 3x cho lời chị Kiều Vi chốt đi. Cái nu á. Cái nu á, để em coi không biết còn không này, chốt cho chị kia một áo này. Em hết mất rồi, em hết nu, à đây, còn một áo này. Ok này chị, 70kk. Quần 19, 60.000 một quần chị ạ. 60, size của chị Kiều Vi là phải mặc quần mới. Rồi ạ, à, Trịnh Huyền này, ok, Trịnh Huyền được một nu nhá. Trịnh Huyền được một nu, chốt đủ đơn cho em nha chị ơi. Chốt đủ đơn cho em nha, 80.000 đổ lên em ship nha mọi người. Vàng còn một áo này, xả luôn, 50k lên vàng đi. Vàng cho em còn một áo, xả luôn 50, SM mặc được luôn các chị. SM mặc được, được nha. Nu hả, để em coi còn không nha. Rồi lên vàng 50k vàng cho em mọi người ơi. Ma vàng xả 50, SM mặc được lên vàng. Vàng 50, Kiều Vi chốt hàng. Ờ, kêu số ở trên. Ok này, cam cho Kiều Vi. Lên lại số cho em Kiều Vi ơi, comment trôi mất rồi chị. Lên lại số cho em nhá, em hết nu đấy rồi. Rồi con này chị nào chắc comment theo này, mã theo. Theo này em có size SM luôn này mọi người. Có chị, hình như còn hai ba áo đúng không? À, ba x chứ. À còn, còn. Đây nu này còn nè. Cái gì Phạm Minh Khánh gì đó. Phạm Mai Khánh. Rồi Phạm Mai Khánh được nu nha chị. Phạm Mai Khánh được nu nha chị ơi. Em chào chị Thủy Vũ nha. Em chào Thủy Vũ. Này nu còn nè, chị nào chốt nữa không? Nu em còn một áo, chị nào chốt thì comment nhá. Nu còn một, chị nào chốt comment. Rồi cái này lên theo cho em mọi người, theo này hình như size L. Theo này chị nào size L chốt nhá, size L, eo 76 mặc vừa lên theo. Rồi theo size L cho Hà Thị Hòa này, à, cái này 45 thôi. Theo này 45 cho Hà Thị Hòa này, ok. Theo 45 cho Hà Thị Hòa nhá. Trắng á. Trắng này size M mọi người, trắng này cho em size M. Kiều Vi lên số đi chị ơi. Size M, à, Kiều Vi, à Kiều Vi lên lại số cho em chị Kiều Vi, lên lại số điện thoại. Rồi hãy lên cho em con này mã trắng mọi người. Mã trắng nhá, xả cho chị 45k luôn. 45.000 lên cho em là mã trắng mọi người. Size M chốt nhá. Size M chị nào eo 72 đổ lại ha. Lên cho em là mã trắng mọi người. Mã trắng em xả cho chị ạ, 45k thôi. Lên cho em là mã trắng 45. Trắng em xả 45 nha. Bãi cái lầu hả? Không biết còn không, để em coi nha. Có cái hoa, hoa đỏ, hoa tím. Rồi size M này, một con hoa nhí này. Hoa nhí cho em size M mọi người, size M con này tay bồng nha, đây này, rất là cưng luôn, hàng mới cho em xả 60k lên đỏ. Lên cho em là mã đỏ mọi người nhá, mã đỏ size M em xả 60, đỏ M em xả 60 nhá, lên cho em là mã đỏ, size M 60k chị bấm vô chỗ thông tin á. Rồi à, lên cho em là mã đỏ mọi người, đỏ size M 60k, rồi đỏ hoa nhí size M chị Kim Hiền, đỏ hoa nhí M Kim Hiền có 60.000 mọi người, quá rẻ luôn. Rồi ạ, à, hồng này, một con hồng. Hồng họa tiết cho em trống mọi người. Đỏ họa em hết đỏ rồi. Rồi trống hồng cho em đi mọi người. Lên cho em con này hồng đi, size M. Size M em xả 70k luôn mọi người ơi. Lên cho em là mã hồng M70. Hồng size M cho em 70k mọi người ơi. Lên cho em là mã hồng size M70. Hồng M70 nha, Kiều Vi kìa. Ok chị Kiều Vi. Rồi ạ, à, lên cho em con này mã hồng 70. Các chị ơi, lên hồng cho em 70k hồng. Hồng 70, mà hồng 70. Xanh lá mọi người. Trời ơi, size M xả rẻ cho các chị luôn, 90k. Hàng này, hàng đá này, hàng mới cho em nha mọi người. Con này hàng mới nha. Rồi ạ, à, hồng 70. Hồng 70, hồng M70 cho chị, à, út hồng. Hồng 70, lên lại số đi chị ơi. Ủa nãy, à, lên sau rồi. À, lên số điện thoại giúp em chị út hồng ơi. Nãy giờ chị chưa có đơn đó. Rồi xanh đá cho em nha mọi người, 90k. Chị đọc size M chốt nha. Eo 72 đậu lại mặc vừa lên cho em là xanh đá em phải 90. Xanh đá cho em 90k, kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên xanh đá cho em nhá. Xanh đá 90 mọi người ơi. Lên cho em là xanh đá nha, 90k. Ok, út hồng này. Xanh đá 90. Màu này màu vàng mỡ gà này mọi người. Xanh đá 90, phim nguyên. Phim nguyên, ok này. Ok, phim nguyên. Xanh đá này, phim nguyên. Xanh mờ, cái đấy xanh mờ 90k em hết nha. Để em coi xanh nào còn thì em chốt. Rồi cái này cho em sẽ ép mặc vừa mọi người, lên cho em là mã mỡ gà đi. Mỡ gà cho em mọi người, con này em còn đúng duy nhất một con thôi, xài cho chị 45 thôi nhá. 45.000 lên cho em là mỡ gà mọi người, màu vàng mỡ gà cho em nhá, lên mỡ gà cho em 45. Size S chốt nha, 40 tại 48kg mặc vừa lên cho em là mỡ gà, 45.000 thôi. 45k chốt comment mỡ gà cho em ha, mỡ gà em xả 45. Mỡ gà em xả 45 mọi người, lên mỡ gà cho em nhá, 45k. Trời ơi, xanh thì cưng xỉ không này. S mọi người, S thôi.
40-48kg mặc vừa lên cho em là mạng xanh, 45.000 xanh. Xanh xả các chị 45k mọi người, em thử chốt nha. 40-48kg mặc ok. Lên cho em là mạng xanh 45k xanh. Xanh 45 kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mạng xanh 45. Xanh 45 các chị ơi, chốt comment xanh. Có đọc giá đấy chị Tuyết Trinh ơi. Xanh 45. 45 là giá tiền đó mọi người nhá. Rồi ạ, lên cho em cái này mọi người, đỏ trơn, đẹp chưa? S mặc vừa thôi. 40-48kg mặc ok, lên cho em là đỏ trơn mọi người. Đỏ trơn xẻ các chị ạ, 39k lên mã đỏ trơn, 39.000. Đỏ trơn 39k kèm số điện thoại nhá. Lên mã đỏ trơn các chị chấm lên tương tác đi. Đỏ trơn lên xả 39 nhá. Đỏ trơn 39k đỏ trơn. Rồi trắng con này tay lưới cho em nè mọi người. Nói chung màu trắng nó hơi dơ xỉu đấy, các chị giặt hết à, giặt sạch không sao hết nhá. Rồi ạ, à, size S cho em luôn mọi người. Bảo SM cái này 65kg size 2X có nha chị ơi. Con này SM mặc được này. Lên cho em là mã trắng 45k. Trắng cho em 45k kèm số điện thoại. Lên mã trắng size to hả, đợi em xử chị. Rồi ạ, à, đỏ trơn em cho chị Ngọc Anh này. Đỏ trơn 39 Ngọc Anh. Rồi lên cho em con này trắng đi mọi người. Lên hàng mở lên size to hả, ok. Rồi ạ, à, mã trắng mọi người 45k trắng giúp em. Trắng xả 45. Trắng 45 nha. Size to rồi. No, no, size to đây ạ. Size 3XL đây ạ, 70kg thảo là eo 90 cho comment no, đẹp chưa? Đó, họa tiết cho em là chim công như này mọi người nhá. Rồi lên cho em con này là mã no nhá. No xả luôn các chị 70k lên no giúp em. No 70k, 70kg eo 90 nhá. 70kg thảo là eo 90 lên cho em là mã no. Cái nu nào đấy? Con thủ cộng. À, nằm đâu quá, nó nằm đâu quá. Rồi nha, nâu cho em đi mọi người, mã nâu. Nâu của chị Kiều Vi một áo đấy. Ok, nâu của Kiều Vi. Nâu em chất chị Kiều Vi nha. Đây, 3X ở đây. 3XL lên cho em thổ cẩm mọi người. 70kg thỏ là eo 90. Các chị ơi, có 70k một áo á. Mỡ gà hả? Còn thế. Mỡ gà cho Hồng Lâm này, chốt đủ đơn luôn. Nâu 3XL. Còn không ta? Còn á. Rồi con này ạ, à, mọi người lên cho em con này là mã thổ cẩm nhá. Mã thổ cẩm các chị chốt đúng mã cho em. Thổ cẩm cho em size 3XL 70k. 70.000 lên cho em là thổ cẩm 70 các chị ơi. Size 3XL 70kg eo 90 mặc vừa nhá. 70kg đổ lại. Rồi thổ cẩm cho chị Trang Nguyên. Thổ cẩm Trang Nguyên bây giờ mới có đơn như Trang Nguyên. Nâu hình như em hết rồi đó. Không biết nó nằm đâu á. Rồi ạ, à, em lên tiếp hàng thanh lý cho mọi người. Một con này màu xanh đen, con này kim sa các chị. Mấy cái hàng kim sa này mặc hơi bị sang luôn này. Mặc đi tiệc này. Rồi size XL chót cho em mọi người. XL XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên kim sa nhá. Kim sa hơi bé xíu mọi người. Lên cho em là mã kim sa xả có chị 60k. Lên mã kim sa 60. Kim sa 60k chị nói XL chốt nha. Lên mã kim sa 60k. Kim sa 60k kèm số điện thoại các chị nha. Lên cho em là mã kim sa 60. Hồng rút này. Hồng rút còn sót một con size S nè. Size S cho em mọi người, lên cho em là mã hồng rút nha. Xả 50.000 mã hồng rút cho em nhá. Hồng rút em xả 50 thôi các chị ơi. Lên cho em là mã hồng rút 50k. Kim sa Kim Nguyên. Kim sa Kim Nguyễn này, ok. Rồi lên hồng rút cho em đi mọi người. Size S thì chốt ha, 48kg thổ lại. Lên mã mã hồng rút. Hồng rút xả 50 các chị ơi. Lên mã hồng rút cho em 50k. Hồng rút Trần Thúy Nga. Cái này sao gì? Size S á. Size S đó chị ơi. Size S đây không được đâu nha. Size S nha, cái đấy size S nha. Hồng rút cho Thư Tin. Rồi hồng rút cho Thư. Thư Tin này. Rồi con này hoa xanh cho em size M. Ủa M à. XL sau đây các chị, con này XL 60kg đó là eo chị đặt 80. Em hết rồi. Em hết kim xa rồi. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người, cho comment cho em là mã xanh đi. Hoa xanh xả là 70k. Hoa xanh 70k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã hoa xanh 70. Hoa xanh 70 XL chốt nhá. XL các chị nghe kỹ size ha. Chị ơi, cái chị Trần Thúy Nga, chị vào Zalo check inbox cho em đi chị ơi. Check Zalo đi Trần Thúy Nga ơi. Hoa xanh XL Trang Nguyên. Hoa xanh XL Trang Nguyên. Đây con thổ cẩm này em có M này mọi người. Thổ cẩm này em có size M luôn này. Size M eo chị nào 72 đổ lại. Size M 50kg đổ lại eo 72. Lên cho em là thổ cẩm size M. Thổ cẩm M 70, size M nha, lên cho em là thổ cẩm 70k. Trang Nguyễn bên này hả? Trang Nguyễn này sau rồi. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người vào check Zalo giúp em, chị vào nhắn tin Zalo chị Trần Thúy Nga ơi. Rồi nha, lên cho em con này là mã thổ cẩm size M, thổ cẩm M 70. Thổ cẩm size M cho em 70k mọi người, lên thổ cẩm M 70. Thổ cẩm M 70 nha. Thổ cẩm size M 70. Rồi xanh theo các chị S mặc vừa. Trời ơi, bóp eo xịn bóp dữ luôn đó này.
chị nào mà về các chị size S mà mặc hơi chật xíu, hơi kích xíu về mọi người nới ra giúp em nhá. Về các chị nới cho em chứ họ bóp dữ lắm luôn á. S mặc vừa lên xanh theo mọi người size S nhá. Lên mạng xanh theo em xả 45 thôi. 45k lên cho em là xanh theo mọi người, xanh theo 45. Xanh theo em xả 45 các chị ơi, lên mạng xanh theo giúp em nhá. 45k. 45.000 xanh theo, trời ơi hoa nổi đẹp chưa? Tay lưỡi này. S mặc vừa con này lên hoa nổi. Chốt trắng không thấy đọc hả? Trắng này á hả? Comment rồi em không có kịp đọc luôn á mọi người. Comment lại đi, chị nào mà em không có đọc tên mọi người comment lại giúp em nhá. Đâu thấy chị chốt đâu này. Rồi ạ, con này lên hoa nổi. 50kg chị mặc size M hoặc size L chị ơi. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người nha. Cho comment hoa nổi đi, hoa nổi sẽ xả 50. Hoa nổi S 50k mọi người, con này hơi bị đẹp luôn này. Sẽ S chốt nha, lên cho em là mã hoa nổi 50. Hoa nổi xả các chị 50k mọi người, lên mã hoa nổi 50. Hoa nổi 50 nhá, hoa nổi 50 xa lở hả thuê. Em lên hàng mới đi, chứ hàng thanh lý sẽ S không. S luôn, con này lên gầm đi. Mã gầm cho em mọi người nhá, sẽ S mặc vừa lên mã gầm xả 39k gầm cho em. Gầm xả 39k các chị ơi, lên cho em là mã gầm nhá. Gầm sẽ lên xả 39. Gầm S xả các chị 39k mọi người ơi, lên mã gầm nhá. Xuống lai nha chị ơi, xuống lai chị báo nhân viên lấy quần nhá. Hồng lờn, hồng hoa vàng. Hồng hoa vàng cho em con này xa lờ. 39 cho xương xương. Xương xương mã gấm. Rồi hồng cho em mọi người nhá, hồng hoa vàng. Hoa mai, trời ơi đẹp lắm luôn, xa lờ chốt này. Xa lờ cho em mọi người ơi, lên mã hồng 70. Hồng xa lờ 70 các chị ơi, lên mã hồng xa lờ cho em nhá, 70k hồng lờ. Hồng xa lờ 70 các chị ơi, lên mã hồng chị nhá. Chị nói lên xa lờ đó, xa lờ đó chị. Đó, cho đi lên cho em là mã hồng xa lờ 70. Hồng size L70. Hồng L70 cho Trang Nguyên. Rồi hồng L70 cho Trang Nguyễn này, Trang Nguyên, Trang Nguyễn này. Hồng LNH rồi. Đấy là con này vàng, vàng L. Con này vàng này, size L. Size L lên cho em là mã vàng mọi người. Mã vàng size L xạ 70. 70k luôn này lên cho em. 57 cân mặc size XL nhá chị, 50 cân M hoặc L nhá. Rồi ạ, à, tùy nói chung các chị cắt vòng eo đi cho nó đúng cho tùy vào cái chiều cao các chị rồi nhá. Rồi ạ, à, lên cho em là mã vàng đi mọi người. Vàng 70k vàng, vàng 70. Mã vàng cho em 70k các chị ơi. Ok, chị vàng Vi này. Vàng 70, vàng 70. Vàng 70 Trang Nguyên. Vàng 70 Trang Nguyên. Rồi một con đảo theo cho em con này tay bồng mọi người. Tay bồng, size chỉnh dành chị nào mặc XL, L thôi. L thôi, con này L thôi. Eo 76 mặc vừa lên đảo theo. Đảo theo cho em con này vải đẹp là mọi người xả 60 nhá. Lên cho em là mã đảo theo 60. Đảo theo cho em 60 con này tay bằng mọi người đẹp lắm luôn này. Lên cho em là đảo theo size L60k. Đảo theo size L60k mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã đảo theo đấy, em lên một loạt size L đấy chốt đi các chị. Rồi đảo theo nha, em cần mã đảo theo size L60. Đảo theo L60. Đúng rồi, chưa thả tim là chưa gửi đâu. Phải thả tim nữa cơ. Trời ơi Jun Moon hả? John Moon hả? 52kg mặc L đi chị. 1m6 vẫn phải mặc size L. 52kg này. Rồi nha, con này cho em mọi người chị nào mà đỏ theo L cho Trần Nguyễn Cát Đằng. Ok, Trần Nguyễn Cát Đằng. Rồi con này đỏ cho em mọi người, đỏ lưới sẽ S thôi. Đỏ ren cho em mọi người nha, đỏ ren chị nào sẽ S mặc vừa 48kg đỏ lại giúp em. Xả con này 50k thôi, lên cho em là đỏ ren. Đỏ ren em xả 50 các chị ơi, chốt comment đỏ ren 50k. Đỏ ren 50k kèm số điện thoại các chị ơi, lên mã đỏ ren 50. Đỏ ren 50 và kèm số cho em nha, lên mã đỏ ren giúp em ha. Đỏ ren 50, 4 tà này. 4 tà này, bữa chị Huệ xả bao nhiêu ta? 4 tà cho em mọi người, con này 79. Còn mấy con? Xả S nha, 79 ha. Xả cho các chị mẫu này nha, 79k lên 4 tà. Mã 4 tà sẽ S 79. Mỹ Triệu chốt hàng kèm số. Đỏ ren chốt hàng kèm số giúp em nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người ơi, mã 4 tà xả 79k, cần mấy áo thôi. Lên cho em là 4 tà xả 79 các chị ơi, 4 tà 79k cho em xả S nhá. Xả S này chị nào 40 tà 48kg thôi, lên cho em là mã 4 tà. 4 tà 79k, 4 tà 79. 4 tà 79k và kèm số. 4 tà S 79 cho Trang Nguyên. Ok, em cầm nhá. Trang Nguyên mặc áo đấy. Mỹ Triệu chốt cái đỏ ấy hả? Hả? Cái đỏ này hả? Đúng rồi, Mỹ Triệu thì chắc cái đảo mình bảo 50 á. Rồi ạ, à, đã 4 tà em cầm mọi người, có 79k một áo thôi các chị ơi, tranh thủ chốt cho em nhá. Tranh thủ chốt cho em. Rồi một con tay bóng con này dính dơ xíu thôi. Dính dơ xíu về mọi người giá không sao hết nha, đây này, dơ một chút chốt xíu thôi. Chốt hai áo nha chị ơi. Rồi ạ, à, con này size M cho em mọi người, size M chốt comment xanh dơ đi. Xanh dơ em xả 30 mọi người, tay bóng này, lên cho em là mặt xanh dơ 30k. Xanh dơ em xả 30. Xanh dơ cho em là 30.000 mọi người, size M chốt nha, size M.
eo 72 đổi lại nhá. Đỏ 4 tà size L cái nào ta? Làm gì có chế. Rồi ạ, lên cho em mọi người rồi nhá. Cái đấy em hết rồi. Rồi lên cho em là xanh dơ, em xả 30 mọi người. Chốt comment ạ, xanh dơ. Xanh dơ, hạt cát lên số đi chị ơi. Chốt hàng kèm số và chốt chủ đơn trong cùng một like chúc em nha mọi người ơi. Đó, vàng 4 tà này, size M. Vàng 4 tà size M xả 85k các chị ơi, 85.000. Lên cho em con này là vàng 4 tà. Vàng 4 tà em xả 85 mọi người ơi. Vàng 4 tà nhá, con này hoa nhí này. Ok, hạt cát. Dạ, ship đồng giá 30 nha mọi người. Chị nào mà đơn nhiều thì bên em cộng thêm ship nha mọi người nhá. Rồi, ok, hạt cát này chốt đủ đơn. Lên cho em con này mọi người ơi, mã vàng 4 tà nhá. Vàng 4 tà giúp em là 85k. Vàng 4 tà em xả 85. Vàng 4 tà 85 mọi người. Một con đen chấm bi. Đen cho em họa tiết bi nè mọi người. Đen họa tiết bi. Con này XL lên mã đen đi. Mã đen cho em XL mọi người nhá. Eo 80 đổi lại mặt vừa lên mã đen. Đen 70k cho em mọi người nhá. Đen 70. Phan Thị Thu Anh hở chốt hàng kèm số cho em chị. Ủa sao chốt nhiều size vậy? Cái đấy size M nhá. Các chị nghe đủ nghe. Nghe kỹ size rồi hạn chốt nha mọi người. Chốt đúng size giúp em nha. Rồi đen ạ, à, mã đen 70. Đen 70k lên cho em là mã đen 70. Đen em xả 70 các chị ơi. Lên mã đen giúp em 70k đen. Đen 70. Rồi mà con này hồng động trên set mặc vừa lên mã hồng động. Hồng động set nhá. Rồi đen Trang Nguyễn này. Đen Trang Nguyên. Đen Trang Nguyên này. Rồi hồng động cho em mọi người xả 45k lên mã hồng động. Hồng động 45 mọi người ơi, sẽ ép chốt nha. Lên cho em là mã hồng động 45k. Hồng động sẽ ép 45 mọi người ơi. Áo nam này, nam xanh. Trời ơi, cổ họng đau. Nam xanh và đi size từ 80kg luôn. Cái này chỗ sẽ to luôn đó mọi người. Này nam to luôn các chị nha. 100kg được luôn ấy. Rồi nha, lên cho em là mã nam xanh mọi người ơi. Nam xanh cái này từ 70kg, 60kg độ lên này. 60kg độ lên mặc ok cho em nhá. Lên mã nam xanh. Mã nam xanh mọi người ơi, xả 30k lên nam xanh giúp em 30. 56kg hả? Mặc XL đi chị Phan Thị Thu Anh ơi. Chị 56kg lận mà. Nam to chế ly à, 30 thôi, 30k chốt được đơn. Em hết nam xanh. Rồi cách tân cho em là mọi người, con này cưng này. Cách tân Phan Thị Thu Anh chốt XL nha. Rồi à, con này chị nào chốt comment cho em là mã cách tân 39k sẽ S mặc vừa. 40-48kg mặc vừa lên mã cách tân. Cách tân 39. Cách tân 39 này. Em còn một con nam vàng. Nam vàng cho em mọi người. Cái này tầm 80 này, 80-85kg đổ lại. 80-85kg đổ lại lên nam vàng. 30k nam vàng luôn. Nam vàng xả 30 luôn các chị ơi. Lên nam vàng 30k nam vàng. Nam vàng xả cho chị 30 luôn mọi người ơi. Nam vàng 30. Rồi một con này gấm cho em nha mọi người. Gấm này. Gấm hồng cho em sẽ ép mặc vừa mọi người. Lên mã gấm này. Gấm này xả các chị 40k thôi. Lên cho em là mã gấm hồng 40. Gấm hồng sẽ ép 40k mọi người. Lên mã gấm 40. Gấm cho em 40k mọi người ơi. Gấm 40. Nam vàng trần nguyện khắc nặng. Ok chị. Em còn gấm hồng đó mọi người. Em còn gấm hồng. Trời ơi. Đen này. Đen này, hoa này. Rồi con này cho em mọi người dành cho chị nằm size M thôi. Size M. Eo 72 đổi lại mặc vừa nha. Lên cho em là hoa đen. Eo 72 mặc vừa chốt comment hoa đen. Mọi người xả các chị 50k. 50k lên mã hoa đen. Cổ là có kết đá như này là mọi người rất đẹp luôn. Rồi hoa đen nha, mã hoa đen. Hoa đen đã xả 50. Hoa đen 50. Hoa đen cho em 50k mọi người đây này. Cách tân này lấy theo ok 39.000 thôi. Cách tân 39k. Hoa đen này hàng thanh lý đó chị ơi. Hoa đen hàng thanh lý nha chị. Cái nào mà 50k đổ lại là hàng thanh lý nha. Rồi ạ, à, hoa đen cho Trần Nguyễn khách đằng đi. Rồi con này chị nào chốt comment cho em nha mọi người. Cách tân, cách tân 39. Cách tân 39k mọi người lên mạng cách tân 39.000 cách tân nha. Chúc Mai lên số đi chị ơi. Cách tân nha. Chúc Mai chốt hàng kèm số. Đỏ kim xa em xả các chị 30k. Xoay mỡ xa S thôi. 40-48kg mặc vừa lên kim xa đỏ. 40-48kg mặc vừa lên cho em là kim xa đỏ em xả 30. Kim xa đỏ xả các chị 30k mọi người lên mã kim xa đỏ 30. Kim xa đỏ 30k kèm chốt từ 2-3 áo chị ơi. Xanh. Thôi xanh này em xả luôn các chị 40k nhá. SM mặc được. SM mặc được em xả 40.000. Lên cho em là mã xanh xả 40. Xanh cho em 40k kèm số điện thoại các chị ơi. Lên mã xanh 40k. Hoa đen hỏi em hết lâu rồi chị. Em hết hoa đen rồi. Rồi lên cho em là mã xanh đây mọi người. Xanh 40k xanh. Xanh 40. Kim xa đỏ hả? Sao mà vừa chị Kiều Vi. Cái đấy xanh S mà 48kg đổ lại. Rồi ạ, à, lên cho em là xanh mọi người, xanh 40, Ngọc Anh một áo này.
xanh 40 cho Ngọc Anh một áo em còn nhá. Xanh em còn mọi người. Mã xanh em còn nha. Rồi hồng trơn. Con này lên mã trơn. Rồi ạ, trơn. Trơn này dành cho chị đang mặc xã S. Rồi ok chị nhá. Rồi SM cho chắc chắn nhá. Chắc dùm là cho chắc chắn cho em mọi người. Không có xuống like không xả đơn nhá. Rồi S này các chị. Con này SM thôi này. SM thôi, S thôi. 48kg độ lại thôi lên mã trơn. 48kg độ lại lên trơn giúp em mọi người, xả 39k trơn. Trơn em xả 39. Mã trơn em xả 39 các chị ơi, cho comment trơn giúp em nha, 39k. Chấm lên tương tác nha. Trời ơi cái con này xinh chưa mọi người, gấm này. Một con gấm trắng cho em mọi người. Con này ạ, à, xả rẻ cho mọi người luôn nhá. Gấm trắng này. Xả S thôi. Chị nào 48kg độ lại mặc vừa lên cho em là gấm gấm trắng 70k. 70k gầm trắng giúp em, con này không đẹp em không lấy tiền các chị luôn này. Xuất sắc luôn. Đẹp lắm luôn. S nha chị ơi. S thôi. 40 tới 48 kg thôi nhá. Rồi gầm trắng cho em 70k, chị nào chốt con này chốt chắc chắn giúp em nha mọi người. Rồi ạ, à, gầm trắng cho em 70 thôi. Thôi chị ơi. Rồi không lấy được đâu, không lấy được đâu chị. Gầm trắng á chị Ngọc Anh. Gầm trắng Ngọc Anh, gầm trắng Ngọc Anh. Rồi một con xanh của bác. Giảm cân đi chị, mua về có động lực để giảm cân. Rồi con này cho em mọi người xanh coban này, xanh 4 ta. Út Hồng ơi, cái hoa đen thì không được nha. Hoa đen chị chắc sao rồi ạ. Rồi tùy, nói chung là tùy chị Ngọc Anh nhá. Cọc cạc hoặc là chuyển khoản đều được nhá. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người xanh 4 ta, 79k, con này sẽ S mới tinh luôn. Xe S cho em mọi người nhá, lên xanh 4 ta. Thì nhắn tin vào trang page ơi. Nhắn tin vào đấy cho em đi chị Ngọc Anh ơi. Nhắn tin vào cái trang page online đi chị. Rồi ạ, à, lên cho em là xanh 4 tà, 79k lên xanh 4 tà giúp em. À, cách tân là em cần nhiều chị, cách tân em cần nhiều lắm. Không, cái này nó khít chị dịp luôn đó trời. Nó không có nới được đâu. Đây, từ từ nha, để em lên cho các chị này. Em chưa chốt đâu chị ơi, em để chị dồn đơn đấy. Rồi. Con này ạ, à, size M một con đỏ trơn mới em xả 30. Đỏ trơn size M xả 30 các chị ơi. Rồi lấy kim sa rồi nha. Em lấy em bảo vô cho chị đầu kiểu Vi ơi. Rồi lên cho em là đỏ trơn 30 mọi người. Đỏ trơn 30 cái đấy thanh lý, hàng thanh lý chị Trang Nguyên ơi. Rồi nha, lên cho em có để đỏ trơn mọi người. Đỏ trơn xả 30k size M chốt. Size M chốt cho em mọi người nha. Đỏ trơn 30, đỏ trơn 30k mã đỏ trơn. Đỏ trơn 30 nha. 2XL màu đậm hả? Ok. Rồi em chào chị Nguyễn Hiền. Rồi cái này ạ, à, dành cho chị nào mặc size S thôi này, lên hồng đá cho em. Hồng đá xả có chị bận bộ 39k đi. 39k lên mã hồng đá cho em mọi người nhá. Sẽ thì chốt nhá. 40 tại 48kg này. 40 tại 48kg mắc vừa lên hồng đá em xả 39. Hồng đá em xả 39k lên cho em là mã hồng đá 39. Hồng đá 39k. Giao hàng xoay mẫu. Trời ơi chị ơi, trước khi mà em giao hàng chị là em phải gọi điện chốt đơn trước và em mới giao hàng á. Các chị đừng có nói em giao xoay mẫu hay là giao hàng thế nào. Mà các chị phải xem là em xuống like bên Hồng, em chốt trên này nè. Thúy Trần kèm số điện thoại. Đỏ trơn Linda Linda. Mọi người cố gắng chốt đủ đơn nha mọi người. Đơn hàng 80k đổ lên giúp em nha. Hồng đá hả? Hồng đá của chị nào á? Hồng Thúy Trần kèm số cho em. Thúy Trần kèm số nhá. Rồi con này ạ, à, chị nào mặc size L lên mã hoa đỏ. Hoa đỏ cho em mọi người. Hoa đỏ này okay, size chị 75k này. Này chốt 70. Đủ đơn nha. Rồi 75.000 lên cho em là hoa đỏ mọi người ơi. Con này size M size L. Size L chốt cho em nha mọi người, eo 76 mắc vừa lên cho em là mã hoa đỏ. Hoa đỏ cho em 75k. Hoa đỏ 75 các chị ơi, lên mã hoa đỏ cho hoa em. Hoa đỏ cho Lâm Nguyễn. Hoa đỏ size L Lâm Nguyễn này 75.000. Ok. Rồi. Lam hay gì đấy? Lam hả? Hết đỏ rồi nha. Lam hay Lâm gì đó. Hoa đỏ em hết rồi, em hết hoa đỏ. Rồi ạ, à, con này thổ cẩm cho em mọi người. Thổ cẩm sẽ S mặc vừa. 40 tại 48kg này. 40 tại 48kg mặc vừa lên cho em con này là thổ cẩm. Hết hoa đỏ nhá. Rồi lên cho em là thổ cẩm mọi người ơi, 70k. 70.000 sẽ S cho em mọi người nhá. Lên thổ cẩm 70. Thổ cẩm cho em 70k, lên mã thổ cẩm cho em nhá. Thổ cẩm 70. Cam này các chị. 2XL lên cam. 2XL eo 85 đổ lại cho em mọi người nhá. 65kg đổ lại eo 85, chị nào chốt comment cam. Mã cam cho em mọi người nhá. Cam eo 85 xả 70. Rồi Trang Nguyên này, Trang Nguyên thổ cẩm này. Ok. Rồi em còn cam mọi người. Em còn cam các chị ơi, cam 70k cho comment cam giúp em nhá. Cam 70 là 2X. Cam là size 2XL mọi người nhá. Cam 2X cho Trang Nguyên. Cam 2X Trang Nguyên luôn này. Ok chế này. Thủy Trần sao mất rồi. Rồi em còn sót một con váy nữa mọi người. Váy này chị nào tầm 55 60kg độ lại.
60kg đó lại, các chị mà ok lên mã váy cho em xả các chị 60k luôn. 60k lên cho em là mã váy mọi người. Váy này là váy mới nhá. Rồi ạ, lên cho em là mã váy, các chị có 3x luôn mọi người. Có size 3x luôn. Váy cho em chị nào 60kg đổ lại các chị mà ok nhá. Váy 60k mã váy giúp em ha. Rồi. Trắng môi à? Trắng môi là size S đó chị. Size S chị. Váy cho chị Nguyễn Hương. Váy Nguyễn Hương này. Có đơn cho ta hình như chưa? Có rồi. Ok, váy 60 Nguyễn Hương. Rồi con này ạ, trắng cho em mọi người size S và vừa. Trắng này em xả các chị 30k thôi. Mã trắng này em xả 30 thôi mọi người. Chị nào cho chốt này comment trắng giúp em. Trắng 30. Trắng 30k cho em size S mặc vừa mọi người ơi, lên mã trắng cho em nhá. Trắng 30. Trắng size S 30 các chị ơi, lên váy hết nha. Em hết váy rồi. Cái môi kia là 4 tà size S đó chị. Đây này. Môi 4 tà size S 79k. Riêng cái mẫu này xả 79 là mọi người. Và em hết nha. Đây nha chị Ngọc Anh ấy, lấy theo ok nhá. Đấy, lấy theo ok 79k size S mặc vừa là hàng 4 tà nhá. Rồi ạ, à, con này lên cho các chị một con này hồng trơn size S mặc vừa luôn. 40-48kg luôn các chị ơi, lên mã hồng trơn, xả 39k hồng trơn. Hồng trơn lên xả 39 mọi người, lên cho em là mã hồng trơn 39k. Hồng trơn 39k lên mã hồng trơn cho em nha. Bạc 73kg hả? Lấy môi ok Ngọc Anh này. Môi cho Ngọc Anh một áo này. Đây em lên xanh này cho các chị này. Xanh thì đây. Là cái xanh này này đúng không? Size S này. Xanh cho em mọi người, size S này cái form hơi bị đẹp luôn mọi người nhá. Form này hơi bị đẹp luôn này. Size S mặc vừa chị nào 48 kg đổ lại. Đúng rồi, nhắn tin chị. 40-48 kg chị nào mà có đơn mọi người nhắn tin vô cho em nhá. Rồi lên cho em là mã này, xanh mọi người 70k cho comment xanh giúp em. Xanh em xả 70 mọi người nhá. Size S thì chốt này, 48 kg đổ lại lên mã xanh 70. Xanh 70 cho em các chị ơi, lên mã xanh 70k xanh. Xanh 70. Đây cách tân đây, chị nào hỏi cách tân đây. Xanh S 70 Trang Nguyễn một áo đây. Đâu được cái trong bọc rồi ta. Bắt đầu đây. Rồi Trang Nguyễn một áo xanh. Đặt hàng 4-5 hôm rồi mà chưa thấy hả? Trăm Thùy hả? Trăm Thùy. Cách tân đỏ. Size S mặc vừa lên cho em là cách tân đỏ. Em xạ 39. 39k lên cách tân đỏ cho em nha. 3XL em có mọi người. Em ơi có áo dài màu hồng 58 cân hả? Có luôn mọi người nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người cách tân đỏ. Cách tân đỏ em xạ 39. Chị nào chúc comment cách tân đỏ 39k. Cách tân đỏ 39. Cách tân đỏ Trúc Mai. Cách tân đỏ Trúc Mai. Con này cách tân hồng cho em mọi người. Chắc đủ đơn nha mọi người. Size L. Size L đổ lại mặc ok này. Không, cái này M thôi. M thôi mặc phong xuông nhá. Size M lên cách tân hồng 39k cách tân hồng. 39.000 lên cách tân hồng giúp em mọi người nhá. Cách tân hồng 39. Rồi cách tân đỏ em hết rồi. Cái đấy còn không ta? Cái cách tân đỏ hồi nãy á. Em hết rồi sao ạ? Rồi nha, con này lên cho em là cách tân hồng 39k. Hồng cho Thủy Trần. Cách tân hồng cho Thủy Trần. Ok. Con này ạ, à, lên hồng theo cách tân luôn. 39.000 lên hồng theo. 39k cho comment hồng theo cho em đi mọi người. Hồng theo em xả 39. Hồng theo 39 xả S luôn các chị nhá. Lên mã hồng theo 39k hồng theo. Hồng theo 39k kèm số điện thoại lên hồng theo giúp em. 39k hồng theo. Cái xanh của Trang Nguyên. Hồng đấy của Thủy Trần. Cách tân đỏ Trúc Mai. Hồng theo Thủy Trần luôn. Hồng theo Thủy Trần luôn. 39 hết ạ. Rồi ạ, xanh hả, xanh mờ, xanh nào chị ơi, xanh nào chế. Rồi con này cho em mọi người, cách tân trắng này, này FM á mọi người. Con này sẽ FM. Lên cho em là mã cách tân trắng đi. Cách tân trắng cho em xả 39k luôn mọi người nhá. FM nó hơi nhăn xíu thôi, về mọi người giặt ủi là ok nhá. Đẹp, hơi bị đẹp luôn, để hàng lâu nó nhăn lắm mọi người. Em xả các chị 39k lên cách tân trắng cho em nhá. Cách tân trắng cho em 39.000 mọi người, lên cách tân trắng đi ạ. Áo dài hồng 58 cân. Rồi. Trắng Trúc Mai. Trúc Mai một áo này, em còn nha mọi người. Cách tân trắng em còn, chị nào chốt thì comment lên mã cách tân trắng cho em nha. Đây, hồng. Hồng này, này mờ. Con này size mờ lên cách tân hồng. Cách tân hồng cho em size mờ mọi người, em xả 39k luôn. 39k lên cách tân hồng size mờ. Cách tân hồng size mờ 39, các chị ơi lên mã cách tân hồng size mờ 39k. Cách tân hồng size mờ 39. Mờ lên con này xanh thêu. Xanh theo cho em mọi người. Trời ơi, chị Phan Thị Thu Anh chị sau luôn á. Chị là người sau cùng luôn á. Cách tân trắng Trần Nguyễn Cát Đằng một con này. Cách tân hồng cho Thủy Trần này. Ok. Này trắng này, Trần Nguyễn Cát Đằng này, 39k. Rồi à, con này lên cho em là xanh theo mọi người. Vải lụa chi phong đây này, hồng Thủy Trần 39 luôn.
Rồi ạ, à, xanh theo mọi người nhá, xả các chị 80k lên mạng xanh theo. Mã xanh theo em xả sắm 80k cho Trang Nguyên này. Xanh theo size M 80 cho Trang Nguyên. Ok chị. Rồi. Em lên cho các chị một con này hồng. Hồng con này hoa nổi. Hồng này xả các chị 45 luôn, sẽ ép mặc vừa lên mạng hồng 45. Hồng cho em 45k mọi người ơi, lên cho em là mã hồng nhá, 45.000 mã hồng. Hồng xả các chị 45 mọi người ơi, chốt comment hồng cho em 45k hồng. Hồng 45k kèm số điện thoại mọi người nhá, chị nào sẽ ép chốt nhá. Ép mặc vừa chị nào mà chưa đủ đơn mọi người cố gắng chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Rồi lên hồng đi ạ, à, mã hồng có độ co giãn không hả? Hàng gấm không co giãn đâu, chị chốt đúng size đi. Mọi người chốt đúng size các chị mặc vừa y nha mọi người. Rồi lên hồng này, hồng 45. Hồng 45 các chị ơi, lên mã hồng thường hàng thanh lý không có độ co giãn đâu các chị ạ. Trời ơi, một con hồng đá mọi người, này hàng bom về chứ còn đâu mà bán cho các chị này các chị. Đây nha, con này size M mọi người, size M. 50kg đỏ là eo 72 các chị mặc ok nhá. Lên cho em là hồng đám xả 90k luôn. 90.000 mọi người nha, hàng đá này là đá mới luôn này. Đấy, size M các chị thấy không ạ? Rồi lên cho em là mã hồng đá mọi người 90k. Size M chốt nha, eo 72 đổ lại các chị mặc vừa. Trời ơi, cái màu này không đẹp, không lấy tiền các chị luôn á. Lên hồng đá em xả 90 luôn. 90k giá này là giá dưới giá nhập luôn á mọi người nha. Em còn là mã hồng đá. Hồng đá mọi người nha, hồng đá 90. Hồng đá 90, rồi em cảm ơn chị Tân Hoàng đã là người chia sẻ này. Rồi em lên cho các chị về một con hồng theo tay bồng, con này 2XL. 2XL lên cho em, con này là mã theo. Mã theo 2XL mọi người nhá, đúng mã cho em là mã theo. Em đọc mã nào các chị ưng là chốt mã đấy giúp em nhá. Rồi hồng đá em chốt Ni Oanh này, hồng đá chốt chị Ni Oanh. Hồng đá 90k em chốt cho chị Ni Oanh này, ok. Rồi ạ. À. Rồi lên cho em cái này mọi người nhá. Mã theo đúng mã cho em 2XL, eo 85 đổ lại. Eo 85 đổ lại mặc vừa Ni Oanh. Ni Oanh như bây giờ mình có đơn hay sao á. Rồi ạ, à, lên theo cho em mọi người theo nhá. Theo em xả 50 thôi. 50k lên mã theo. Trời ơi, nghĩ sao con theo tay bồng theo hoa như này mà xả có chỉ có 50k mọi người. Nha. Hồng đá em hết rồi, hồng đá của Ni Oanh cả. Rồi theo Phạm Thị Thu, chỗ nào kèm số cho em chị Phạm Thị Thu này. Theo 2XL Phạm Thị Thu kèm số đi mọi người, vài chốt đủ đơn từ 2 áo giúp em nha các chị ơi. Chốt từ 2 áo nhá. Rồi ạ, à, theo này, theo còn M 43 cân là cách tân mặc được các chị ơi. Theo còn M này mọi người, con này lên mã 02. Đúng mã cho em là mã số 02. Ok Phạm Thị Thu chốt đủ đơn cho em nha mọi người cái kia. Không. Rồi ạ, à, lên cho em mọi người ơi, mã 02 đi, 50k mã 02. 02 em xả 50 vàng, là size M. Vàng hoa nhí hả? Cái 4 tà đó là. Đây size M chị. Vàng nhí 4 tà cho em size M nha mọi người. 4 tà xả các chị có 85k thôi. 85.000 thôi mọi người ơi, lên cho em con này là mã hoa vàng đi. Hoa vàng là hàng 4 tà. Hoa vàng hàng 4 tà xả các chị 85k thôi mọi người nhá. 85.000 lên cho em là mã hoa vàng. Hoa vàng 85 các chị ơi, mã hoa vàng. Đây. Trời ơi, nguyên một cục cách tân này, màu hồng sen. Nha, chị nào mà thích quần màu này bên em có luôn, 19k một quần màu như này. Các chị mặc về áo cách tân á mọi người, quần các chị cắt lên đây cho em một chút xíu là các chị mặc vừa đẹp luôn nhá. Rồi em còn là mã hoa vàng mọi người ơi, em còn hoa vàng, em còn hồng 50 luôn. Hoa vàng dạ không, 58kg chị phải mặc XL đi chị mít ướt. Cách tân cho em mọi người, lên cho em là cách tân đi. Mã cách tân cho em xả luôn cho các chị ạ, 39k. 39k lên cách tân cho em mọi người nhá. Sẽ ép thôi, chỉ nào 48kg đổ lại. 40-48kg đổ lại mặc vừa nhá. Lên cho em là mã cách tân, 39k cách tân. Hồng sen hai cài Thúy Trần. Chị nào gửi khách mới đơn 400.000 đổ lên cọc nhá. Đó, hai cài cho Thúy Trần. Rồi ạ, có gấm không em? Có chị ơi. Hồng sen này cách tân em còn hai áo luôn. Cách tân còn hai áo luôn mọi người nhá. Rồi xanh, có hai áo luôn này. Lên cho em là mã xanh. Xanh này chị nào sẽ ép luôn nhá. 40-48kg lên mạng xanh. 40-48kg mặc vừa cho comment xanh cho em mọi người nhá. 39 con này em xả 30 đi. 30k lên xanh cho em mọi người nhá. Xanh xả 30. Xanh 30.000 mọi người ơi, lên mạng xanh 30 nhá. Màu gì 2X nữa không hả? Còn nhiều lắm chị. Rồi con này xanh đà cho em mọi người size L. Một con xanh đà size L các chị ơi, size L. Size L. Eo 76 đậu lại mặc vừa nhá. Cho chị xem, cho xem áo dài hồng sen với áo nào chị ơi. Rồi con này lên cho em là xanh đá mọi người. Hàng này cho em tay bồng này, xả các chị 90k xanh đá cho em. Xanh đá cho em 90k kèm số điện thoại nhá. Chị đang size L chốt.
Size L cho em eo 76 mặc vừa mọi người ơi. Lên cho em là xanh đá nhá. Xanh đá xả các chị 90k thôi. Lên cho em là xanh đá 90. Trời ơi quá đẹp luôn mọi người. Xanh đá 90 chưa? Chưa. Rồi xanh đá 90 các chị ơi. Xanh đá 90 gấm 60kg em không có chị. Không có gấm 60kg đâu trời ơi. Đây ạ. Và cách tân vàng cái này chị nào S luôn. S mặc vừa. Xanh đá 90 cho Linda. Linda dồn đơn này. Ok. Rồi ạ, các này chị nào này, size S mặc vừa nhá. Lên cho em là cách tân vàng, xả các chị 39k, có hai áo thôi. Hai áo thôi mọi người nhá. Lên cho em là cách tân vàng, xả 39k. Cách tân vàng 39 chị chưa bỏ bọc đâu. Cái đạo trơn hồi nãy, 30 quá. Rồi, lên cho em này mọi người, chốt comment cho em là mã cách tân vàng. Cách tân vàng cho em mọi người nhá, 39k. Cách tân vàng 39, cái nào nhớ thì nhớ, mà không nhớ thì không nhớ luôn. Ghê không? Rồi nha, em còn cách tân vàng 39 các chị. Hoa cam này mọi người, con này hàng mờ nhá, XL. XL lên mã hoa cam xả 60 luôn các chị nhá. Lên cho em là hoa cam 60. Con này hàng mờ XL chốt nhá. Eo 80 mặc vừa. Eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Lên cho em là hoa cam mọi người ơi. Hồng sen 4 cái luôn đi em. Ờ, chị xem lại cái. Đây này chị. Đây nha, lấy 4 áo luôn thì ok cho em Thủy Trần. 48kg đổ lại thôi nhá. Nhớ kỹ giúp em nhá. Nghe kỹ size giúp em nhá. S thôi, 48kg đổ lại thôi. Lấy thì ok nhá. Hoa cam 60 Trần Nguyễn Cát Đằng. Hoa cam 60 cho Trần Nguyễn Cát Đằng. Ui, hoa đỏ này còn mờ. Hoa đỏ mờ em còn. Hoa vàng. Hoa vàng là cái nào chị? Hạt cát hả? Cái này hả? Cái này đúng không chị? Hạt cát ơi. Lấy thì ok nhá. Lấy thì ok, ok này. Ok chị Thúy Trần này. 4 áo luôn. Lấy thì ok cho em con này như chị hạt cát nhá. Lấy thì ok. Rồi hoa đỏ M75. Hoa đỏ size M75. Các chị ơi lên hoa đỏ M cho em 75k. 75.000 lên cho em là mã hoa đỏ. Ok, hạt cát này. Hoa đỏ size M75 các chị ơi. 85 đúng. Đúng rồi, này 85 này. Rồi ạ, à, lên cho em con này hoa đỏ cho em mọi người. Ối lại vứt móc đi xuống. Rồi nha, lên cho em là hoa đỏ 75 size M chốt này, size M eo 72. Size M eo 72 lên hoa đỏ cho em nha, 75k. Size M eo 72 lên hoa đỏ, 75k hoa đỏ. Hoa đỏ 75 Hà Thị Hoài hả? Cái đấy M nha chị ơi, chị Hà Thị Hoài ơi, size M nha, eo 72 thôi. Hoa vàng hết rồi. Hết hoa vàng. Hoa đỏ 75 cho Trần Nguyễn Cát Đằng. Trần Nguyễn Cát Đằng. Các chị chốt cho theo size của mình nha. Còn chị nào mà lấy cho người này người kia thì phải nói là lấy cho người này người kia nha. Để em biết đường em chốt nha. Chứ không là chứ còn bên em chốt hàng kỹ lắm á. Chứ không có chốt hàng tùm lum đâu. Rồi em lên hoa tím cho mọi người size M. Hoa tím size M70. Trời ơi đẹp chưa. Hoa tím size M cho em 70k lên hoa tím M70. Hoa tím size M70 nhá. Hoa tím M70. Áo dài có cổ hả? Có chị ơi. Xanh theo, con này dành chị nằm sẽ thôi. 40 tờ 48kg mặc vừa lên xanh theo. 40 tờ 48kg mặc vừa lên cho em là mã xanh theo mọi người nhé. Xanh theo xả các chị ạ, 45k lên xanh theo giúp em. Xanh theo xả 45 mọi người ơi, lên xanh theo giúp em. 45k mã xanh theo. Hoa tím size M thôi, cái này hàng này sai nha. Đọc eo chị ơi, size S là eo 68 nha. Size M 70-72 L 75-76 nha. S này, S cho em mọi người 40 tờ 48kg lên cho em là mã kim sa. Kim sa xả các chị 30k thôi, lên cho em là mã kim sa 30. Kim sa xả 30 các chị ơi, lên mã kim sa nhá, 30k kim sa. Kim sa xả các chị 30k mọi người ơi. Lên mã kim sa giúp em. Mấy cái con màu nu này nhiều này, này trơn. Nu trơn này sẽ thôi. 40 tờ 48kg lên cho em là mã trơn. 40 tờ 48kg lên mã trơn cho em mọi người nhá. Trơn 39k trơn. 39k lên cho em là mã trơn mọi người ơi. Mã trơn em xả 39. Mã trơn em xả 39 các chị ơi, lên mã trơn giúp em nhá, 39k. Rồi một con này màu xanh ngọc hàng đá cho em mọi người, con XL. XL cho em mọi người ơi, 60kg đổ lại eo chị là 80. Eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Lấy chị màu đỏ trơn. Làm gì có đỏ trơn. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người ơi, mã xanh đá đi. Xanh đá 90k kèm số điện thoại nhá. Lên xanh đá giúp em XL chốt nhá. Eo 80 đổ lại các chị mặc ok. Lên cho em là xanh đá 80 90. Xanh đá 90k. Đấy hoa đỏ L đây chị nào, hoa đỏ này. Kim tuyến ngô hả? Trời đau quá. Xanh đá cho kim tuyến ngô. Xanh đá kim tuyến ngô. Rồi ạ, hoa đỏ cho em xanh L đi mọi người. Hoa đỏ L 70k. Hoa đỏ cho em xanh L 70. Hoa đỏ size L 70k các chị ơi, hoa đỏ L 70. Hoa đỏ size L cho em nhá, 70k. Xanh đá hết rồi nha. Hết xanh đá đâu. Hết xanh đá đó. Rồi con này xả 20.000 lên cho em, con này là mã tay ngắn đi. Tay ngắn cho em mọi người nhá, size M.
tay ngắn size S mờ mặc được á. Đỏ hay hồng sen size S. Từ từ em lên chị. Rồi nha, con này chị nào chốt này comment cho em là tay ngắn đi, 20k mã tay ngắn. Tay ngắn cho em 20, các chị ơi lên tận chạy cho em là mã tay ngắn 20k mã tay ngắn nhá. Tay ngắn 20 cái nào? Đây hả? Không, cái viền viền này. Đây hả? Mày màu trắng này, trắng gấm. Đau phanh đi. Trắng gấm cho em người S thôi. S mặc vừa lên cho em là mã trắng này. Size S mặc vừa chốt comment trắng giúp em mọi người nhá. Trắng em xả 40k thôi. 40.000 lên cho em là mã trắng các chị ơi, trắng xả 40. Trắng cho em 40k cành số điện thoại mọi người nhá. Lên cho em là mã trắng, 40k trắng ha. Trắng 40 nha mọi người, trắng 40. Một con này, trời ơi, bữa trước bán 100.000 á. 2XL lên họa tiết. 2XL cho em con này mọi người nhá. Lên mã họa tiết xả 70k. 70k chị nào chốt comment họa tiết cho em nha, họa tiết em xả 70. Họa tiết xả các chị 70k mọi người ơi, lên mã họa tiết cho em nha, 70.000. 70k chốt thì comment họa tiết cho em nhé. Con size M đó chị ơi, hàng gấm nó họa tiết hoa đỏ cho Hà thì hoa. Không, L mà. Này L. Cái này size L chị ơi. Cái này size L. Size L á. Rồi, hàng gấm là toàn size S thôi chị ạ. Họa tiết cho em mọi người nhá. Hãy cái L chốt họa tiết cho em. Rồi nam vàng em còn một áo đây các chị, áo nam vàng size tầm 80 kg đổ lại, lên mã nam vàng 30k. Nam vàng xả 30 các chị ơi, lên cho em là nam vàng 30.000. Size nhỏ không à. Giờ toàn size nhỏ không á mọi người. Rồi ạ, lên cho em là nam vàng 30.000, 30k nam vàng cho em. Nam vàng 30 mọi người, nam vàng 30k. Nam vàng 30 kim tuyến ngô. Kim tuyến ngô, ok chế. Nam cho kim tuyến ngô, em hết áo nam rồi. Không biết còn cái nam nào không. Hoa này mọi người. Hoa này dành cho chị nam nào size S, M để em mặc lên. Nam vàng hả, để em coi nha. Rồi, S thôi các chị, S thôi lên mã hoa. Mã hoa cho em size S mọi người ơi. Họa tiết Mai Ngọc này, họa tiết chốt chị Mai Ngọc. Chốt đủ đơn nha các chị ơi, chốt từ hai áo cho em nha. Chốt từ hai áo giúp em mọi người. Toàn còn không ạ? Rồi ơi, nhiều, toàn nhiều chị ơi. Rồi, họa tiết này của chị Mai Ngọc. Rồi, con này lên mã hoa cho em mọi người nha. Hoa size S 70. Hoa size S xả 70k mọi người ơi, lên mã hoa S 70. Trời ơi, nam đỏ nè. Nam đỏ xả các chị ạ, 30k luôn đi, lên nam đỏ. Nam đỏ 30 mọi người ơi, lên mã nam đỏ cho em nhé, 30k. Nam đỏ 80 kg đổ lại mà ok, lên nam đỏ xả 30. Nam đỏ xả các chị 30k nam luôn vàng. Mọi người. Nam vàng có. Nam đỏ, chị tìm cho chị một tên nam vàng đi em hả, em không biết là còn không với chị để em coi. Rồi nam trắng cho em này mọi người. Trời ơi, vải nam đỏ đẹp. Thúy Trần. Nam đỏ cho Thúy Trần. À, 30 luôn, xả quá. Chị Trần ơi, chị mà chốt nhiều chị phải cọc cạc nha. Chị cọc cạc thì em mới chốt tiếp nha. Rồi nha, con này ạ, chị nào này tầm chị nào này áo nam này size tầm 80 kg đổ lại luôn cho em mọi người nha. Nam trắng con này vải hơi bị đẹp luôn, xả 40k. Lên nam trắng 40. Nam trắng này 40 nha mọi người. Nam trắng 40k. Nam trắng xả các chị 40 mọi người. Lên nam trắng cho em 40.000 nha. Chị nào mà đồng ý cọc cạc ok thì em mới chốt tiếp nha. Chứ còn không em dừng lại á, chốt nhiều rồi. Xuống mai không cọc cạc đâu. Rồi các này cho em mọi người áo mẹ này size M. Áo mẹ cho em size M. Nam trắng cho Thúy Trần, ok Thúy Trần. Rồi ạ, các này lên cho em áo mẹ đi mọi người. Áo mẹ cho em size M. Mã mẹ size M xả các chị ạ, 49k. Lên mã mẹ cho em mọi người nha. Mẹ size M 49. Tiếp theo học Vina chị nha. Rồi ạ, lên cho em ạ, mã mẹ mọi người. Thì nhắn tin vào trang page để giúp em đi chị ơi. Mã mẹ cho em 49k, mẹ 49. Thì nhắn vào trang Trần Thị Huệ shop giúp em nha. Mã mẹ 49 mọi người. Cái này là cái gì đây? Cái cách tân này, à áo cách tân. Áo cách tân cho em mọi người, cái này chị đọc S thôi. Áo cách tân cho em mọi người nhá, lên mã cách tân. Cách tân cho em mọi người nhá, cách tân xả các chị 30k thôi, lên mã cách tân 30. Cách tân này xả có chị 30k mọi người ơi. Cắt đằng lấy nam phải không? Đây em còn nam này chị cắt đằng. Trần Nguyễn cắt đằng thôi, em còn nam này chị lấy thôi, ok em xả luôn chị 30k luôn này. 30k luôn nhá. Lên lấy thì comment cho em là nam ạ. Okay. Chị nhắn tin vào trong page á, có người chết nha chị ơi. Lấy thì ok cho em như chị Trần Nguyễn cắt đằng nhá. 30k luôn. 30.000 nha mọi người. Cam này. Em lên cho mọi người một con cam trơn. Cam này dành cho chị nào mà size S luôn. 40-48 kg mắc vừa lên cam. 40-48 kg mắc vừa lên cho em là mã cam mọi người nhá. Cam. Rồi cam này xả các chị 39k. Con này trơn lên xả 39 nhá. 39k lên cho em là mã cam mọi người ơi. Mã cam 39.
Mã cam 39 nha các chị ơi, lên mã cam 39 ca cam. Đó, đây, đây, cách tân đây. Cách tân đây mọi người, chị Trúc Mai này chốt đủ đơn nha. Cách tân vàng. Cách tân vàng chị nào sẽ ép nha, 40-48kg. Rồi, có cam. Rồi, hồi nãy chỉ có một cái nam vàng rồi. Cam đấy sẽ ép nha chị gì? Không phải CM đâu chị nhá. Olivia Su. Rồi nha, lên cho em có đẹp cách tân vàng. Phạm Khánh hả? Hết rồi. Đấy. Nam vàng thôi, nam đỏ nên chưa có lên. Rồi nha mọi người, con này cho comment cách tân vàng 39k cách tân vàng. Cách tân vàng xả 39 đây, áo nam đỏ thì em còn con này nó hơi nhăn xí về mọi người ủ nhá. Rồi xả luôn các chị 30k lên nam đỏ. Nam đỏ em xả 30. Không có cặp đâu chị ơi. Nam đỏ 30 các chị ơi, lên nam đỏ cho em nhá. 30k, nam đỏ 30. Nam đỏ 30 không có cặp đâu chị. Nam đỏ 30. Nam đỏ 30, nam đỏ 30. Vàng này các chị ơi, mã vàng này hư khóa này. Ok vàng hư Phạm khóa này. Ok Phạm Khánh. Bao nhiêu hết? Cam Thùy Linh. 30 hết. Rồi, cam của Thùy Linh chốt đủ đơn. Rồi con này cho em mọi người lên vàng đi, vàng này á, hư khóa. Sau đây mọi người con này lên hư khóa em xả các chị 20 thôi. 20k lên mã hư khóa cho em mọi người. À, Phạm Khánh này chốt đủ đơn luôn cho em chị ơi, chốt đủ đơn nhá. Hư khóa xả các chị 20k mọi người sẽ ép chốt nha, lên mã hư khóa 20. Về nào. Thay dây khóa cho em là ok là nha. Cái tân vàng Mỹ Lê. Trời ơi, lên số điện thoại đi mọi người. Thì Linh cam nó thế nào vậy? Đang cầm á. Xả ép mọi người lên mã hồng. Xả ép chốt comment hồng cho em mọi người nha. Hồng 40k thôi, lên mã hồng 40. Hồng này cho em 40k mọi người. Cái tân vàng cho Dược Thanh chốt đủ đơn nha. Chốt đủ đơn cho em nha các chị ơi. Rồi lên hồng cho em là mọi người, hồng 40k hồng, ép lên mã hồng 40. Ép mặc vừa lên mã hồng 40k hồng. Ép mặc vừa chốt comment hồng 40. Ta ép nha, lên mã hồng 40k mã hồng cho em. Đơn là 80k nha. 80.000 đổ lên mới đủ đơn nha các chị ơi. Rồi đỏ nè. Đỏ. Hồng 40 hả? Hồng 40 đây. Lê Thu Hương lên số đi chị ơi. Kèm số điện thoại đi mọi người. Rồi con này là chị ơi, cái đơn của chị sai số nên em chờ chị bữa giờ nè. Lên lại số đi Ngọc Tuyết ơi. Gọi chị sai số mà. Em cho chị bữa, chờ chị bữa giờ luôn á. Rồi sai mờ lên cho em con này đỏ đi mọi người. Đỏ hoa mai này đẹp chưa. Lên mã đỏ, đỏ này em xả cho chị 30 thôi. 30.000 lên đỏ cho em mọi người nha. Mã đỏ em xả 30. Đỏ 30k kèm số điện thoại. Xanh màu chốt. Ok chị này chốt 3 áo nha chị ơi. 3 áo trở lên nha. Rồi lên cho em là đỏ đi mọi người. Mã đỏ xanh màu 30. Đỏ xanh màu 30 các chị ơi, lên đỏ cho em 30k nha. Đỏ M30. Đỏ xanh màu 30. Lên đỏ xanh màu 30 các chị ơi. Rồi một con hoa vàng. Hoa vàng này. Hoa vàng là chị nào ép thôi này. Sao ép mặc vừa 40-48kg lên cho em hoa vàng cái nào. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người nhá. Đỏ hả? Đỏ 30, Tuyết Dương Ngọc có đơn chưa ta? Chưa. Rồi, chốt đủ đơn nha mọi người. Con này hoa vàng sẽ ép này. Nam 3 màu 3 ký. Vậy còn cái xanh này anh... Anh lấy không hả? Đây này. Tuyết Dương Ngọc chốt đủ áo, đủ đơn nha chị ơi. Nam xanh này chị Phạm Khánh ơi, chị lấy không này? Em cần một áo nam xanh xạ 30 luôn. Lấy thôi ok. Phạm Khánh này nhá. Rồi ok Ngọc Tuyết này, em thấy số này có gì để ý máy đi chiều hoặc là mai bên em gọi lại nhá. Rồi nha, lên cho em con này mọi người ơi, nam xanh xả 30k luôn, nam xanh 30. Ok. Ok Phạm Khánh này đủ đơn luôn. Rồi hoa vàng đi mọi người, 50k hoa vàng sẽ ép 50. Hoa vàng sẽ ép 50 mọi người, hoa vàng ép 50. Có luôn nha chị. Hoa vàng sẽ ép 50 mọi người, lên hoa vàng ép 50 nha. Hết nam xanh rồi nha. Hết nam xanh rồi. Em chào chị Thanh Đoàn Ngọc, con này dơ hả? À hoa đỏ, hoa đỏ. Rồi size M cho em mọi người, size M chị nào eo 72 độ lại. Size M eo 72 độ lại lên trắng cho em mọi người. Trắng hiếm 50k. Trắng em xả 50 mọi người, lên cho em là mã trắng 50k. Trắng 50. Trắng cho em 50 mọi người. Đỏ hả? Thùy Linh hả? Sao hết rồi chị? À, em còn hoa vàng á mọi người, em còn hoa vàng. Rồi nha, lên cho em con này là mã trắng các chị ơi, mã trắng cho em. Trắng 50k chị nào SM mặc được nha. SM eo 72 độ lại mặc ok. Rồi em còn mã trắng mọi người ơi. Em còn trắng. Trắng 50 Trần Nguyễn Cát Đẳng, ok chị. Đỏ M chị không được à? Không được chị Thủy Vũ, chị chốt sau mất rồi. Rồi nha, con này sẽ ép mặc vừa lên hồng. Ép mặc vừa, ép mặc vừa lên mã hồng xạ 40. 40k lên cho em là mã hồng mọi người ơi. Mã hồng xạ 40k. Hồng 40k cho em sẽ ép mặc vừa nhá. Sẽ ép lên cho em là mã hồng 40.
S mặc vừa lên hồng 40 nhá. Lên cho em là mã hồng 40k hồng. Hồng 40k. Trời ơi đâu ra vậy? 50. Trần Nguyễn Cách Đẳng á. Rồi nhá, Nam Đảo cho em mọi người còn sát mấy áo này. Con này size 80 ký đổ lại luôn cho em mọi người nhá. 80 ký đổ lại mặc vừa xài luôn các chị 30 đi. Chị nhắn tin bên trong phê Trần Thị Huệ rồi em check tin nhắn nha. Em rồi, Nam lên cho em Nam Đảo. Nam Đảo 30 có cho lên Nam Đảo cho em 30k Nam Đảo. Nam Đảo em xài 30 mọi người, em còn Nam Đảo 30. Xả quá rẻ luôn. Một con hoa xanh size to này các chị 2XL luôn. 65 ký đổ lại em chị nào 85 lên mã hoa xanh xả các chị 40k. 40.000 lên cho em là mã hoa xanh mọi người, 2XL chốt nha. 2XL eo 85 mặc vừa lên cho em là mã hoa xanh. Em còn Nam Đỏ 30 mọi người. Em còn Nam Đỏ 30 á. Rồi, lên cho em mọi người mã hoa xanh. Hoa xanh 40 đi các chị ơi, lên mã hoa xanh giúp em nha, 40k. Hoa xanh Phạm Thị Thu rồi. Hoa xanh cho Phạm Thị Thu rồi đơn, ok chị. Rồi, đỏ đây mọi người, em hết hoa xanh nha. Hoa xanh chỉ 40 thôi, hoa xanh 40 thôi. Rồi, đỏ cho em mọi người một con đỏ đá này. Đỏ đá dành chị nào mà sẽ ép luôn. 40 tới 48 ký mặc vừa, 40k lên cho em là đỏ đá 40. Đỏ đá xài các chị 40k mọi người ơi, lên đỏ đá giúp em nhá, 40k. Đỏ đá 40 kèm số điện thoại nhá, lên cho em là mã đỏ đá 40, sẽ ép chốt này. Ép mặc vừa lên đỏ đá 40. Ép mặc vừa lên đỏ đá 40 các chị ơi, đỏ đá giúp em 40k nha. Rồi xanh này. Một con xanh đá, con này mờ. Size M, eo 72 mặc vừa lên xanh đá cho em 40 luôn. 40.000 lên cho em là xanh đá các chị ơi. Lên xanh ngọc xanh bơ hả? Rồi ok, rồi lên cho em con này mọi người. Nam đỏ hả? Còn không? Hết rồi hả? Nam đỏ ai chốt chưa? Rồi 65kg 1m6 mặc 2x đi chị, mặc 2x nha. Đỏ đá cho Thùy Linh, đỏ đá 40 cho Thùy Linh. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người ơi, xanh đá này, xanh đá này, Trần Thúy Nga 40k. Xanh đá Trần Thúy Nga 40. Xanh đá cho Trần Thúy Nga. Rồi một con hồng đá các chị. Hồng đá con này S thôi này. 40 tới 48 ký mặc vừa lên hồng đá cho em nhá. Hồng đá xả các chị 40k luôn. 40k đúng rồi, Thúy Linh. Rồi lên cho em con này là mã hồng đá mọi người, hồng đá xả 40. Hồng đá xả các chị 40 nha mọi người, lên hồng đá 40. Rồi xanh này. Trời ơi, đẹp chưa mọi người, hàng mẹ. 2XL chốt cho em lên xanh mẹ. 2XL lên cho em con này xanh mẹ mọi người nhá. Mã hồng hả? Hồng đá hả? Hồng đá đúng không Ngọc Anh ơi? Xanh đá em hết rồi, em còn hồng đá mọi người chốt đúng mã đi ạ. Rồi xanh mẹ cho em mọi người 69k, 2XL chốt nhá. Eo 85 đổ lại. Eo 85 đổ lại các chị mà ok nhá. Lên cho em là xanh mẹ, hồng 40. Hồng 40 đúng mã đi mọi người. Rồi xanh mẹ cho Dược Thanh này có đơn chưa ta? Rồi. Rồi xanh mẹ 69 cho Dược Thanh, hồng đá cho Ngọc Anh. Hồng đá 40 Ngọc Anh nha. Đây em cảm thấy con cách tân hàng mới nè mọi người. Cách tân hàng mới nè các chị. Cái này M. Size M lên cho em là mã cách tân 40k 69. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người ơi, mã cách tân 40k thôi. 40k lên cho em là mã cách tân mọi người nhá. Size M chốt. Size M cho em eo 72 mọi người, cách tân mới nhá, 40k. Cách tân mới 40 mọi người ơi, lên cho em là mã cách tân nha. Cách tân. Cách tân nữa đi chị hả? Em lên ở đấy, đấy size M luôn này, lên hoa xanh. Size M chốt comment hoa xanh giúp em mọi người 40k. Size M lên cho em là mã hoa xanh 40, eo 72 độ lại các chị mã ok nhá. Hoa xanh 40 luôn mọi người, hoa xanh 40 cái kia. Đấy 40 luôn. Ngọc Anh, ok. Hà Nội còn một áo hay áo chị đó này. Rồi cái này size M mọi người, size M lên Hà Nội 50k. Hà Nội cho em 50k mọi người nhá. Size M chốt comment Hà Nội. Size M lên Hoa Nội nhá, cách tân Thùy Linh, cái tím á, hoa tím á. Rồi ok chị Thùy Linh 40. Rồi nha, lên cho em con này Hoa Nội 50k mọi người ơi, lên cho em là mã Hoa Nội 50. Hoa Nội xả các chị 50k mọi người nhá, lên cho em là mã Hoa Nội 50. Hoa Nội 50k kèm số điện thoại các chị ơi, lên Hoa Nội giúp em 50k. Hoa Nội 50 nha, Hoa Nội 50, em còn là mã em còn hoa xanh nhá, em còn cách tân hoa xanh nhá mọi người. Rồi một con cổ yếm cho em mọi người, đỏ này, đỏ cổ yếm nhá. Con này size M. Size M chốt comment cho em là cổ yếm mọi người. Size M lên cổ yếm xả các chị 30 thôi. Hoa Nội 50 là size L, size M hả? Size M, size M. Hoa Nội 50 Olivia Du. Chốt từ hai áo chị chốt ơi. Chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Rồi chốt comment cổ yếm đi. Cổ yếm xả các chị 30.000 thôi, 30k cổ yếm. Cách tân hoa xanh cho Trần Nguyễn Cát Đằng này. Ok chị. Trần Nguyễn Cát Đằng. Rồi đây em lên cho các chị một con này, hồng. Hồng đọng cho em nha mọi người. Này S thôi. S thôi, đỏ mờ Thủy Vũ 30k.
Rồi lên hồng đậm cho em mọi người, hồng đậm 45.000 mã hồng đậm. Hồng đậm 45, đúng rồi, Trần Nguyễn Cát Đàng. Rồi hồng đậm 45 chị ơi, các chị ơi, lên cho em là hồng đậm 45, cái đấy 30. Size S cho em con này mọi người nha, S mặc vừa lên hồng đậm. Hồng đậm cho em mọi người nha, hồng đậm 45k. Hồng đậm 45k và kèm số điện thoại, các chị ơi lên hồng đậm giúp em nha, hồng đậm 45. Hồng đậm 45 nha, hồng đậm 45 Ngọc Oanh. Hồng đậm 45 Ngọc Oanh. Rồi trắng này cho em mọi người, size M luôn này, M. Này hay L ta? Size L hả? Size L mọi người mà nó bị dơ xíu về các chị giặt giúp em nha. Nói chung hàng thanh lý thì không thể tránh khỏi được mấy cái lỗi mà nhỏ xíu nhất này nha mọi người. Cho nên về nhận hàng mọi người giặt giúp em nhá. Rồi lên cho em con này là mã trắng mọi người, trắng xạ 45. Giặt trước khi mặc là mọi người phải giặt nhá. Lên cho em con này là mã trắng nhá, 45k trắng này, trắng 45. Trắng xạ 45 thôi mọi người ơi, lên cho em là mã trắng nhá, 45.000. Trắng 45. Em còn trắng 45. Trắng 45 có hai áo á, trắng 45 có hai áo á. Đâu, cách tân đâu? Đây hả? Rồi có một con này gấm cho em mọi người, cách tân gấm này, xanh nhá. Đâu rồi? Bị lỗi chỗ nào? Con này ép thôi mọi người, nó bị hơi tưa xíu không sao hết nha mọi người. Gấm thế hay bị tưa vậy á. Rồi ép nha mọi người, lên cho em là mã này, tưa thiệt này. Về mọi người đạp lại cho em con này nhá, lên mã tặng đi. Lên cho em là tặng, tặng không đồng cho mọi người luôn nhá, comment cho em là tặng không đồng mọi người. À, rồi nha, tặng không đồng mọi người ơi, tặng không đồng để em coi có mờ cái đấy mờ á chị, có mờ 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 mặc được mà. Cái đấy size mờ mặc được á. Cái kia size mờ mặc được á chị ơi, chốt thì comment giúp em nha. Rồi lên cho các chị mình một con này gấm vàng cho em ạ. Rồi tặng cho Trúc Mai, tặng Trúc Mai về đạp lại giúp em nha chị. Size S mặc vừa lên cho em con này là gấm vàng, size S mặc vừa lên gấm vàng giúp em. Mã gấm vàng cho em mọi người nhá, con này em xả các chị ạ. Trời ơi đẹp quá mọi người, xả các chị ạ, 59.000. 59k lên cho em là gấm vàng 59. Gấm vàng 59k kèm số điện thoại nhá, lên gấm vàng giúp em 59k cổ này. Rất là đẹp như này cho em nha mọi người nhá, gấm vàng 59k. Em hết mã tặng rồi, hết tặng nhá. Tặng của Trúc Mai rồi, tặng vàng cho Ngọc Anh. Gấm vàng Ngọc Anh, gấm vàng cho chị Ngọc Anh. Rồi một con hồng, hồng này thôi tặng luôn các chị 30.000 đi. Này lên cho em là mã hồng mọi người nhá, sẽ SM mặc được. SM mặc được nha, em hết gấm vàng rồi. Lên cho em là hồng đi. Mã hồng okay, mọi người nhá. Này. Hồng ok này chị ạ. Ok cho trắng đi chị. Rồi lên cho em con này mọi người nhá, mã hồng xả các chị 30k hồng. Hồng em xả 30 mọi người ơi, lên mã hồng 30.000, hồng 30. Trời ơi con này phối nhung này các chị. Vàng cho em phối nhung mọi người nhá. Cái màu đỏ này là phối nhung á mọi người, kim sa nhá, hơi bét xíu không sao hết nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã vàng mọi người, set nhá, lên mã vàng. Nó bị đây, lên hồng màu Trần rồi. Nguyễn Cát Đàng. Này nó bị lên màu rồi, hồng cho Trần Nguyễn Cát Đàng. Lên màu thôi em xả rẻ cho mọi người nhá, con này lên lỗi đi, về giặt giúp em. Lỗi xả các chị 20.000 luôn, 20k lên lỗi cho em nhá, lỗi xả 20. Lỗi size S 20.000 mọi người nhá, lỗi size S em xả 20. Lỗi size S xả 20, trời ơi gấm hồng nè. Đâu ra mấy cái hàng đẹp xỉu vậy trời. Rồi nha, con này xả 59k luôn, lên gấm hồng. Gấm hồng xả S luôn nha mọi người ơi, gấm hồng xả S xả 59k. 59k lên gấm hồng giúp em, xả S mặc vừa. 48kg độ lại mà ok nha. Mà chân đang mặc xả S mà bữa nay lên xả M rồi. Rồi nha, lên cho em là gấm hồng giảm cân với chị Trần Thúy Nga ơi. Rồi nha, lên cho em là mã gấm hồng xả S thôi. Còn nói được không? Mày hả? Nói được á. Nói được chút xíu thôi. Lỗi 20 cho Ni Oanh. Lỗi 20 của chị Ni Oanh, cái này sẽ ép cho chị Ni Oanh ơi. Chị Thúy Nga ơi, cái này nới được á chị lấy không? Nới được á, Trần Thúy Nga lấy thì ok, em đẩy cho chị luôn. Nới được, nới được. Nới được ra một bên được ra được 1cm luôn á. Rồi ạ. Rồi cái này cho em mọi người size M, lên cho em là 4 tà. 4 tà M này mọi người xả các chị 60.000 thôi. 60k lên cho em con này là 4 tà mọi người nha. 4 tà lấy không chị Trần Thúy Nga không? Em chắc chị sau này rồi ok chị đẹp. Rồi nha, lên cho em là 4 tà 60. 4 tà em xả 60k mọi người ơi, lên cho em là 4 tà nhá, 60.000 con này size M. Size M cho em mọi người ơi, lên 4 tà 60k nhá, theo hoa này. 4 tà 60. Có sao XL đỏ, sao XL đỏ không em có chị ơi. Rồi nha, lên cho em mọi người ơi, mã 4 tà. 4 tà size M 60k mọi người ơi, lên cho em là 4 tà size M 60. 4 tà M 60 nhá, 4 tà size M em xả 60. 4 tà M xả 60, rồi đỏ này. Đỏ cho em mọi người, con này size S thôi, 40 rồi 48 tí mắc vừa lên đỏ. Rồi ạ, còi nhóc này, 4 tài cho chị còi nhóc.
Rồi size S mặc vừa 40 tại 48 kg, mặc vừa lên cho em cái này là mã đỏ. Mã đỏ nhá, xả 40k đỏ. Đỏ 40 còn nhóc cho đủ đơn cho em nha trẻ ơi. Lên đỏ cho em đi ạ, mã đỏ nhá, đỏ 40k đỏ. Mã đỏ em xả 40 nhá, đỏ 40k. Hồng. Hồng M, hồng size M 39.000. Hồng size M em xả 39 các chị ơi, lên cho em là mã hồng M 39. Hồng size M 39k các chị ơi, cho comment hồng giúp em size M 39.000 mã hồng M. Hồng size M 39, áo nam còn này. Áo nam này mặc với là áo bi đỏ ấy. Rồi nhá, cái này chị ạ, chị nào tầm 80 kg đổ lại nhá, áo nam cho em mọi người 80 kg đổ lại mà ok, lên cho em là áo nam. Áo nam xả các chị 30k lên áo nam giúp em, áo nam 30. Áo nam 30 mọi người ơi, lên áo nam giúp em nhá, áo nam 30.000. Trời ơi con này áo nam luôn này. Con này lên 01. Áo nam cho em mã số 01 mọi người, áo nam nhá, mã số 01. Nam đỏ cho Tiên Hiền. Nó bị rớt mất mấy cái nút cho mọi người, về các chị khâu lại giúp em nhá các trẻ nhá. Xả luôn 30.000. Lên 01. Áo nam mã 01, áo nam mã 01 nhá, 30k luôn, lên 01 giúp em. Áo nam của ai á? Nam đỏ Kim Hiền. Kim Hiền nam đỏ rồi. Ren đỏ 01 nhá. Em còn áo nam 01 đó mọi người. Hết. Còn 01 thôi các chị, em còn mã 01 thôi. Đây em lên cho các chị mình con ren đỏ này nhá. 01 cho Nhật Tân. Nhật Tân hả? Bây giờ mình có đơn hả? Size S mặc vừa mọi người, S mang vừa 40 tới 48 ký mặc ok, lên ren đỏ 20k. Ren đỏ 20k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên cho em là ren đỏ 20. Ren đỏ 20 mọi người ơi, lên ren đỏ giúp em 20k ren đỏ. Ren đỏ 20. Rồi hoa trắng ạ, hồng ạ. Hồng 39 Miu Anh, hồng 39 Miu Anh giản giá. Rồi này S này các chị. À hồng L á. Size L, XL luôn này. XL lên cho em con này là mã hoa trắng á. Hoa trắng này lên đỏ cho Thùy Linh. Rồi con này lên hoa trắng giúp em 40k mọi người. 40.000 lên cho em là mã hoa trắng 40. Hoa trắng cho em 40k kèm số điện thoại nhá. Chị nào mà XL chốt ha, lên hoa trắng 40. Hoa trắng 40 mọi người. Hoa trắng 40. Cái màu xanh này uổng ghê tởi, nó bị dính dơ rồi. Hoa trắng 40 cho Kim Hiền. Xanh này dơ có xíu thôi mọi người, về các chị giặt là ok nhá. Xả các chị 30.000 đây này. Dơ một ít phần vai đây nha mọi người, do treo lâu ngày với các chị nhá. Rồi ạ. Hoa trắng 40 Kim Hiền nhá. Hoa trắng Kim Hiền rồi. Rồi con này sẽ S nha mọi người, lên mạng xanh dơ. Xanh dơ sẽ S xả các chị 30.000. 30k lên mạng xanh dơ, dơ một xíu trên vai đây thôi nhá. Về giặt giúp em. Lên xanh dơ cho em mọi người nhá. Mã xanh dơ xả 30. Xanh dơ xả các chị 30k mọi người ơi, lên xanh dơ giúp em 30.000 xanh dơ 30 nhá. Xanh dơ 30. Dơ 30 Trúc Mai. 30 Trúc Mai. Rồi áo mẹ 2XL mọi người, lên xanh theo. 2XL eo 85 độ lại, lên xanh theo giúp em mọi người, xanh theo áo mẹ nhá. Xả các chị con này ạ, 60k lên mã xanh theo. Rồi xanh theo cho em mọi người nhá, xanh theo em xả chị là 60. Xanh theo 2XL 60k. Xanh theo 2XL xả 60. Xanh theo 2XL Trần Nguyễn Cát Đằng. Trần Nguyễn Cát Đằng xanh theo. Trời ơi cái con mỡ gà này còn nhiều nè. S đây. Mẫu này ạ. Hình như là chưa có lên luôn này. S M. Mẫu này em có size S size M mọi người ơi, lên cho em là mã số 02. Mã số 02 em xả các chị 45.000 một áo thôi. 45k một áo thôi mọi người ơi, lên cho em là mã 02. 02 cho em ạ, size S là cho Ngọc Anh, size S Ngọc Anh. Rồi comment cho em là đúng mã 02 kèm size S hoặc M. 02 45k kèm size S hoặc M mọi người, buổi trước còn bán 55. Buổi trước còn bán 55 thì giờ xả luôn các chị 45.000 nhá. Lên cho em là 02. Mã số 02 kèm S hoặc M giúp em nha mọi người. 02 à còn xanh theo hết nha. Còn M thôi, 02 em còn size M thôi. Em hết xanh theo rồi. Hết xanh theo em còn 02 mọi người, em còn mã 02. Trơn này. Xanh trơn sẽ S mọi người. 40 tới 48 ký mặc ok nhá. Lên mã xanh trơn xả các chị 39k thôi. 39k lên mã xanh trơn giúp em. Xanh trơn xả 39 mọi người, lên cho em là mã xanh trơn 39k xanh trơn giúp em ha. Xanh trơn 39k kèm số đi ạ. Trời ơi hồng theo. Hồng theo con này MS SM mặc được các bạn người. SM mặc được chị nào ạ? 50 kg đổ lại nhá. 50 kg đổ lại mặc vừa, lên hồng theo 45.000. 45k cho comment hồng theo giúp em. Hồng theo em xả 45 các chị ơi, lên mã hồng theo giúp em nhá. 45k hồng theo. Hồng theo 45. Đây, đỏ XL đây. Đây như chị Hoàng Miền ơi. Chốt thì comment cho em con này là mã Tết này. Trời ơi, có không khí Tết chưa? Rồi lên cho em con này là mã Tết mọi người, XL chốt nha. Xả các chị 70k hàng mới. Con này hàng mới giúp em nhá. Chị nào chốt comment Tết này.
Tết 70k kèm số điện thoại nha, sẽ L 60 tí đậu là S80 lên mạng Tết cho em nha mọi người. Tết nha, mã Tết nha. Mày S này. S lên cho em con này tìm đá hàng mới luôn, tay bỏng xả các chị ở 90k. Tết Vũ Thám lên số chị ơi. Tết này. Vũ Thám chắc làm kèm số cho em. Các chị nào mà chốt một cái áo, cố gắng chốt thành hai áo để đi đơn nha. Chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Tìm đá xả 90. Tìm đá sẽ S90k. Tìm đá S em xả 90. Tìm đá sẽ S90k mọi người ơi. Lên cho em là tìm đá S90. Tìm đá sẽ S cho em nha. 90k mọi người ơi. Lên cho em là tìm đá S90. Tìm đá sẽ S em xả 90. Rồi con vàng. Vàng này. Vụ thám lên số đi ạ. Không chốt chị sau này. Rồi S đọc vừa lên mã vàng, cái cổ nè mọi người, xinh chưa? Thôi chốt cho Hoàng Miền này. Tết chốt Hoàng Miền nhá. Rồi S đọc vừa lên mã vàng cho em mọi người. Lên cho em là mã vàng, vàng này xả các chị ạ, 40k thôi. 40k lên mã vàng cho em mọi người nhá. Vàng sẽ S xả 40. Vàng S lên xả 40 mọi người ơi, lên cho em là mã vàng sẽ S40k. Vàng S xả 40 các chị ơi, lên cho em là mã vàng S40.000 nhá. Vàng S40. Vàng S40. Xanh theo S luôn, lên cho em là mạng xanh. Xanh này xả các chị 45.000 mọi người ơi, lên cho em là mạng xanh 45. Mã xanh xả các chị 45k các chị ơi, chốt comment mạng xanh giúp em nhá, 45.000 xanh. Xanh 45k kèm số điện thoại nhá, lên cho em là mạng xanh 45k xanh. Xanh sẽ xả 45 mọi người. Tìm đá xả S chị ơi. Tìm đá là xả S chị. Tìm đá là xả S nhá. Rồi hồng tròn 39.000 lên mạng hồng, size M. Size M lên cho em là mạng hồng nhá. Tìm đá là xả S nha chị ơi. Tìm đá là size S, chị nào chốt mã kèm size luôn đi. Mã kèm size luôn đi các chị. Rồi ạ, lên cho em con này hồng tròn 39.000 hồng tròn. Hồng tròn 39k kèm số điện thoại, lên mã hồng tròn giúp em 39k. Hồng tròn 39 nha mọi người. Rồi bi đỏ 10k lên bi đỏ giúp em. Lê Thu Hương ơi, con này size S chị lấy ok giúp em nha. Bi đỏ size S luôn này mọi người, 10k lên cho em là mã bi đỏ. Bích lờ 48 không có, có cái kim tuyến thôi. Không chị. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người nha. Bi đỏ 10k lên bi đỏ để em coi nè. Bi đỏ 10k nha mọi người. Bi đỏ 10k. Đây, XL48 đây. Hồng trơn 39 cho Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết này, ok. Đây nha mọi người, con này ảnh nhũ này. 4 tà kim tuyến cho em ảnh nhũ như này mọi người nha. Rồi. Tím S hả? Tím xa S Ni Oanh. Tím đá này. Tím đá 90k cho chị Ni Oanh này. Mọi người phải chốt đúng sai thì em mới chốt đơn cho các chị được. Các chị mua dùng hay sao? Mọi người bảo em một tiếng em mới được em chốt nha. Lê Thu Hương hỏi chị sao mất rồi chị ơi. Để lát em lên tính khác cho mọi người. Rồi cái này ạ, 4 tạ XL mọi người nha. 4 tạ XL. Hàng này chị phải xả nhiều ta? 85. 85.000 mọi người ơi, lên cho em là 4 tạ 85k. 4 tạ XL L80 mặc vừa nha. Lên cho em là 4 tạ 85.000 mặc 4 tạ cho em. 4 tạ xả 85 các chị ơi, XL chốt nha. 4 tạ XL xả 85. Rồi đỏ. Đỏ con này lửng nè mọi người, đỏ lửng. Đỏ này cho em lửng nha mọi người ơi. Hồng XL là cái nào? Làm gì có mã hồng XL. À cái này hãy. Sorry chị Trần Nguyễn Cát Tăng ơi, con này hãy XL nha chị, lấy thế ok. Cái này hãy X mất rồi. 2XL lấy thôi ok cho chị Trần Nguyễn Cát Đằng nhá. Mấy chị chốt hàng cái kiểu gì trời. Lửng này. Chốt gì mà cái XL lửng. Đỏ Hoàng Miền ơi, chị chốt cái Tết rồi nha. Tết em chốt XL đỏ rồi. Là cái gì? Rồi nhá, con này lên lửng cho em này mọi người. Lửng xả có chị 30k lên lửng cho em. Lửng xả 30. Lửng cho em 30k sẽ S mặc vừa nhá. Lên cho em là mã lửng 30. Chị Cát Đằng có lấy không, em chốt cho người sau này. Bốn tà là 2X lấy thôi ok không? Chắc chị Phạm Thắng nha. Rồi chốt Phạm Thắng đi. Chốt Phạm Thắng nhá. Rồi lẫn 30. Trần Nguyễn Cát Đằng. Trần Nguyễn Cát Đằng. Hồng thơ cho em là mọi người sẽ S hoặc lấy thêm nhưng thơ. Mà phải để lên mã đã chứ chị. Rồi nha, lên cho em con này mọi người. Phải để lên mã đã mới chốt được chứ chị, cứ chốt. Em chốt chị Phạm Thắng mất rồi, lựa mã khác cho em nha chế. Rồi à, lên cho em con này hồng thơ mọi người, 45k hồng thơ. Hồng thơ xả 45. Hồng thơ sẽ S 45. Hồng theo S45 em hết lửng rồi. Hồng theo S cho em 45k mọi người. 45.000 lên mã hồng theo sẽ S nha. Rồi nâu đá này. Nâu đá này. Này sao bao nhiêu đây ta? Cái này S cho L mọi người. L thôi. Size L lên cho em là mã nâu đá mọi người. Xanh chưa xạ 90k. 90k lên cho em con này là nâu đá size L 90. Size L chị ơi. Nâu đá size L 90. Nâu đá L 90. Áo đỏ là size L luôn nha, 70k. Áo đỏ là 70.
70. Áo đảo 70 giờ không biết bên gì luôn ạ. Size L mọi người. Size L con này lên mã theo. Size L chốt comment mã theo cho em mọi người nha. Mã theo size L dạ các chị ạ, 45k luôn. 45.000 lên cho em là mã theo size L dạ 45. Theo size L em xả 45k mọi người ơi, lên cho em là mã theo L dạ 45. Theo size L 45 mọi người ơi, lên mã theo size L nha, 45k. Mã theo size L 45. Và em con này em còn một con này mọi người. Một áo này, còn một áo này XL. Hoa cam cho em XL mọi người, hàng này 4 tà. Hoa cam XL con này hàng 4 tà mọi người nhá, xả các chị 85.000 luôn, lên mã hoa cam. Hoa cam em xả 85 các chị ơi, lên mã hoa cam cho em nhá. Rồi nâu đá XL kim tuyến ngô này, ok chị. Rồi ạ, à, chị nào chốt này comment lên cho em con này là hoa cam đi mọi người, mã hoa cam. Hoa cam XL 85. Đoàn Minh Đức. Các chị chốt đúng mã cho em đi nào. Chốt đúng mã đi, mất công nhận hàng lại kêu bên em gửi chứ. Hoa cam 85 cho Trinh Nguyên. Hoa cam này 85 Trinh Nguyên. Ok. À ok chị cắt đằng này. Theo 45 kim tuyến ngô đi. Đây này. Theo 45 cho kim tuyến ngô. Đây này, hoa đảo này xa lờ chị nào chốt comment. Hoa đảo xa lờ cho em mọi người nhá. Chốt đúng mã đi mọi người, em có đọc mã đọc sai mà. Rồi ạ, à, lên cho em mọi người ơi, chốt comment lên cho em là hoa đảo xa lờ nhá. Hoa đảo xa lờ 70. Ủa sao không tắt âm, tắt tắt tính được. Rồi nha, lên cho em là hoa đảo xa lờ 70. Hoa đảo cho em xa lờ 70k mọi người ơi, lên hoa đảo L 70. Hoa đảo size L 70. Hoa tím size M 70 này các chị ơi. Size M eo 72 độ lại. Size M cho em là eo 72 độ lại nhá. Lên cho em con này là mã hoa tím. Hoa tím size M 70k. Lên cho em là mã hoa tím luôn chị ơi. Rồi tìm chị size S cho đủ đơn. Trời ơi đẩy 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 lên cho. Size S thì không thiếu. Size S đây. S hề. Trời ơi đây này chị. Màu này màu hồng cam cho em nha mọi người. Hàng đá luôn này. Hồng cam cho em mọi người ơi, lên cho em là hồng cam xả các chị ạ, 90k. Hoa đảo size L Lâm Ngọc Vĩ này, ok. Lâm Ngọc Vĩ size L. Ôi. Đây nha. Rồi ạ, size S mặc vừa 40 tại 48 kg các chị ơi. 40 tại 48 kg mặc vừa nhá. Lên cho em là hồng cam. Hoa tím hả, Ngọc Tuyết này, Ngọc Tuyết 70, ok. Rồi ạ, lên hồng cam cho em đi mọi người, hồng cam 90k. Con này tay bồng luôn nhá, đây này, tay bồng luôn nhá. Rồi không có nhung theo đâu mọi người. Hồng cam 90k sẽ S mọi người ơi, lên hồng cam S 90. Hồng cam sẽ S em xả 90. Đỏ trơn mờ hả chị? Giờ không biết nào luôn. Đỏ trơn mờ có hàng mới, hàng mới thì chẳng có luôn. Rồi con này lên 03 đi, con này lên cho em là mã số 03 này, XL. XL cho em một con hoa màu đỏ nha mọi người nhá. Hoa đỏ luôn này. Con này size XL chị nào cho comment mã 03, 70.000 luôn các chị ơi, 70k lên 03 giúp em. 03 em xả 70 các chị ơi, lên mã 03 giúp em nha, 70k. Mã 03 em xả 70 mọi người ơi, 03 nha, 70k. Chốt theo mã nha. 03 70. Rồi ạ, à, kim sa đỏ này, kim sa đỏ sẽ S mặc vừa, 48kg đậu lại. 40 tại 43 cho Hoàng Miền. Rồi ạ, à, 03 cho Hoàng Miền này. 03 Hoàng Miền. Chốt em nói là chốt theo mã nha, các chị đừng có chốt tùm lum. Chốt theo mã đi. Kim sa này mọi người, kim sa xả các chị 39.000 thôi. Sa S mặc vừa lên kim sa xả 39. Kim sa xả các chị 39k mọi người. Lên cho em là mã kim sa. À, xanh theo S làm gì có. Cái nào trời. Trời nha, em cả mã kim sa 39 các chị. Hồng. Hồng cam. Hồng cam này con này S mọi người. Hồng cam S mặc vừa 40-48kg. 40 tới 48kg mặc vừa, lên cho em con này là mã ren đi. Mã ren xả các chị 20k thôi. 20.000 lên mã ren cho em mọi người nha. Ren xả 20. Ren này em xả 20 các chị ơi, cho comment mã ren 20k ren. Còn tơ xả ren 20, ren 20 mọi người. À, con này xinh nè. Con này xinh này, con này chị nào cho comment nu đi. Mã nu cho em mọi người nha. Màu nu này các chị đẹp lắm luôn á, xả S nhá. 45k cho comment nu cho em. Mã nu em xả 45. Nu 45k mọi người ơi, chốt comment cho em là mã nu 45.000 nu. Xuống đi, xuống đi. Nu 45. Nu 45 mọi người. Ủa xúc hả chị? Thôi em xuống like mọi người. Chị nào mà chưa chốt được, chưa đủ đơn trưa nay mọi người vô chốt nha. 1, 12 rưỡi. 12 rưỡi bên em lên lại nha. Bye bye các chị nha.